Chương 1259, nhà họ Phí ra mặt. Vâng, thật chẳng dễ dàng gì, nhưng nói về mặt tự do thì anh Lang là bị hạn chế nhất. Mặc dù thân phận của anh dọa người nhất nhưng thực ra lại không lớn như vậy. Trong ba người chúng ta thì Trương Hùng là thấp nhất. Ai nói anh là an ninh quốc gia, khẩu quyết của một nhân viên an ninh quốc gia là gì? Là một anh hùng vô danh đúng không? Ngay cả đến thân phận trong tổ đặc nhiệm A cũng chẳng rõ, chỉ có những người trong chúng ta hiểu, ngay cả những người trong nội bộ cũng không thể hiểu hết. Tổ đặc nhiệm chúng ta có 5, 60 người, những người chúng ta biết chỉ khoảng 10 người. Ngay cả khi đánh nhau với mình thì mình cũng chẳng biết anh ta là ai. Nếu nói về phương diện lớn hơn, thì chúng ta đang âm thầm góp sức cho đất nước. Hiện giờ tôi đã hiểu quan niệm của Diệp Phàm, tại sao lại không bằng lòng tham gia quân đội. Việc này tôi cũng hiểu nguyên nhân rồi. Thiết Chiêm Hùng nói. Ha ha, đó cũng là một trong những nguyên nhân. Nhưng, con người tôi không thích ngày nào cũng đấm chém giết lẫn nhau, đây mới là nguyên nhân chính. Việc ở Ngư Đồng tuy rằng khổ chút, chịu ấm ức chút nhưng tôi cũng còn có cuộc sống vui vẻ có đúng không? Làm cán bộ thì cũng phải có cách để mà chơi chứ. Diệp Phàm cười nói. Liếc mắt đi thì thấy một thanh niên gầy gò khuôn mặt nghiêm túc đi cùng Cổ Bang vào. Nhưng người thanh niên này khi nhìn thấy bốn người Diệp Phàm, hắn cứ việc che giấu sự hoàn mỹ, đáng tiếc Diệp Phàm lại có đôi mắt chim ưng. Xem ra lại có rắc rối đây. Diệp Phàm nói. Anh là Diệp Phàm. Người thanh niên nói, phát hiện Diệp Phàm còn rất trẻ, rất đúng với miêu tả của Ninh Hòa Hòa. Ba người còn lại tuy không nói là già nhưng không giống như lời Ninh Hòa Hòa nói về hai người có tuổi đó, nhưng cũng không còn trẻ, xem ra dày dạn kinh nghiệm. Vì vậy người thanh niên trực tiếp nói với Diệp Phàm. Vâng, anh là ai? Có việc gì không? Diệp Phàm hỏi lại, không hề khách khí, vì người này đến có vẻ không tốt lành nên cũng chẳng phải khách khí. Tôi là người nhà họ Phi ở Phong Diệp Loan, cứ gọi tôi là Phi Bát Độ được rồi. Phi Bát Độ liếc nhìn mấy người Diệp Phàm vẻ khinh miệt, nói. Cái tên có chút đặc biệt, có chuyện gì không? Anh đường đường là đàn ông mà giao lại có thể áp bức một cô gái. Các hạ muốn khiêu chiến với nhà họ Phi đúng không? Phi Bát Độ lạnh lùng nói. Anh muốn nói Ninh Hòa Hòa. Diệp Phàm thản nhiên nói, rồi quay lại nói. Lúc đó anh không có ở đó, thì làm sao biết tình hình thế nào, anh dựa vào cái gì nói tôi ức hiếp cô ấy, chẳng nhẽ anh lại không hiểu tính cách Ninh Hòa Hòa, anh hãy về hỏi cô ta cho rõ ràng, ở đây tôi không thích những người không rõ đầu đuôi. Nếu như anh đến để nói này nói kia thì mời anh về cho, muộn rồi, chúng tôi không tiếp. Tiếp, nét mặt Phi Bát Độ trầm lại, một vật bay tới, Diệp Phàm nhanh nhóng bắt được, chỉ là một thanh gỗ, không phải là ám khí gì, nói. Anh có ý gì? Anh có thể xem, có thể không tới. Phi Bát Độ nói xong rồi ra về. Thế là ý gì, chẳng nhẽ lại muôn mời anh đến nhà họ Phí sao? Thiết Chiêm Hùng hỏi. Có yến tiệc sẵn rồi. Lang Phá Thiên đột nhiên lên tiếng. Cũng gần như thế, ngày mai 8 giờ tối. Đến gặp một tiểu thư nhà họ Phí. Ha ha, chuyện hay đây, Na Thiết đi xem thế nào nhỉ? Lang Phá Thiên cười nói. Tôi không có thời gian. Trương Hùng nói trước. Còn anh Thiết? Lang Phá Thiên hỏi. Cùng đi. Thiết Chiêm Hùng gật đầu. Ha ha, nói thực, ở Bắc Kinh này cũng chẳng ít người trẻ tuổi chưa đến nhà họ Phi nổi tiếng ở đây, nghe nói nơi đó không bình thường. Lang Phá Thiên gượng cười, nói. Có cái gì không bình thường chứ? Diệp Phàm hỏi, trong lòng nghĩ nếu nhà họ Phi có quan hệ với chú thì có thể cũng là cao thủ. Nghe nói là có cao thủ nội công, nhưng đó chỉ là tin đồn trước giờ tôi chưa gặp. Lang Phá Thiên lắc đầu. Việc này chắc chắn trấn thủ trưởng sẽ rõ. Thiết Chiêm Hùng nói. Anh gọi điện hỏi xem sao. Lang Phá Thiên nhắc Diệp Phàm. Không cần hỏi, nếu hỏi ngày mai chúng ta đến nhà họ Phí sẽ gây chú ý cho tổ đặc nhiệm A. Anh nghĩ xem, thủ trưởng Trấn không sợ việc của ba chúng ta. Ở đây là thành bảo mật, hơn nữa, Phi Nhất Hằng có thể là quan cao, chắc cũng phải là chức cấp lãnh đạo quốc gia. Không chừng chúng ta còn chưa ra tay, ông ta đã cho người theo dõi chúng ta rồi, như vậy thì còn ra gì nữa. Diệp Phàm cười nói, vẻ mặt rất thoải mái. Nói được là được, tôi cũng muốn xem nhà họ Phi muốn chơi trò gì. Lang Phá Thiên lại hừ một tiếng. Khí thế hùng hồn hạ tay áo ra vẻ chuẩn bị diễn trò gì, khiến Thiết Chiêm Hùng cũng phải phì cười. Một đêm không có chuyện gì. Sang ngày hôm sau,
Diệp Phàm đi một vòng rồi quay về. Tiểu Diệp, nghe nói anh ở Việt Đông lại có tiếng tăm rồi phải, thật đáng mừng. Triệu Bảo Cương bình thản ngồi trên chiếc ghế cao, vừa nói vừa nghịch chậu hoa. Ông nói gì vậy, tôi đã làm khó cho bí thư Triệu may mà được ông lượng thứ, nếu không cái chức này tôi cũng không giữ nổi. Diệp Phàm cười nói, có phải do hai từ trấn áp kia không? Triệu Bảo Cương cười, nói, không chỉ riêng việc này mà còn có nhiều việc khác. Diệp Phàm vừa gật đầu xong lại lắc đầu. Những việc này, nếu nói ra thì là việc lớn nhưng cũng là việc nhỏ. Quan trọng là anh hiểu nó như thế nào thôi, tên Sương Sơn cũng nóng vội, liên lụy đến cả nhà họ Triệu chúng tôi. Còn anh có lúc bị anh ta mắng thì cũng phải chịu đựng chút, đừng có đá lại hắn. Ha ha! Triệu Bảo Cương thân thiết nói. Tôi đâu có dám đấu lại với anh ta, tôi vẫn cần cái chức nhỏ mọn này, loại tép siêu như tôi sao có thể lọt vào mắt của ông ta được chứ? Diệp Phàm thản nhiên nói, cố gắng hạ thấp mình. Tiểu Diệp, về điểm này chắc chắn anh đã nhìn nhầm anh ta. Anh giờ đang trưởng thành rồi, không phải là con tép siêu nữa. Nói ra những lời không hợp, nếu là Triệu Bảo Cương tôi đây mời, hai vị Trấn Đông Hải và Lý Khiếu Phong cũng không chắc đã đồng ý. Anh xem, cái địa vị của anh không hề nhỏ, hai vị đấy đều gác lại công việc để đến uống rượu chúc mừng anh. Nếu không vì tôi bị đau dạ dày, chứ không tôi cũng sẽ ngồi lại xem các anh thanh niên, hết mình như thế nào. Triệu Bảo Cương thân mật nói. Lần sau mời khách nhất định sẽ mời ông. Diệp Phàm nói. Chắc chắn rồi, cũng không biết liệu có lần sau không. Không chừng lúc đấy đã xuống mồ rồi cũng nên. Triệu Bảo Cương rất thản nhiên nói, không chút sợ hãi gì cả. Diệp Phàm cũng phải âm thầm khuất phục. Lão Triệu, ông vẫn còn rất khỏe mạnh, chẳng khác gì thanh niên. Diệp Phàm nịnh nọt. Ha ha ha. Triệu Bảo Cương cười sảng khoái, nhưng khi xoay chuyển người lại thấy những khớp xương đau. Lúc này, bác sĩ chăm sóc của ông ấy nhanh chóng tiến đến, nói. Ông Triệu, chúng ta phải quay về kiểm tra thôi, bệnh cũ của ông lại tái phát rồi. Anh đấy, nói gì thế khiến chân ông nội tôi lại đau rồi. Lúc này, Triệu Tứ từ trên lầu đi xuống nhìn Diệp Phàm có vẻ không hài lòng nói. Vô Phương, chỉ là bệnh cũ tái phát, ngày còn thanh niên ông đi tham gia chiến trận chân bị thương, sau này điều trị nhưng vẫn không hỏi, đành chịu vậy. Tiểu Tứ, đừng có đối xử với Diệp Phàm như vậy, con gái thì phải dịu dàng thì con trai mới yêu quý chứ. Triệu Bảo Cương rất nhẹ nhàng khuyên bảo Triệu Tứ. Chẳng lạ lùng gì. Triệu Tứ nói, mắt nhìn trừng trừng, tự nhiên nhìn về phía Diệp Phàm. Ông Triệu, có thể cho tôi xem được không? Diệp Phàm hỏi, nhìn hai chân của Triệu Bảo Cương, phát hiện ra trên khớp đùi có vết đạn. Anh xem, anh là ai? Người ta là chuyên gia của Bệnh viện Quân đội Bắc Kinh mấy năm rồi còn không tìm ra cách, anh thì có thể thấy gì chứ, thật nực cười. Triệu Tứ có chút tức giận nhìn Diệp Phàm nói, cô nàng này cứ như ăn nhầm đạn vậy. Tiểu Tứ, sao lại ăn nói như thế, còn không mang cho Diệp Phàm chén trà. Triệu Quát từ ngoài sân đi vào, mặt nghiêm nghị giáo huấn. Không mang, sao phải mang trà cho anh ta chứ, một người chẳng có bản lĩnh gì, chỉ có khoác lác. Triệu Tứ rất bướng bỉnh, vểnh mặt lên nói. Lại tức giận rồi phải không Triệu Tứ, hôm nay tôi đã thấy vết thương của ông cô rồi, nếu tôi chữa có tác dụng thì cô sẽ nói sao? Diệp Phàm cũng có vẻ tức giận nói. Anh nói phải thế nào? Triệu Tứ cũng mạnh mồm nói, Triệu Quát không nói gì, chỉ cùng cha thản nhiên xem hai người đấu khẩu. Thế này nhé, con người tôi đều vì lợi ích, không có lợi thì không làm. Nếu có tác dụng... Các vị đều biết khi tôi ở Việt Đông công tác đương nhiên có hy vọng Triệu Sương Sơn sẽ tán thành, coi như là bí thư Triệu nợ tôi một ân tình được không? Diệp Phàm nói ra câu này khiến Triệu Bảo Cương và Triệu Quát nghẹn họng. Thầm nghĩ, không ngờ câu này hắn ta cũng nói ra được. Được lắm, bản cô nương không thể vì chuyện này mà nhờ bác làm việc cho anh được. Triệu Tứ cãi lại nói. Vốn nghĩ miệng cô cũng như đá, không ngờ mới nói mà đã nhuyễn ra rồi. Vốn cũng chỉ là một con mèo vàng khua môi múa mép thôi. Diệp Phàm công kích, có ý khinh thường. Anh! Triệu Tứ nghẹn lời, nhìn chằm chằm vào ông nội. Ha ha ha! Triệu Bảo Cương và Triệu Quát đều cười rộ lên mãi mới dừng lại được, Triệu Bảo Cương nói. Được, nếu Tiểu Diệp có thể khiến chân của ta khỏe trở lại thì ta sẽ thay mặt Sương Sơn đảm bảo, đương nhiên là đảm bảo sẽ làm được. Vâng, Lão Triệu! Thực ra trong lòng Diệp Phàm cũng không mấy tự tin.
Sau khi kiểm tra tỉ mỉ, Diệp Phàm lấy ra cái châm lim từ trong túi ra, thử châm và xem. Sau khi bỏ ra, sắc mặt Triệu Bảo Cương càng nghiêm túc. Có phản ứng gì không? Diệp Phàm hỏi. Có, chỗ đạn có vẻ nhôn nhốt, giống như có cái gì đâm vào, lại có chút đau đau. Triệu Bảo Cương trả lời. Chương 1260, tung trưởng trong nhà họ Phí. Lão Triệu, có thể ông bị thương nhưng không được điều trị đúng nên vết thương tắc cả dây thần kinh. Giờ có tuổi rồi nên cơ bắp teo lại, dây thần kinh cũng khó phục hồi. Nhưng nếu như cứ châm cứu như thế này, tôi kê thuốc thêm cho, một tuần ông uống một lần có thể sẽ có chuyển biến tốt. Hiện giờ có phải ông càng thấy đau hơn không, còn ngứa nữa? Diệp Phàm cũng có chút hiểu biết, cũng có chút nội công kích thích vào vết thương của Triệu Bảo Cương. Đúng là có cảm giác đó, xem ra cách châm cứu của anh khác với bác sĩ. Làm lại đi, làm lại mấy cái nữa đi, không chừng chắc chắn có hiệu quả. Triệu Bảo Cương sắc mặt vui vẻ, Triệu Quát cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau một tiếng, Diệp Phàm làm xong, cất kim vào, rồi kê thuốc. Anh chàng này càng muốn thấu thì lại càng không hiểu được gì, sao lại thành cả thần y được. Triệu Quát cười nói. Cái gì mà thần y, chỉ là lưu manh lừa tiền thôi. Triệu Tứ chẳng vui vẻ gì nói. Triệu Tứ, sao lại nói như thế? Cháu đã từng gặp tên lưu manh nào lại có thuật chưa? Nói thế nào đi nữa thì anh ta cũng khiến chân ta thoải mái hơn, nhà họ Triệu chúng ta đã nợ anh ta một ân tình. Lần này Triệu Bảo Cương đã nghiêm túc dạy bảo Triệu Tứ. Diệp Phàm cùng Trương Vệ Thanh đến nhà họ Kiều. Anh Trương, anh vào đi, tôi ở ngoài này hút điếu thuốc. Diệp Phàm đứng dựa vào cánh cửa ngoài nhà họ Kiều nói. Người anh em, sao anh không vào? Cùng vào với nhau có phải tốt hơn không? Trương Vệ Thanh có vẻ không hiểu gì. Tối hôm qua Diệp Phàm nói với anh ta chuyện nhà họ Kiều muốn gặp anh ta nên Trương Vệ Thanh cả tối không ngủ. Sáng sớm hôm nay dậy, ăn mặc chỉnh tế, mà mãi đến chiều Diệp Phàm mới đến tìm anh. Không, anh vào đi. Làm thế nào thì anh đã biết cách giải quyết rồi, tôi không bằng anh. Diệp Phàm lắc đầu. Trương Vệ Thanh cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi lại nữa, vì cảnh sát nhà Kiều Viễn Sơn kiểm tra anh ta xong rồi cho anh ta vào. Sau một tiếng thì Trương Vệ Thanh đi ra. Đi, tối tôi mời anh ăn cơm. Trương Vệ Thanh mỉm cười, xem ra có chút hài lòng. Xong việc rồi à, đi tới đâu? Diệp Phàm không kìm được bèn hỏi. Làm sao mà nhanh thế được, vẫn chưa chắc chắn, có lẽ phải vài tháng nữa. Nhưng việc này cũng rất khó nói, thôi, dù gì cũng có chút hy vọng rồi. Trương Vệ Thanh cười. Tôi à, không được rồi, tôi còn có việc. Diệp Phàm lắc đầu. Vậy được, để lần khác tụ tập. Việc lần này tôi không nói nữa, tôi đi đây. Trương Vệ Thanh lái xe đi. 7 giờ tối, ba chiếc xe thẳng tiến về hướng Phong Diệp Loan. Sơn trang nhà họ Phi không hẳn là một sơn trang trên ngọn núi mà là một thôn dưới chân núi Hương Sơn. Nghe nói những người ơi trong thôn này đều mang họ Phí, có thể đến vài trăm người, cả thôn nằm trong Phong Diệp Loan. Mặc dù bây giờ mới là sang tháng 7, lá đỏ ở Hương Sơn vào tháng 10 hàng năm khiến nơi đây trở thành một ánh đỏ rực, nhưng lá cây phong ở Phong Diệp Loan này quả thật khiến người ta như bị hớp hồn. Một con sông nhỏ bao quanh Phong Diệp Loan, trên dòng sông này có rất nhiều cầu cổ xưa, khi hoàng hôn, ánh sáng mờ ảo có thể thấy nhiều người trên cầu, một cảm giác cổ trong màn ảnh mờ ảo. Ngôi nhà lớn nhất trong thôn chính là sơn trang nhà họ Phi. Ba chiếc xe lần lượt dừng trước cửa nhà họ Phí, giờ mới biết muốn tìm một chỗ đỗ xe cũng khó, vì trên cong đường đó có rất nhiều xe hàng hiệu, Ferrari, BMW, Mercedes-Benz, Rolls-Royce. Cuối cùng, Thiết Chiêm Hùng dẫn đầu, lái xe đến tận ngoài cửa phía trên mới đỗ lại. Buổi tối mà lại có nhiều danh nhân như vậy đến, xem ra thế lực nhà họ Phí rất hùng hậu. Lang Phá Thiên thản nhiên nói, nhìn một hàng xe. Ha, ha, có thể. Con gái nhà họ Phí trưởng thành rồi, nên ai cũng muốn làm quen với cô gái nhà họ Phi nên tới thôi. Bắc Kinh là mảnh đất hội tụ nhiều danh nhân, tất cả bọn họ cũng có thể chen chúc như Thiên An Môn. Thiết Chiêm Hùng không chấp thuận cười nói. Cũng đúng, ở đây cũng phải đến 30 chiếc xe, cũng không là gì. Nhưng, cũng toàn là đoàn xe thượng hạng. Diệp Phàm cười, ba người tiến thẳng vào bên trong. Phát hiện ra có hai bức tượng ngồi xổm không phải là sư tử mà là hai con chim ưng núi hung dữ. Chim ưng canh cửa là có nghĩa gì? Lang Phá Thiên cười, châm biếm.
có thể tổ tiên ngày trước nhà họ Phi thuộc loài chim ưng nên mới lấy chim ưng làm đại diện. Thiết Chiêm Hùng lắc đầu giải thích. Người nói vô tình, nhưng người nghe lại suy nghĩ, Diệp Phàm tự nhiên giật mình, ở Trung Hoa, ông bác có biệt danh là tọa địa lão hổ Phi Thanh Sơn còn được gọi là Phi ưng. Biết đâu cao nhân ngày trước nhà họ Phi cũng gọi là Phi ưng, bác chỉ là làm theo mà thôi. Đi gàn lại mới phát hiện ra hai người gác ở hai bên cửa, con mắt sắc bén, bị anh ta liếc nhìn vẻ lạnh lùng, còn có một người trung niên mặc quần áo quản gia, khuôn mặt hồ hởi đón khách. Diệp Phàm viết tên mình lên. Người quản gia sau khi nhìn qua, nhìn lại chữ đó một lần rồi tự nhiên tắt hẳn nụ cười cũ, lạnh lùng nhắc người thanh niên. Bát Độ, nói với ông chủ, có người họ Diệp đến rồi. Sau đó quay sang nhìn Diệp Phàm nói. Còn hai người đi cùng anh nữa, xin anh cho biết rõ họ tên. Thiết Chiêm Hùng, Lang Phá Thiên. Anh Thiết và anh Lang nhìn nhau, nói gắt có vẻ như chuyện bắt đầu xảy ra rồi. Diệp Phàm không nói gì, một lát ấu thì Phi Bát Độ quay lại, rồi nói vào tai người quản gia đưa tay ra nói. Tôi là Phi Thư Lâm, là quản gia của nhà họ Phi, xin mời ba vị. Phi Thư Lâm nói không hề khách khí, rất thẳng thắn. Diệp Phàm cùng Thiết Chiêm Hùng, Lang Phá Thiên ba người nhìn nhau, nhún vai đi về. Khu nhà họ Phi quả thật rất rộng, bốn bề xung quanh đều xây tòa nhà ba tầng, ở chính giữa có một tòa nhà cao. Trong khuôn viên toàn là hoa, có cả suối bên trong, đi từ tòa này sang tòa khác thường đi qua chiếc cầu nhỏ, cứ như một vườn lâm loại nhỏ vậy. Hoàn toàn không hề có chút phong cách phương Tây. Khi vào sảnh đã thấy có bốn bàn lớn, trên bàn bày rất thịnh soạn. Nam, nữ thanh niên nhiều, có một bàn to ở giữa, có thể ngồi đến 18 người. Mai Thiên Kiệt ngồi ở bàn đầu tiên, khi vừa mới nhìn thấy ba người Diệp Phàm cũng không nói gì, nhanh chóng đứng dậy nói một câu nhỏ sư phụ, sau đó lại liếc nhìn vào bàn, phát hiện ra Ninh Hòa Hòa đang nhìn mình, nên anh ta nhanh chóng quay lại chỗ ngồi, sắc mặt còn khó coi hơn cả khóc. Có khách đến rồi, quản gia Phi Thư Lâm đứng lại, nhìn về cô gái có cặp mắt đáng yêu, chừng 16, 17 tuổi nói. Cô gái đó chính là con gái của Phí Nhất Hằng là Phi Thảo Thảo, năm nay thi vào Đại học Bắc Kinh, còn chưa đủ 18 tuổi. Là bảo bối của Phi Nhất Hằng, bình thường mọi người là cô công chúa nhỏ, rất thích kết bạn, là một cô công chúa gây náo nước ở Kinh Thành. Tối nay cô ấy là nhân vật chính, làm một buổi tiệc thông thường. Mời, hôm nay em làm một buổi liên hoan nhỏ, mời mọi người đến cùng góp vui, mọi người cứ thoải mái nhé. Phi Thảo Thảo như một người lớn. Vốn không để ý đến lời nói của quản gia Phí Thư Lâm, cầm lên một cốc bia rồi nói, hoặc là cô ta cố ý muốn làm mát lòng những người ở đây. Uống, 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 cảm ơn chị Phí đã chiêu đãi mọi người. Mọi người trong buổi tiệc đều hô lên, cạn ly cư như không thấy ba người Diệp Phàm. Cô Phi Thảo Thảo này chưa đến 18 tuổi mà có thể có phong thái của một đàn chị, vì vậy mà các cô, các cậu đều gọi cô ấy là chị Phí. Thấy chưa? Người ta rất có uy thế. Lang Phá Thiên thản nhiên nói với Thiết Chiêm Hùng, cảm thấy có chút ý vị. Chỉ là giỡn trò thôi mà, cũng có chút ý vị. Diệp Phàm thản nhiên nói, nhìn các bàn một lự ơ. Sư phụ ngồi chỗ tôi này. Lúc này Mai Thiên Kiệt thấy thế, liền kép Diệp Phàm về chỗ mình. Nhưng ai biết đâu lại bị Ninh Hòa Hòa quát. Mai Thiên Kiệt, anh nghĩ đây là nhà anh sao? Không phải, gạch chéo ngược. Mai Thiên Kiệt cười đáp lại, cũng có chút tức giận. Biết là không phải thì được rồi, một chút lịch sự cũng không hiểu. Vị trí này là chị Phi cho anh ngồi yên cho tôi, một vài chó, mèo có thể ngồi vào. Đừng để ô nhục nhà họ Phi, anh không thấy sao ngồi ở bàn này đều là người thế nào. Ninh Hòa Hòa xiên xỏ ba người Diệp Phàm, nói có ý khinh miệt. Ngồi đây đều là người gì, Mai Thiên Kiệt tôi không rõ. Mai Thiên Kiệt hừm nói. Anh ta như hiểu được họ ẩn cảnh của Diệp Phàm, to gan nói lại một câu. Nhìn thấy không, vị này là phó tổng giám đốc Diệp, vị này là chủ nhiệm Dương, vị này là bí thư Lý. Ninh Hòa Hòa chỉ từng vị một, ra vẻ giới thiệu. Hóa ra chỉ toàn lã lũ mèo lũ chó, chẳng có gì cả, anh Thiết, chúng ta đi, ngay cả chủ nhà cũng chẳng có, chỉ là một đám trẻ danh thì có nghĩa gì. Diệp Phàm có chút than phiền, lắc đầu quay đi. Anh nói ai là chó, mèo, nói rõ ràng xem. Lúc này không biết là vị công tử con nhà ai ở bàn bên cạnh đã đứng dậy, chửi Diệp Phàm. Sao lại có một thằng mụn nhọt ở đây, không biết ăn nói à?
Lại là một vị công tử khác tiếp ứng. Các anh mới là mụn nhọt, chó má dám mắng chửi sư phụ ta. Mai Thiên Kiệt có chút đỏ mặt, đứng lên tát một cái vào mặt tên công tử đang nói. Bốp một cái. Mai Thiên Kiệt bị một thanh niên tên Lục Độ kéo ngã xuống bàn. Biết đây là đâu không, là nhà họ Phí. Không biết thì về hỏi đi, còn dám ở đây hành hung. Phi Lục Độ nói, đá Mai Thiên Kiệt một cái. Bộp bộp hai tiếng, mọi người trong phòng đều thấy một người như hổ chồm phi lên tường rồi xuống, làm chấn động cả tòa nhà. May mà nhà họ Phí đều làm bằng giá mặc dù cổ rồi nhưng cũng không phải là chắc chắn lắm. Biết anh ta là ai không? Là đệ tử của Diệp Phàm ta đây, đâu phải là kẻ mà loại chó mèo như các người ức hiếp. Diệp Phàm nói với tên Phi Lục Độ bị anh ta đá ra xa 7, 8 mét. Chương 1261, một trưởng là xong. Mai Thiên Kiệt bị kéo ngã xuống, đứng dậy được rồi nói. Đánh được lắm, đánh gãy chân loại chó như mày, dám đá cả Mai Thiên Kiệt ta, không biết lợi hại của sư phụ ta sao. Hồ đồ, câm miệng lại. Diệp Phàm trao mày nói. Vâng, sư phụ. Mai Thiên Kiệt hoang mang nhìn bốn xung quanh rồi ngậm miệng lại. Lúc này từ bên ngoài có bốn chàng thanh niên chạy vào, vực Phi Lục Độ dậy. Anh hai, anh ba, anh tư, anh năm, Lục Độ bị đánh rồi, gặp phải cái gốc cứng rồi. Phi Lục Độ đau đớn nói. Không phải các anh muốn có vị trí chứ? Rất đơn giản, nếu đánh được một trong bốn chúng tôi thì sẽ cho anh một vị trí, còn hai người kia, xin họ tự đi tranh đoạt đi, nếu không thì đứng đó. Đương nhiên, nếu anh có thể đánh được bốn người chúng tôi thì sẽ có bốn vị trí cho anh, chúng tôi sẽ có một nghĩa ời rót dí rượu, bằng không phiền ba nghĩa ời rót dí rượu cho mọi nghĩa ời ở thây, làm một nhân viên quầy dí rượu cũng thí ực thấy chứ. Phi Thảo Thảo nói ra khiến mọi nghĩa ời thều phá lên ký ời, nghĩa ời ta tự nhiên lại tạo thư óc thế. Ha ha, tối nay tôi muốn cô phải rót dí rượu cho tôi, chọn cách thách này thí ực không? Diệp Phàm thản nhiên ký ời, nhìn người mấy người Phi Thảo Thảo. Đúng, hôm nay Lang Phá Thiên tôi muốn cô Ninh Hòa Hòa phải rót rượu cho mình, có cá được không? Lang Phá Thiên cũng lên tiếng, nhìn Ninh Hòa Hòa, hai con mắt đó có thể giết được người. Còn về anh Thiết có vẻ buồn bực, bởi vì anh phát hiện ra khi nãy Phi Lục Độ là cao thủ tam đẳng, còn bản thân anh cũng vừa mới khôi phục giai đoạn luyện tập tam đẳng, vừa mới nghe Phi Thảo Thảo nói. Nhưng anh hai, anh ba, anh tư, anh năm khi nãy có vẻ còn lợi hại hơn Phi Lục Độ nhiều. Có thể là tứ đẳng cũng nên, nếu như dựa vào tình hình bản thân hiện nay thì không thể ra khiêu chiến được, vì vậy anh đang rất hoang mang. Anh Thiết, không sao đâu, tôi sẽ cá cho anh một vị rót rượu. Diệp Phàm nhìn Thiết Chiêm Hùng nói, rồi quay sang Phi Thảo Thảo. Còn ai nữa không, cô Phí, một người nữa anh Thiết sẽ rót rượu. Thế này nhé, cô gái này rất đáng yêu để cho cô ấy rót rượu cho tôi, còn ai khác thì sẽ nhường cho anh. Thiết Chiêm Hùng gượng cười nói. Được. Diệp Phàm giơ ngón tay cái lên đồng ý, cười nói. Hôm nay nhất định phải đánh bại được những thành phần nhà họ Phí này chứ không họ sẽ vẫn còn kiêu ngạo. Hơn nữa Diệp Phàm còn có một mục tiêu khác là muốn điều tra xem nhà họ Phí có quan hệ gì với bác không. Từ nãy giờ có thể thấy, trong nhà họ Phí này có không ít cao thủ cấp trung, có thể Phí Lục Độ, Phí Nhị Độ cũng là cao thủ tứ đẳng. Tôi được không? Ngay lúc này có một âm thanh nhẹ nhàng mềm mại như chim chích từ bên ngoài vọng lại, đó là một cô gái xinh đẹp giống như công chúa trong cung điện băng giá Hạ Trần. Cô gái này chừng khoảng 20 tuổi, lớn hơn Phí Thảo Thảo. Cô mặc một chiếc váy trắng tinh khiết, hiện ra cánh tay trắng nõn nà. Khuôn mặt hoành mỹ, khiến ai nấy đều cảm thấy cảm giác ngọt ngào, cảm nhận được sự nho nhã. Có thể so sánh được với Kiều Viên Viên của Diệp Phàm. Đây cũng là một trong những cô gái cao quý mà Diệp Phàm gặp. Chị Điệp Vũ, chị đến rồi à? Đương nhiên. Diệp Phàm lên tiếng, trong lòng thầm nghĩ hóa ra là người này tên là Điệp Vũ, đúng là con bướm đang khiêu vũ, thật là đẹp. Tuy nhiên, tôi có một điều kiện. Cô gái tên Điệp Vũ liếc nhìn Diệp Phàm cười nhạt nói. Diệp Phàm có cảm giác dù cô này không nhiều tuổi, nhưng lại khiến mọi người cảm thấy sự mềm mại, toa nhã. So với có Phí Thảo Thảo thì cô này rất hiểu sự đời, hiểu đến nỗi khiến Diệp Phàm có chút cảm giác chột dạ không lý do. Nói đi, tôi đang nghe đây. Diệp Phàm cũng kiên trì đáp lại, cũng trả lại một cái cười nhợt nhạt. Lúc này, đương nhiên không thể thể hiện sự mềm yếu được, nếu mềm yếu sẽ mất đi khí thế.
Muốn Phí Điệp Vũ tôi rót rượu cũng được, nhưng phải nghe ta đánh một khúc nhạc mới được. Phí Điệp Vũ cười nói một cách thuần khiết. Cái này đơn giản. Diệp Phàm đáp lại, vừa muốn trả lời lại thì Thiết Chiêm Hùng đứng đằng sau cấu hắn ta mấy cái, nói thầm. Nghe nói thời xưa có một lọ ai bí thuật, có thể thông qua tiếng đàn mà làm mê hoặc lòng người, đạt được mục đích mê hoặc. Cô gái này có chút kỳ lạ, có phải là có vấn đề gì chăng? Nhưng bí thuật của tôi cũng cùng cách mà khác nhạc, không thể là lục chỉ cầm ma trong điện ảnh được. Diệp Phàm trong lòng có chút suy nghĩ, rồi lại cười nói. Cứ làm theo như cô nói đi. Đến đây, nghe nói nhà họ Phí các người có bát độ, Phí nhất độ, Phí nhị độ đến Phí bát độ, vừa nãy đánh được Phí lục độ, bốn người các anh dù là anh hai, anh ba, anh tư, anh năm thì chắc là Phí nhị độ, Phí tam độ, Phí tứ độ, Phí ngũ độ rồi. Lang Phá Thiên khoanh tay khuôn mặt thản nhiên nói với bốn người kia. Anh đoán chuẩn rồi, chỉ cần anh đánh thắng anh hai nhà họ Phí chúng tôi thì Ninh Hòa Hòa tôi sẽ rót rượu cho anh, nói là làm. Nhưng nếu anh thua thì phải quỳ xuống rót cho bản cô nương này ly rượu mới được, ha ha. Ninh Hòa Hòa tự tin nói, còn có vẻ đắc ý cười to. Biết rằng Phí nhị độ là cao thủ thứ hai hơn cả Phí nhất độ một bậc, nghe chị Điệp Vũ nói anh ấy ban đầu là cao thủ ngũ đẳng. Nếu nói theo giang hồ thì cũng là cao thủ. Ninh Hòa Hòa không tin Diệp Phàm lại có thể mời được nhiều cao nhân vậy. Qua, Lang Phá Thiên có chút tiếc. Lang Phá Thiên lắc đầu nói. Đương nhiên là tiếc rồi, phải quỳ xuống mà rót rượu cho một cô bé, thật không chịu. Thiết Chiêm Hùng khinh bỉ nói, liếc nhìn Ninh Hòa Hòa một cái chỉ muốn cho cái mũi của cô nàng kia vẹo đi. Khu môi múa mép thì có tác dụng gì đâu, mời ra sân tập. Phí nhị độ rất rộng lượng khoanh tay, quay người hướng sang phía sân tập. Được, được, xem nào, xem người nhà họ Phi ra chiêu thế nào. Vị công tử kia hưng phấn nói, rồi ra sân sau. Những người này chỉ được xem đánh nhau qua phim ảnh, nay chính mắt được xem thật, chắc chắn là hưng phấn rồi. Ha ha, đến đây, lại là một cây cỏ khô. Lang Phá Thiên thản nhiên cười nói, đi bộ ra sân sau, cũng không thèm liếc nhìn Phí nhị độ một cái. Nói. Tôi chỉ có một tay thôi, mời. Được, Phí nhị độ dương mày, quả thực cảm thấy nhục nhã, không ngờ người này kiêu ngạo chỉ dùng một tay, có phải là điên không nữa. Cũng là một tiếng kêu lên, một bước lấy đà nhảy lên khoảng 2 mét, bay lên làm hỗn loạn, nghe chói cả tai, đá về hướng của Lang Phá Thiên. Xuyên sơn cước, không phải là mình đã học rồi sao? Diệp Phàm trong lòng lặng lại, rồi lại rất hưng phấn. Bởi vì sư phụ Phí Phương Thành đã dạy anh quyền này. Nghe nói quyền này là của nhà họ Phi phát hiện trên người Xuyên Sơn Giáp lấy được hứng để tạo ra quyền này. Ra một quyền nếu như công lực đủ thì có thể khiến xuyên qua cơ thể người, làm tổn thương vùng bụng. Đương nhiên, đó phải là công lực lớn. Nếu công lực lớn mạnh thì người ta không thể đứng yên để cho anh xuyên qua đúng không? Phí nhị độ ra tay là thuộc loại tức, phẫn nộ. Được lắm, giỏi lắm. Lang Phá Thiên cười một cách kỳ lạ, Diệp Phàm và anh Thiết đều nhíu mày biết rằng Phí Phi nhị độ thật là đen đủi. Đây là chiêu bài cười của anh Lang, một khi cười là ra tay không chút tình người nào. Bốp bốp vài tiếng, Phí nhị độ như bay lên trên không trung đến 7, 8 mét rồi rơi xuống, bị Lang Phá Thiên đá tung ra đám cỏ, sâu tới nửa mét, khiến cỏ bụi tung ở sân. Ai ra, chẳng ra sao, mới đánh có một chưởng. Lang Phá Thiên có vẻ tiếc nuối. Lắc đầu. Cả sân chỉ còn lại sự im lặng, người nhà họ Phí và các vị khách đều như hóa thạch, một lúc sau mới thấy người nhà họ Phi chạy ra nói. Nhị độ, có sao không? Em không được rồi, anh lên đi. Phí nhị độ lo lắng lẩm bẩm nói, mông rơi xuống đất như không thể đứng dậy bởi vì anh ta không có khả năng thắng nổi. Còn về phần Phí tam độ, Phí tứ độ, Phí ngũ độ đều nhìn Lang Phá Thiên, sắc mặt đều rất khó coi. Tay nắm vặn răng rắc. Nhưng họ rất thông minh, không thể sơ suất được. Nếu có lên thì cũng không được gì, không ngờ Lang Phá Thiên lại lợi hại như vậy. Nét mặt cười của Phí Thảo Thảo không còn nữa mà thay vào đó là sắc mặt khó coi. Hòa Hòa, còn không rót rượu cho tôi. Đánh như vậy vẫn chưa hài lòng, nên phải uống ly rượu cho thoải mái chứ. Lang Phá Thiên không buông tha, liếc nhìn Ninh Hòa Hòa khi cô đang né tránh nhìn anh ta, làm như kiểu đại gia sai khiến vậy. Anh! Ninh Hòa Hòa bị tức nghẹn. Sao, định đổi ý sao? Lang Phá Thiên trầm mặt nói. Tôi rót, cho anh chết nghẹn.
Ninh Hòa Hòa nhìn chằm chằm, đi vào trong phòng rót rượu. Không lâu sau mang một cốc rượu vang to ra, cái cốc này quả thật rất to, to như chậu rửa mặt. Anh làng bị nghẹn rồi hỏi. Đây là cốc rượu nhà họ Phi các người sao? Ha ha, nhà họ Phi chúng tôi đều sảng khoái, thoải mái nên dùng chậu để đựng rượu, anh sao thế? Không uống phải không? Không uống thì gọi một câu bà nội Ninh này là được rồi. Ninh Hòa Hòa có vẻ đắc ý, liếc nhìn tòa nhà bằng trúc đằng sau sân một cái. Diệp Phàm chợt giật mình, đôi mắt chim ưng của anh ta nhìn lên tòa nhà trúc, phát hiện dưới ánh đèn đỏ hình như có bóng người đang uống rượu. Lẽ nào đây chính là cao thủ ẩn giật nhà họ Phí? Ninh Hòa Hòa không chút sợ hãi khiến người ta khó hiểu. Dùng chậu uống rượu ta chưa hề uống, cô gái, mang lại đây. Lang Phá Thiên gượng cười, Ninh Hòa Hòa trợn trắng mắt, nhưng cũng phải câm miệng, mang chậu rượu qua chỗ Lang Phá Thiên. Lang Phá Thiên nhận lấy xong bèn ngửa đầu ra cười một tiếng dài, rồi uống một lát hết chậu rượu, chỗ đấy cũng phải 1,5 kg rượu. Lập tức cả bọn công tử ký đều hoảng hốt, thầm khen tửu lượng tốt. Đương nhiên chỉ là rượu vang. Anh Diệp, nghe bản nhạc của tôi. Phí Điệp Vũ đột nhiên lên tiếng, thản nhiên cười như trăm hoa đua nở. Mẹ kiếp, thật là đẹp, không thể nào nói được hết vẻ đẹp này. Diệp Phàm thầm nghĩ trong bụng. Chương 1262, Phí gia có cao nhân. Lúc này, Phí Tam Độ đứng dậy, vẽ một vòng tròn chừng 3 mét ở phía đông sân vận động. Diệp Phàm cười nói. Cô gái, có phải chúng ta tỉ thí ở trong vòng tròn này không? Con mắt của anh rất chuẩn, nếu như anh không bị bật ra khỏi vòng tròn, thì anh thắng, Phí Điệp Vũ tôi sẽ châm rượu cho anh. Phí Điệp Vũ thản nhiên cười nói. Không lâu sau có hai cô gái mang một chiếc đàn cổ bóng loáng đến, giống như làm bằng trúc, nhưng không phải. Không lâu sau, tiếng đàn vang lên. Không ngờ, Phí Điệp Vũ lại có thể sử dụng được chiếc đàn cổ như vậy, khiến cho Diệp Phàm phải giật mình kinh hãi, hắn bắt đầu chăm chú lắng nghe. Lúc mới đầu, cho nên tiếng đàn đầy du dương, Diệp Phàm chăm chú lắng nghe giống như đang thưởng thức. Những đại gia, công tử bốn phía đều đang lắng nghe, nhưng sự tò mò lớn hơn thực tế. Hơn nữa, ai cũng hơi nhíu mày, cho rằng cô gái tên Điệp Vũ này không ngờ lại dùng tiếng đàn để mê hoặc người khác như vậy. Những cảnh như vậy, chỉ có ở trên TV, còn thực tế có ai lại lấy tiếng đàn làm vũ khí công kích như vậy đâu. Tuy nhiên, 3 phút qua đi, tiếng đàn đấu chuyển, Diệp Phàm giống như bị rơi vào hoàn cảnh hai quân quyết đấu, tiếng đàn có vẻ quỷ dị, làm động cả đất trời. Lắng tai nghe, chiếc đàn cổ này lại phát ra những âm thanh rầm rầm, tiếng trống tùng tùng, tiếng đao kiếm va chạm nhau, tiếng người hò hét chói tai, nhưng đến chỗ thung lũng thì lại giống như chẳng có gì. Không lâu sau, từ tĩnh dần chuyển sang động, có tiếng hát ai oán não lòng, tiếng truy đuổi, tiếng gầm rú. Diệp Phàm dần dần bị dẫn vào một loại ảo ảnh kỳ dị, nhìn quanh bốn phía, phát hiện những công tử, đại gia ban nãy còn nhíu mày thì giờ đã đều mơ mơ màng màng cả. Hình thái của ai cũng quái dị, các cô gái, có người đang che miệng rưng rưng, có người cầm một khăn tay giống như muốn lau nước mũi, tuy nhiên, cứ giữ chiếc khăn mà không làm gì khác, thời gian giống như dừng lại ở thời khắc này vậy. Diệp Phàm biết cái này là vì Phí Vũ Điệp tập trung tiếng đàn dồn về phía mình, những người còn lại chỉ có một chút thôi. Xem ra, kỹ thuật đánh đàn của Phí gia này quả nhiên thần bí vô cùng. Tuy nhiên, nghe tiếp Diệp Phàm cảm thấy có chút khó chịu. Tiếng kim loại va chạm nhau rất chói tai, giống như mình đang ở trong một chiến trường thời cổ đại vậy. Mấy phút sau, Diệp Phàm tìm được một số cửa, cảm giác thủ pháp sử dụng loại đàn này giống như hóa âm mê thuật của sư phụ Phí Phương Thành. Thực chất, đều là tập trung nội kình vào một chỗ rồi bộc phát đi ra. Khi dùng miệng phát ra, thì tốc độ rất nhanh, mà dùng tiếng đàn bạo phát thì phạm vi lại rất rộng, hơn nữa rất lâu. Dưới đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm, phát hiện trên trán của Phí Vũ Điệp đã bắt đầu có mồ hôi, xem ra cô cũng mất sức khá nhiều rồi. Diệp Phàm bình tĩnh đứng trong vòng, hắn bị đẩy ra 2 mét so với vị trí cũ chính là do phen gảy đàn, cuồng loạn của Phí Điệp Vũ ban nãy. Thấy Diệp Phàm vẫn bình tĩnh như vậy, Phí Vũ Điệp cảm thấy rất mất mặt. Đột nhiên cắn răng một cái, ngón tay càng gảy mạnh hơn, những tiếng chói tai giống như một viên đạn bay về phía Diệp Phàm. Hừ! Diệp Phàm hừ một tiếng. Nội kinh 8 phần tập hợp thành hóa âm mê thuật, bạo phát về phía Phí Vũ Điệp. Ba, a, một tiếng lanh lảnh vang lên. Sự cố xảy ra rồi, Phí Vũ Điệp thân mình không trụ được, liền bật về phía sau.
Người nhà Phí Gia sợ tới mức kêu lên. Trong giây lát, Diệp Phàm đã kịp bước lên, vươn tay ôm lấy Phí Vũ Điệp. Tất nhiên đó là vì lòng tốt mà thôi. Ngón tay vừa chạm đến hông Phí Vũ Điệp, cảm thấy bên tai truyền đến âm thanh ken két, dưới đôi mắt chim ưng của mình, Diệp Phàm có chút hoảng sợ, vì phát hiện thấy viên hình tròn, màu trắng giống như quân cờ vây ném lao đến, hơn nữa còn phân thành ba điểm trên, giữa, dưới mà ném đến, đâm phá không khí, phát ra những âm thanh sắc nhọn. Cao nhân. Trong giây lát, Diệp Phàm đã bình tĩnh trở lại, tiểu lý đao trên cổ tay liền bắn về phía những viên hình tròn kia. Ba, a. Ba tiếng vang lên, tiểu lý đao và ba viên hình tròn kia đều nổ tung, vỡ vụn. A, a. Đúng lúc này, từ một căn nhà trúc cách đó hơn 100 mét truyền đến một âm thanh. Tuy nhiên, Diệp Phàm cảm thấy lực phản chấn truyền đến rất lớn, thân mình không ngờ cũng bị đẩy về phía sau. Cái này nguy rồi. Bởi vì Phí Điệp Vũ bị lao xuống, Diệp Phàm biến thành cũng bị kéo theo. Diệp Phàm xoay người, ôm lấy Phí Điệp Vũ, bịch một cái, hai người cũng ngã xuống đất, bỗng chốc Diệp Phàm biến thành chiếc đệm bằng thịt người của Phí Vũ Điệp. May mắn đất ở võ trường này cũng mềm, cảm giác chỉ giống như va chạm mạnh một chút mà thôi. Lúc mở mắt ra, phát hiện đôi lông mày cong vút của Phí Vũ Điệp thiếu chút nữa thì thẳng rồi. Xin lỗi, tôi lỡ tay. Diệp Phàm cười cười, tuy nhiên, thằng nhãi này vẫn có chút, vô lại, không ngờ vẫn muốn ôm Phí Vũ Điệp mà không chịu buông tay. Còn về mấy công tử kia vẻ ghen tị đương nhiên hiện rõ lên mặt rồi. Thiết Chiêm Hùng và Lang Phá Thiên lập tức ngây người, chợt, hai người liếc nhìn nhau một cái, vẻ mặt đáng khinh cùng lộ rõ. Anh, sợi dây chuyền của anh lấy đâu ra vậy? Phí Điệp Vũ như mơ màng, không ngờ vẫn theo vòng tay của Diệp Phàm ngã xuống đất. Nhưng ánh mắt cô bỗng dừng lại trên cổ Diệp Phàm. Dây chuyền. Diệp Phàm giật mình, bụng nghĩ chẳng lẽ Phí Điệp Vũ có quen đại bá Phí Thanh Sơn hay sao? Đúng lúc này, điện thoại vang lên. Ai làm hỏng chuyện tốt của mình thế này? Diệp Phàm trong lòng tức giận mắng một tiếng, rồi đứng dậy nghe điện thoại. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Vương Triều. Anh Diệp, mời lập tức quay về ngay, vụ án có bước đột phá lớn. Có nhiều việc quan trọng cần anh phải đích thân xử lý. Diệp Phàm xoay người, nhìn Phí Điệp Vũ, cười nói. Rất xin lỗi, tôi có việc gấp, phải đi trước đây. Này, anh còn chưa nói cho tôi biết sợi dây chuyền của anh. Phí Điệp Vũ chạy theo hỏi. Là một ông lão tặng cho tôi, hình như là họ Phí, bây giờ tôi không có thời gian để nói chuyện với cô nữa, tôi đi đây. Diệp Phàm gọi Lang Phá Thiên, Thiết Chiêm Hùng. Ba người vội vàng bỏ đi. Còn người nhà Phí Gia, vì Phí Vũ Điệp thua, nên cũng chẳng còn mặt mũi nào ngăn người lại nữa. Còn về phần mấy đại gia, công tử, thấy người của Phí Gia không tỏ thái độ nên bọn họ đương nhiên chẳng dại gờ mà tự chuốc vạ vào thân. Tôi phải về nhà hỏi một chút. Phí Điệp Vũ mặt đỏ ửng, Diệp Phàm phát hiện trên cổ cô không ngờ cũng có một sợi dây chuyền giống của mình. Chị Điệp, cố cho gọi chị. Lúc này, Phí Thảo Thảo và Ninh Hòa chạy tới gọi. Thực ra, theo vai vế thì Ninh Hòa Hòa còn là cô của Phí Thảo Thảo và Phí Điệp Vũ, tuy nhiên Phí Thảo Thảo thường chỉ gọi là chị chứ không gọi là cô, mà Ninh Hòa Hòa cũng gọi Phí Điệp Vũ là chị. Thực tế ba người tuổi tác cũng tương đương nhau, kiểu xưng hô này có phần hơi loạn. Không lâu sau bước vào lầu trúc, bên trong được bài trí vô cũng đơn giản, tất cả đồ dùng đều được làm bằng trúc. Ghế trúc, bàn trúc, giường trúc. Một bàn cờ vây bằng trúc, một ông lão bị liệt nửa thân đang ngồi trên xe lăn, mặt bàn có chút giống với Phí Thanh Sơn. Lúc này ông lão đang mơ màng nhìn vào bàn cờ. Cố gọi cháu. Phí Điệp Vũ có chút câu nệ, nhỏ giọng hỏi. Ừ, Điệp Nhi, ngồi đi. Ông lão khoát tay, chỉ vào chiếc ghế trúc đối diện nói. Cố, cháu pha cho cố chén trà. Phí Điệp Vũ xoay người đi pha trà. Chàng trai vừa nãy tên là gì vậy? Ông lão hỏi. Diệp Phàm, nghe nói xuất thân từ huyện Cổ Xuyên, thành phố Mạc Hương, tỉnh Nam Phúc. Cha là trưởng phòng lao động huyện, mẹ là giáo viên. Trong nhà còn có một anh trai, một em trai và một em gái nữa. Phí Điệp Vũ nhỏ giọng đáp, nhìn ông nội một cái, lại nói. Cố, có phải cháu đã làm sai điều gì không? Sai mà lại không sai, chỉ là có chút kỳ lạ. Ông lão sắc mặt bình tĩnh, lắc lắc đầu. Cháu không phát hiện ra điều gì sao? Phát hiện, trên cổ hắn có đeo một chiếc dây chuyền, giống như chiếc dây chuyền của cháu.
Phí Điệp Vũ hơi đỏ mặt, nói. Chẳng lẽ, ông nội Thanh Sơn của cháu tặng cho cậu ta? Ông lão nhìn Phí Điệp Vũ một cái, ánh mắt kỳ lạ hiện lên rồi biến mất. Cháu không rõ lắm, có lẽ là cháu nhầm, những chiếc vòng cổ tương tự trong thiên hạ còn rất nhiều. Hơn nữa, vừa rồi cháu chỉ nhìn thoáng qua, không nhìn kỹ. Phí Điệp Vũ vội vàng giải thích một chút. Vòng cổ có thể tương tự, nhưng vừa rồi khi tỉ thí, chẳng lẽ cháu không phát hiện ra điều gì hay sao? Lão già nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, hỏi. Người đó nội kình vô cùng mạnh, Điệp Nhi không phải đối thủ của hắn. Phí Điệp Vũ ngượng ngùng, nói. Ha ha, người này có thân thủ thất đẳng, cháu đương nhiên không phải là đối thủ của cậu ta. Đối với cao thủ ngũ đẳng, âm ba công của cháu đều có thể hạ được. Còn đối với cao thủ thất đẳng, lúc người ta không đề phòng thì cháu có thể khiến cho họ bị mê hoặc trong phút chốc, chứ không mê hoặc được lâu. Cái này không phải là điểm đáng ngờ chính, mà hình như, chàng trai này cũng biết dùng, hóa âm mê thuật của Phí gia chúng ta. Vừa rồi, tiếng, sát, kia của cậu ta chính là đã đem nội kình hóa âm mê thuật tập trung trong miệng rồi mới bạo phát đi ra. Cho nên, mới làm cho cháu chịu phản chấn của âm ba, mà tạm thời bị rơi vào trạng thái mơ màng. Lúc bắt đầu, ta tưởng cậu ấy muốn đả thương cháu, cho nên tung ra ba miếng bạch tử, không ngờ thằng nhóc này rất có năng lực, lại dùng cả tiểu lý đao của nhà họ Phí chúng ta. Có thể người này có quan hệ với Thanh Sơn, có lẽ cậu ta là đệ tử mà Thanh Sơn thu nhận. Ông lão mỉm cười nói. Người đó nghe nói mới có 24 tuổi, làm sao lại có thân thủ thất đẳng được. Cái này quá nghịch thiên rồi. Phí Điệp Vũ có chút không tin. Chương 1263, bước đột phá to lớn. Không tin con mắt của cố nội cháu sao? Ha ha! Ông lão mỉm cười nói. Đương nhiên là cháu tin, tuy nhiên, cũng quá là. Trên mặt Phí Vũ Điệp lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhìn ông lão một cái, nói tiếp. Cố à, từ lúc cố bị thương thì nội kình đều dựa vào bí thuật của nhà họ Phí chúng ta. Dùng thời gian 10 năm để truyền cho cháu mới có được thực lực ngũ đẳng. Nhưng thực chất thực lực của cháu mới đại đến tứ đẳng đỉnh bậc thôi, nói rằng người kia thất đẳng, làm sao có chuyện đó được. Năm đó Hoành Đoạn đỉnh của gia tộc Hoành Đoạn ở Nhật Bản đến Trung Quốc chúng gây rối, sư phụ của Trần Vô Ba ở Thái Cực Môn không chịu nổi nữa liền cùng hắn quyết chiến trên đỉnh Hoa Sơn, cuối cùng bị thảm bại, uất ức mà chết. Một nước lớn như chúng ta đương nhiên không thể để một tên đến từ một tiểu quốc kia gây rối được. Cho nên cố mới quyết định ứng chiến. Địa điểm vẫn là đỉnh Hoa Sơn, kết quả, hai, lưỡng bại câu thương. Từ đó trở đi, chiếc xe lăn này làm bạn với cố trong suốt quãng đời còn lại. Mà Thanh Sơn là đứa con xuất sắc nhất của cố, chỉ là năm đó có chút chuyện, bỏ đi đã 20 năm mà chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Đến bây giờ cũng chẳng thèm về nhà, làm cho bà nội cháu một mình trông phòng mấy chục năm. Đến giờ đã 70-80 rồi mà vẫn còn nhớ đến nó. Tuy nhiên, không thể tưởng tượng được đồ đệ của nó lại xuất hiện, cũng chẳng biết là Thanh Sơn còn sống không. Mà cha cháu là con cháu của nhà họ Phí, nhưng lại chẳng biết chút võ công nào. Phí gia và gia tộc Hoành Đoạn hẹn 3 năm sau ở Hoa Sơn lại tiến hành, cháu xem, Phí gia chúng ta còn ai để ứng chiến được. Mấy chú của cháu cũng không luyện võ, còn trong đám con cháu hiện tại người cao nhất cũng chưa vượt qua ngũ đẳng đỉnh bậc, lấy ai ra tỉ thí cùng gia tộc Hoành Đoạn. Để dương cao thần uy của Trung Hoa chúng ta. Ông lão nói đến đây, sắc mặt trùng xuống. Nghe nói Hoành Đoạn tỉnh của gia tộc Hoành Đoạn nghe nói còn thảm hại hơn cả cố, có khi cố còn có thể chống gậy đi được vài vòng, mà ông ta hoàn toàn phải dựa vào ghế mềm. Tuy nhiên, thế hệ thứ hai của gia tộc Hoành Đoạn xuất hiện hai cao thủ, đã đạt đến cảnh giới bát đẳng, còn thứ bậc mấy của bát đẳng thì không rõ. Còn chúng ta, trong đám hậu bối thì chưa thấy ai có thể chống lại đối thủ. Phí Điệp Vũ cũng lo lắng, sắc mặt cũng tự nhiên mà trở nên khó coi. Cháu mau chóng đến Ngư Đồng để tìm hiểu rõ ràng mối quan hệ của Diệp Phàm và ông nội của cháu, nếu Thanh Sơn không trở lại thì Phí gia lấy ai để đấu với gia tộc Hoành Đoạn. Chúng ta có thể thua người nhưng không thể thua thể diện được. Ông lão vẻ mặt nghiêm túc, nói. Cố à, chỉ sợ không phải thôi. Phí Điệp Vũ nói. Không phải cũng phải hỏi, nhiều điểm đáng nghi quá. Nếu như không phải thì tốt nhất là kết gia với anh chàng đó, có thể bồi dưỡng ra một cao thủ thất đẳng mới 24 tuổi thì công lực tuyệt đối không thể thấp được, có lẽ còn là người cùng thế hệ với ta. Vì quốc gia, cũng là vì thể diện của Phí gia, chúng ta không thể để mất được.
ông lão ấn nhẹ xuống một cái, ba quân cờ đen liền vỡ vụn. Phí Điệp Vũ vội vàng về nhà. Điệp Nhi, nghe nói cháu đấu với người ta đúng không? Sau này không được như vậy nữa, con gái con lứa, không được cả ngày đánh đấm, sau này ai người ta thèm lấy. Lúc này, trong phòng truyền đến một giọng nói đầy yêu thương. Ba, cháu không đánh đấm, chỉ đánh đàn thôi. Phí Điệp Vũ nói, liếc mắt nhìn bà nội Yến Hồng một cái, sau đó tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, nói tiếp. Ba, nghe nói sợi dây chuyền này trước đây ông nội tặng cho bà, đúng không ạ? Ừ, ngày đó Thanh Sơn còn trẻ, sau khi kết hôn không lâu ông ấy tặng cho bà sợi dây chuyền này, ông ấy đeo một sợi, bà một sợi. Sợi dây chuyền này là vật tổ truyền của nhà họ Phí. Sợi của ông ấy có khắc hình một con ưng phượng, còn của bà là một con ưng hoàng. Đó đều là ký hiệu của nhà họ Phí. Hai, ông ấy bỏ đi đã 20 năm rồi, mà không thèm về nhà, không phải ông ấy đã đi trước bà rồi chứ? Yến Hồng nói đến đây, đôi mắt hơi hơi đỏ. Không đâu, cháu đã nhìn thấy một sợi dây chuyền giống hệt cái này. Phí Điệp Vũ vội vàng nói. Cái gì, cháu nói có thật không? Yến Hồng thật sự bị kích động, bà vội đứng lên nắm lấy tay cô cháu gái, miệng run run nói. Vâng, tuy nhiên, cháu không dám khẳng định, lúc đó cháu chỉ nhìn qua thôi. Phí Điệp Vũ kể lại chuyện ban nãy một lần nữa. Lập tức, chúng ta lập tức đi ngư đồng. Yến Hồng không ngồi yên, lôi tay cháu gái đòi đi. Bà à, bà đã lớn tuổi rồi, bà cứ nghỉ ngơi đi, việc này cố đã giao cho cháu làm rồi. Ngày mai cháu sẽ đi ngư đồng. Phí Điệp Vũ vội vàng đỡ bà nội ngồi xuống. Vậy cũng được, cháu đến đấy hỏi thăm rõ ràng cho bà, còn nữa, lập tức gọi cho ba mẹ cháu về. Yến Hồng nói. Hôm sau, khi về đến ngư đồng đã là giữa trưa. Chuyện gì thế này? Vừa bước vào phòng làm việc, Vương Triều và Túc Nhất Tiêu không ngờ đã ở đây. Việc này là Phó Chủ tịch thành phố Túc phát hiện, ông ấy nói phải đợi anh về rồi tính sau. Vương Triều nói. Anh Diệp, anh có còn nhớ Thanh Lang chủ nhiệm ban bảo vệ của tập đoàn Dương Điền không? Đương nhiên là nhớ rồi, người này cũng là một cao thủ, nắm đấm cũng khá mạnh. Diệp Phàm gật gật đầu, Vương Triều đã pha sẵn ba cốc cà phê. Còn nhớ buổi tối hôm đó nghe anh nói là cha của Thanh Lang là Chu Bá Lâm, chủ tịch huyện Vân Lĩnh, thành phố Hải Châu, tỉnh Việt Đông bị bí thư huyện ủy Hoàng Sâm hãm hại. Về sau, Lộ An Cương ra tay cứu, lúc ấy Lộ An Cương là phó tư lệnh viên khu cảnh bị thành phố Hải Châu. Sau khi nghe nói chuyện này tôi cũng có thêm một nguồn, anh cũng biết, cậu của bà xã tôi Diệp Đông được phân quản công tác của Ủy ban Kỷ luật trong toàn tỉnh. Thời gian trước tôi có việc phải đi huyện Vân Lĩnh, thành phố He Châu, đã lưu tâm chuyện này. Không ngờ lại nghe được một tin tức lớn kinh thiên động địa. Đương nhiên, tôi cũng chỉ là nghe nói, nhưng việc này tám phần là chính xác. Túc Nhất Tiêu nói đến đây thì tạm dừng, nhấp một ngụm cà phê, khen. Cà phê ngon lắm. Lão Túc, đừng thừa lúc nước đục thả câu nữa. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Biết Lão Túc muốn khoe khoang một chút, nên nói trêu như vậy. Nghe nói lúc đó Hoàng Sâm hãm hại Chu Bá Lâm cũng là do bị ép. Túc Nhất Tiêu nói câu này ra thật giống như thạch phá thiên kinh, Diệp Phàm và Vương Triều đều làm rớt cả cà phê. Sao thế được, ai ép ông ta? Vương Triều thất thanh hỏi, Diệp Phàm cũng nhìn Túc Nhất Tiêu. Lô An Cương. Túc Nhất Tiêu quay sang nhìn Vương Triều một cái, nói. Lão Túc, ăn phải có nhai, nói phải có nghĩ, đừng nói lung tung. Chuyện này có liên quan đến tư lệnh Lô, anh nói rõ ràng xem nào. Diệp Phàm trở nên nghiêm túc, mọi điểm khả nghi đều tập trung vào Lô An Cương. Cũng không biết thế nào, thì ra Hoàng Sâm và cha Thanh Lang là Chu Bá Lâm không hề qua lại, phỏng chừng Hoàng Sâm thật sự cũng muốn đối phó với Chu Bá Lâm, khi Lô An Cương ép thì đúng là gặp dịp rồi còn gì. Nghe nói Hoàng Sâm lúc ấy khéo léo lợi dụng chuyện lún cầu để đổ lên người Chu Bá Lâm. Cầu vì sao bị lún? Đó là vì xe quân đội đi qua thì bị lún, lúc đó làm chết 3 viên lính. Hơn nữa, lúc đó xe quân đội vận chuyển thuốc nổ, còn dẫn đến nổ liên hoàn, tổn thấy không dưới mấy triệu. Cây cầu đó nằm trong huyện Vân Lĩnh, có tên là cầu Thông Hà, cầu không dài lắm, chỉ chừng 5-60 mét gì đó, chỉ có điều phía dưới cũng là vách núi, cao đến 300 mét. Mà cây cầu Thông Hà này khi Chu Bá Lâm còn đảm nhiệm chức chủ tịch huyện Vân Lĩnh, đích thân chỉ thị cho phòng giao thông xây dựng. Kết quả điều tra chủ thầu đã đưa 500.000 tệ cho Chu Bá Lâm,
giờ thì Chu Bá Lâm vào tù, không chừng còn chết trong tù. Con trai của Chu Bá Lâm là Thanh Lang Tử Thiếu Lâm tự vội vàng trở về tìm Hoàng Sâm tính sổ, lại bị bắt vào tù, cuối cùng là Lô An Cương cứu. Có một điểm tôi không rõ là tại sao Lô An Cương muốn hãm dại cha con nhà họ Chu, nhưng cuối cùng lại cứu Thanh Lang ra. Túc Nhất Tiêu nhíu mày nói. Việc này anh nghe ai nói? Diệp Phàm hỏi, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Túc Nhất Tiêu. Chuyện này, nói ra có chút không tiện. Túc Nhất Tiêu có chút khó xử. Lão Túc, chuyện này liên quan đến danh dự của một cán bộ cấp phó giám đốc sở, hơn nữa liên quan đến vụ thảm án 88, hãy nói người cung cấp tin tức này ra cho chúng tôi bảo đảm sẽ giữ bí mật. Diệp Phàm nghiêm túc nói, nhìn Túc Nhất Tiêu, nói thêm. Chẳng lẽ anh còn không tin con người tôi là hạng người vì mũ quan mà bán đứng anh em bạn bè sao? Cái đó, không phải. Nếu không tin anh thì tôi cũng không nói chuyện này ra. Chuyện có liên quan đến Tư lệnh Lô, Túc Nhất Tiêu tôi cũng không phải là loại người không biết phân biệt nặng nhẹ. Chuyện này Chi Dân là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật huyện Vân Lĩnh đã nghỉ hưu Hòa Thanh nói. Lúc đó ông ấy bất bình cho Chu Bá Lâm, tuy nhiên, thân cô thế cô, mà thủ đoạn của Lô An Cương thật sự đáng sợ nên ông ấy không dám nói ra. Mãi cho đến khi tôi có việc đến huyện Vân Lĩnh, hỏi thăm chuyện xảy ra trong gia đình Thanh Lang, một cán bộ lão thành của ủy ban kỷ luật chỉ cho tôi đến tìm ông ấy. Cho nên tôi đã tìm đến nhà Hòa Thanh, ông ấy biết Diệp Đông là thân thích của tôi, cho nên sau một hồi lưỡng lự đã kể chuyện này ra. Túc Nhất Tiêu vẻ mặt chân thành nói. Thực ra, việc này, nếu muốn kiểm chứng, chúng tôi cũng tìm hiểu qua, Hoàng Sâm hiện tại vẫn còn trong nhà lao. Hay là tôi đi Vân Lĩnh một chuyến để hỏi đồng chí Hòa Thanh, còn nữa, chỗ Hoàng Sâm cung đi một chuyến xem sao. Vương Triều nói, bên Hòa Thanh thì không cần phải đi, đến hỏi Hoàng Sâm một chút là được rồi. Tranh thủ để anh ta lập công chuộc tội, cho một đường đi biết đâu anh ta lại nói ra hết. Diệp Phàm nhìn Túc Nhất Tiêu, cười nói. Lão Túc, nếu tình hình đúng như vậy thì lần này anh lập được công lớn rồi. Tuy nhiên, trước khi làm rõ mọi chuyện thì nhất định không được để lọt tin tức ra ngoài. Nếu chuyện này có liên quan đến Lô An Cương thật, thì tâm cơ của con người này đáng sợ đến cực điểm rồi. Tuy nhiên, Lô An Cương vì sao lại phải làm như vậy, thực ra tôi có thể đoán ra được một chút, có thể ông ta muốn lợi dụng Thanh Lang làm việc cho mình. Nếu có thể điều tra ra cha của Thanh Lang chính là do Lô An Cương sai Hoàng Sâm hại, thì trong nháy mắt Thanh Lang sẽ coi ông ta như kẻ thù ngay. Chuyện về Lô An Cương và tập đoàn Dương Điền chắc chắn Thanh Lang sẽ nói ra hết. Tôi có dự cảm, thảm án 88 có liên quan đến Lô An Cương. Tuy nhiên, tất cả chứng cứ nói sống, chúng ta không thể buông tha tội phạm, nhưng cũng không thể làm oan cho người tốt được, đặc biệt là Lô An Cương, từng giúp đỡ chúng ta rất nhiều, vụ oan cho ông ấy quả thực là rất không có đạo đức. 3 ngày sau, hôm điều tra vụ hung án, xuất hiện một quân nhân xuất ngũ tên là Mã Hán đến nhà Diệp Phàm. Không lâu sau, Vương Triều cũng đến. Chương 1264, chiêu thức của Thanh Lang. Tình hình thế nào? Diệp Phàm pha chén trà đưa cho Mã Hán hỏi. Có chút lạ. Mã Hán uống một ngụm trà, có vẻ hơi buồn bực. Nhìn Diệp Phàm và Vương Triều một cái nói. Ngày đó xuất hiện mấy quân nhân xuất ngũ là Khiếu Nhất Phàm, Trần Hữu Bông và Đinh Tùng Băng. 3 người cùng đại đội với một người tên là Trần Kính Tùng. Trần Kính Tùng là đại đội đại trưởng, người này xuất thân từ gia đình quân nhân, cha vẫn là sư trưởng tập đoàn quân thứ 8 quân khu Việt Châu, tên là Trần Ngàn Kỳ. Ở một lần huấn luyện bắn đạn thật, Khiếu Nhất Phàm và Trần Hữu Bông cùng với Đinh Tùng Băng đã phạm phải một sai lầm, đã làm bị thương Trần Kính Tùng. Tuy nhiên, cũng không lo ngại, dưỡng thương 3 tháng là khỏe, cũng không để lại di chứng gì. Tuy nhiên, lúc đó cũng làm cho Trần Ngàn Kỳ rất tức giận. Đuổi đến Ngư Đồng muốn bắt 3 người Khiếu Nhất Phàm lên tòa án quân sự. Nếu không có Lô An Cương ra mặt, 3 người có lẽ đã phải vài năm ăn cơm tù. Cuối cùng phải khai trừ, trợ cấp xuất ngũ cũng chưa lấy. Tuy nhiên, Lô An Cương rất lợi hại, âm thầm ra tay, khi xét khai trừ sau 6 tháng cuối năm, nói về công lao mà 3 người từng đạt được. Không ngờ thay đổi kết quả xử phạt, 3 người biến thành chuyển công tác về địa phương, hơn nữa mỗi người đều có được một công việc tốt. 3 người kia chắc chắn đối với Lô An Cương rất cảm ơn. Diệp Phàm thản nhiên hừ nói. Ừ. Mã Hán gật đầu, chợt nói. Đây chỉ là bên ngoài, tôi đã âm thầm điều tra,
gặp những người gặp chuyện không may ngày đó mới phát hiện ra điểm đáng ngờ. Cậu cũng phát hiện cái gì? Vương Triều thúc giục nói. Ngày đó huấn luyện đạn thật rất tinh xảo, một huấn luyện đơn giản như thế sao có thể xảy ra sai lầm. Ở ngoài sáng biết nơi Trần Kình Tùng mai phục đâu mà làm bị thương anh ta, và lúc đó mấy người lính cùng nhóm với ba người khiếu nhất phàm nói, lúc ấy mấy người khiếu nhất phàm cũng không có ném lựu đạn, sao có thể làm bị thương Trần Kình Tùng. Có tên lính nói, Trần Kình Tùng không hài lòng với ba người khiếu nhất phàm, cố ý đùa giỡn để hãm hại bọn họ. Mã Hán thản nhiên nói, việc này ngược lại rất lạ, chẳng lẽ có người cố ý ra tay làm bị thương Trần Kình Tùng, mục đích là hãm hại để bỏ tù ba người khiếu nhất phàm. Chẳng lẽ chính là Trần Kình Tùng làm, dường như là không có khả năng. Nếu làm không tốt mà chết, chết không rõ. Vương Triều xoa xoa cằm có vẻ khó hiểu. Có điều tra rõ không? Rốt cuộc có phải có người cố ý không? Diệp Phàm hỏi. Đã điều tra qua, mấy ngày trước điều tra ở ban quân vụ, khiếu nhất Phàm nói là quả lựu đạn đó thật sự là mình ném, việc này thật sự là lạ. Mỗi người đều sợ bị chút giận lên mình, bọn họ đều muốn cố gắng hướng lửa về chính mình, anh nói có lạ không? Vương Hán cảm giác không hiểu. Chẳng lẽ ba người khiếu nhất Phàm có nhược điểm gì bị người ta bắt được, không dám nói thật, mà bạn bè anh ta nói thật? Diệp Phàm thản nhiên nói. Không phải là ba người khiếu nhất Phàm tham gia thảm án 88 cho nên bị nắm nhược điểm, không dám nói thật chứ. Tôi thấy trong này Lô An Cương rất đáng nghi. Vương Triều nói, quay người nói thêm. Tôi có đến nhà giam tìm được nguyên bí thư huyện ủy Vân Lĩnh Vàng Sâm, người này trước đây cũng không khai gì, xem ra là sợ tội càng thêm tội, hoặc là nói đến người mà y kiêng kỵ. Tuy nhiên, sau không có cách nào, đành phải dùng thủ đoạn đặc thù, y mới khai. Nói lúc đó Lô An Cương thật sự có ép y, hãm hại chủ tịch huyện Vân Lĩnh Chu Bá Lâm. Mà lúc đó Vàng Sâm cũng muốn rút viên răng nọc này, hai người hợp sức, cuối cùng Chu Bá Lâm bị hại bỏ tù. Về phần Chu Bá Lâm vì sao chết trong ngục, Vàng Sâm thề thốt là y không làm. Tôi thấy hình như không phải y nói dối, đã đến nơi Chu Bá Lâm bị giam điều tra, mới phát hiện manh mối. Vương Triều nói đến đây uống một ngụm trà. Án trong án, án lớn chụp án nhỏ, thật sự là phức tạp. Diệp Phàm không kìm nổi thở dài. Đã chết nhiều người như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Điều tra, nhất định phải điều tra tận gốc, tìm ra nguyên nhân cuối cùng, để người chết được nói. Vương Triều nói tiếp đi. Chu Bá Lâm là khi ăn cơm bị một người bạn tù tên là A Bát đánh chết. Lúc ấy Chu Bá Lâm thân thể cũng suy yếu, chẳng qua là đá mấy nhát, kết quả dẫn đến xuất huyết dạ dày mà chết. A Bát sau lại bị bắt chết, tuy nhiên, tôi còn tìm được vài người tù cùng ở đó lúc ấy. Kết quả là, qua mấy lần điều tra, không ngờ chỉ hướng đến một người thân của Lô An Cương, là Lô Nhất Dũng. Người là anh em họ xa của Lô An Cương, rất xa, làm cai ngục ngay tại nhà giam, nghe tù nhân nói, việc này thật ra là Lô Nhất Dũng âm thầm sai khiến A Bát làm. Đương nhiên, A Bát đã chết, việc này không thể nào chứng minh. Tuy nhiên, tôi không đành lòng. Tiếp tục điều tra, cuối cùng tìm ra được chứng cứ, A Bát là người không đơn giản, không ngờ ghi âm lời nói với Lô Nhất Dũng, đây là băng ghi âm, các anh nghe một chút. Vương Triều nói xong đưa ra băng ghi âm. A Bát, chuyện lần này thành, tôi có thể giúp cậu ra ngoài trước 5 năm. Cậu cũng biết, hiện tại tôi đã là phó trưởng trại giam. Không lâu, có thể đến Cục Công an thành phố Hải Châu đảm nhiệm chức phó cục trưởng, tôi có thể bao che, sau khi rời khỏi đớ còn sợ gì đúng không? Lô Nhất Dũng nói, phó trưởng trại Lô, làm như vậy là giết người, nếu điều tra ra tôi sẽ rơi đầu. Giọng ghi âm trong băng của A Bát có chút lo lắng hỏi. Sợ cái gì, có tôi ở đây, hơn nữa, trong trại giam giữa các phạm nhân thường xuyên phát sinh đánh lộn, đó không phải là việc bình thường sao? Đến lúc đó một đám người các cậu đi lên, pháp luật trách không chúng, mỗi người gánh vác một ít không phải trôi qua sao? Đợi mấy tháng nữa, tôi tìm cớ giúp cậu lập công lớn. Cậu không phải là có thể thoát thân mà ra sao? Lô Nhất Dũng lạnh lùng hừ nói. Việc này tôi vẫn có chút lo lắng, dù sao, người này cũng là chủ tịch huyện Vân Lĩnh, người nhà người ta chẳng lẽ không có ai? A Bát thật ra còn có kè mặc cả, y là một thủ lĩnh ở Hải Châu, sao sợ làm việc này? Mặc kệ cũng đúng, ha ha, bố có khi là thủ đoạn đùa chết người, có tin hay không? Lô Nhất Dũng tức giận quá. Muốn tôi làm cũng được. Trước tiên đưa cho người nhà tôi 5 triệu,
nếu không, anh muốn động thì động. A Bát cũng kiên cường lên. Đồ chó. Lô Nhất Dũng đạp một cái. Đáng tiếc, A Bát bị lừa. Kết quả thế nào? Lô Nhất Dũng ra tay mạnh, A Bát không thoát khỏi kết cục đáng buồn. Diệp Phàm thở dài. Thật ra, A Bát không phải chính thức đưa ra pháp trường mà bị Lô Nhất Dũng sai khiến muốn vượt ngục, bị giết chết tại chỗ, việc này khẳng định là Lô Nhất Dũng làm. Bát vừa chết, lúc đó một người bạn tù với y sợ tới mức cũng không dám hé răng. Lần này có một trong số các bạn tù bị bệnh sắp chết, tôi đáp ứng một điều kiện của y mới nói ra. Bằng không, thật đúng là điều tra không ra. Vương Triều nói nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái. Chỉ có điều việc này là tôi đáp ứng rồi. Tuy nhiên, muốn làm còn phải nhờ bí thư Diệp nghĩ cách xử lý một chút. Với một người sắp chết, tôi nghĩ không nên lừa dối. Chuyện gì, xem ra là khó làm đi. Diệp Phàm nói. Tên này tên thật là Dương Hổ, có em tên là Dương Thái Hà. Hiện đang học ở một trường đại học hạng 3 ở thành phố Việt Châu. Điều kiện của Dương Hổ chính là em y được công tác ở tỉnh thành thành phố Việt Châu, hơn nữa ở một đơn vị tốt. Vương Triều nói. Trường đại học hạng 3, khẳng định là trường rất kém cỏi, muốn vào một đơn vị tốt của tỉnh thành, thật sự là khó. Tuy nhiên, nếu cậu đáp ứng rồi, tôi giúp làm được. Diệp Phàm gật đầu nhíu mày nói. Nhìn Mã Hán Vương Triều một cái hừ nói. Lập tức tức thẩm vấn Thang Lang, việc này chỉ ba chúng ta biết thôi, nếu Lô Anh Cương thật sự có điểm đáng ngờ không nên để cho quá nhiều người biết. Tôi có chút lo lắng, bên trong cục công an cơ bản là không có gì bí mật đáng nói. Bí thư Diệp, tôi có chút lo lắng, nếu tổ điều tra đã điều tra đến ba người khiếu nhất phàm, sau đó không biết có người giết người diệt khẩu hay không. Mã Hán nói, đây thật ra cũng là một vấn đề, lập tức bắt giữ ba người khiếu nhất phàm, nhốt tại trại tạm giam cục công an thành phố. Diệp Phàm hừ nói, như vậy không phải là cho Lô An Cương một tín hiệu sao? Vương Triều nói, để y ra tay. Diệp Phàm hừ nói. Vương Triều Mã Hán vâng lệnh đi. Nên thu lưới. Diệp Phàm thở dài đem tình hình nói qua cho Thiết Chiêm Hùng một chút, hắn cũng biết phải nhanh mới được, nếu không người đứng sau bức màn giết người diệt khẩu thì phiền toái. Đêm khuya, Diệp Phàm ở trong phòng thẩm vấn. Thang Lang, cậu còn có gì muốn nói không? Câu đầu tiên Diệp Phàm hỏi sau khi cho Thang Lang nghe băng ghi âm, nhìn thấy y mắt đỏ lên, nắm chặt tay vang lên tiếng răng rắc. Cuối cùng Thang Lang không kìm nổi quát. Lô An Cương, mày là chó Nhật, chắc chắc là mày làm, chắc chắn là mày làm. Đồ chó, tao đã liều chết vì mày, vì sao mày đối với tao như vậy? Thang Lang, Lô An Cương nợ cậu chuyện gì? Diệp Phàm hừ nói. Y chẳng qua chỉ bảo tôi vào tập đoàn Dương Điều, âm thầm làm một chút chuyện bất lợi cho Dương Điền. Thang Lang nói. Quái, chẳng lẽ Lô An Cương không qua lại với tập đoàn Dương Điền? Diệp Phàm hỏi nhanh. Việc này tôi không rõ ràng lắm. Thang Lang lắc đầu không giống như nói dối. Thảm án 88 là cậu làm. Diệp Phàm đột nhiên dùng hóa âm mỹ thuật nói ra. Phải. Trong nháy mắt Thang Lang nói, tuy nhiên, chợt tỉnh táo, nhìn Diệp Phàm một cái thản nhiên nói. Muốn biết vì sao, muốn biết lúc đó có bao nhiêu người sao? Đương nhiên muốn biết. Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói. Anh cho tôi giết Lô An Cương, tôi sẽ nói. Thang Lang hung dữ quát to. Nếu thảm án 88 là do Lô An Cương sai người làm, chẳng lẽ y còn có thể trốn thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật sao? Diệp Phàm hừ nói. Không cần nói với tôi về pháp luật là của kẻ có tiền có quyền, không phải là của người nghèo, ha ha, pháp luật. Thang Lang khàn khàn nói to, ánh mắt khinh thường tất cả. Tôi đồng ý với cậu, chỉ cần việc này thật sự là Lô An Cương làm, mặc kệ là đề cập đến người nào. Tôi sẽ điều tra đến cung, sẽ cho cậu một câu trả lời. Giọng Diệp Phàm kiên quyết nhìn chằm chằm Thang Lang. Chương 1265, báo lên tỉnh ủy. Tôi xin nói bậy một chút, các anh làm cán bộ, nhà đằng trước nhà đằng sau, chơi đủ trò. Còn Thang Lang tôi cũng không phải là con chim non, tin tưởng những lời nói ma quỷ của các anh thì thật ngốc nghếch. Hơn nữa, lại là cấp bậc phó sở như anh có năng lực gì mà dám nói điều tra tận gốc? Có thể Lô An Cương là một quân cờ, anh ta cùng bậc với anh, mà người ta lại là trong quân đội, anh làm sao mà tìm kiếm được? Thang Lang vốn không tin, lắc đầu. Nhìn xem, anh sẽ tin.
Diệp Phàm kêu Vương Triều mang lên những chứng cứ về Phó Giám sát trưởng Bộ Công an và Phó trưởng Ban quân vụ Bộ Tổng tham mưu. Xem đi, cái này không thể là giả được. Bí thư Diệp là nhân viên điều tra bí mật của Trung ương phái đi, anh ấy từ tỉnh Nam Phúc đến đây tức là thân phận bí mật của anh ấy. Việc của các anh Thủ tướng Quốc vụ viện đang để ý đến, anh nói xem có ai dám kháng lại quốc gia. Vương Triều đưa ra xong nghiêm nghị nói, đương nhiên là kích động Thanh Lang rồi. Ha ha, là tôi làm, đương nhiên tôi chỉ là người làm theo, còn có thêm vài người nữa. Sau khi xem xong Thanh Lang đột nhiên cười phá ra như điên nói. Còn có ai nữa? Diệp Phàm hỏi. Lô An Cương là kẻ thù của tôi, anh hứa với tôi đưa anh ta nên đoạn đầu đài thì tôi mới nói. Thanh Lang có điều kiện với Diệp Phàm. Tôi đồng ý, nếu như tội danh của Lô An Cương phải đến mức lên đoạn đầu đài thì Diệp Phàm tôi thể sẽ đưa anh ta lên. Đương nhiên, nếu tội danh của anh ta không đến mức đó thì tôi cũng xin lỗi, vì vậy nếu muốn đưa anh ta lên đoạn đầu đài thì anh phải đưa ra chứng cứ chi tiết mới được. Bằng không anh phải có gì để chúng tôi giúp anh báo thù chứ? Diệp Phàm nói như chất vấn, nhìn Thanh Lang một cái rồi lại nhẹ nhàng nói. Sắp tới tôi sẽ làm gì không phải anh không biết, sẽ khiến cho bí thư Hà Trấn Nam của Ngư Đồng không có lý do đầy đủ sẽ xử lý ông ta theo pháp luật, không thể nói đến tình nghĩa ở đây. Đó chính là phong cách của tôi. Tôi tin anh. Thanh Lang cúi đầu. Cho tôi điếu thuốc. Đưa cho anh ta. Diệp Phàm nói với Vương Triều, đưa cho anh ta một điếu xì gà Cuba. Năm đó, Lô An Cương dùng thủ đoạn khiến tôi sau khi ra tù căm thù hắn. Hắn ta sắp xếp cho tôi vào tập đoàn Dương Điền, muốn tôi trở thành người cấp cao của Dương Điền. Tôi đã cố gắng hết sức và kết quả đã được sự coi trọng của Quản Phi và Tào Dục. Tuy nhiên, không lâu sau, Lô An Cương yêu cầu tôi thường xuyên phải tạo ra phiền phức nhỏ cho Dương Điền. Khi đó tôi cũng suy nghĩ trăm lần mà không lời đáp, không hiểu sao Lô An Cương lại làm thế. Còn không biết vì sao hắn ta cứ hại tôi xong lại cứu tôi. Hiện tôi đã hiểu được đơn giản là hắn ta muốn tôi làm cho hắn ta một việc mà hắn ta muốn. Hơn nữa, tôi cảm thấy mục đích của hắn ta là gây chú ý đến tập đoàn Dương Điền. Nhưng độ chú ý vẫn chưa đủ, nên mới xảy ra vụ thảm án 88 này, trong một đêm chết 10 người đều có liên quan đến Dương Điền. Anh ta đạt được mục đích rồi chính là khiến các anh chú ý đến, hiện nay không phải là điều tra đến đây rồi sao? Tuy nhiên hắn ta không nghĩ rằng, không ngờ đã điều tra đến hắn, điểm này tôi rất phục cách phá án của các anh. Tâm trí Thanh Lang thật kiên nghị, như cho người ta cảm giác không sợ chết. Buổi tối hôm xảy ra vụ thảm án 88 đó, ba người này đều là cùng đi với anh sao? Diệp Phàm nhìn Mã Hán đưa ra ba tấm ảnh cùng tài liệu liên quan. Thanh Lang cẩn thận nhìn kỹ, chắc chắn 100% nói. Dù hôm đó họ đều có cải trang nhưng con mắt của tôi rất chuẩn, hình dáng thì không thể sai được, chính là ba người này. Nhưng, bốn người chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm bên ngò ai ví dụ như phóng hỏa, mở khí ga, làm cho hôn mê chứ không giết người. Có phải sợ chết không? Có gan làm, nhưng không có gan nhận tội. Vương Triều lạnh lùng nói. Sợ chết không phải là tính cách của Thanh Lang này, làm là làm, không làm là không làm. Dù sao thì chỉ chuyện phóng hỏa cũng sẽ khiến phải ngồi tù rồi, chẳng khác gì pháp trường. Quan trọng là đưa Lô An Cương lên đoạn đầu đài thì cả đời Thanh Lang cũng đã mãn nguyện rồi. Thanh Lang nói rất thẳng thắn. Vậy viên đá đó là thế nào? Diệp Phàm hỏi. Về chuyện viên đá tôi cũng nghe qua, nhưng, bọn họ làm rất bí mật, ngay cả tôi cũng không biết cụ thể là ở đâu. Nhưng Quản Phi và Tào Dục cùng Cao Cương, ba người đó chắc chắn biết. Còn Miêu Thanh Mi cũng có thể biết. Xem ra, độ tin tưởng về tôi của Quản Phi vẫn chưa đủ. Thanh Lang lắc đầu. Ngưu Quy Lĩnh ở Trấn Mai Khê huyện Dương Điền có vấn đề gì không? Diệp Phàm trao mày có chút thất vọng. Nơi này, chắc là không có đá gì. Tôi đã từng tới đó, chỉ có mấy cái động, đều tạo ra để lừa người ta. Ý đồ của Quản Phi rất sâu sắc, làm mấy cái động giả mà lại có rất nhiều người canh gác đơn giản chỉ là lừa người mà thôi. Thanh Lang lắc đầu. Đêm đã về khuya, cả thành phố Ngư Đồng trở nên yên ả, nhưng Vương Triều và mấy người đều không ngủ được đến rạng sáng 6 giờ dịch nhất phàm, Trần Hữu Miên và Đinh Tùng Băng đều bị sa lưới, khi có chứng cứ cụ thể kèm theo Thanh Lang làm chứng nên chúng đã ngoan ngoãn chịu tội, nói hết lại sự việc đã qua. Ba người này khai ra đều na ná như Thanh Lang nói, lúc đầu cũng là do Lô An Cương cứu bọn họ mà bọn họ báo ơn.
hôm xảy ra vụ thảm án đó ba người này cùng Thanh Lang đều làm việc ngoài, không giết người. Diệp Phàm cho gọi Trần Quân lại, bảo anh ta theo dõi Lô An Cương. Chủ yếu là phòng anh ta trốn đi. Vì sao Lô An Cương lại nhằm vào tập đoàn Dương Điền? Vương Triều lẩm bẩm nói. Xem Lô An Cương có gì liên quan đến Dương Điền không, chủ yếu là nhằm vào Quản Phi, Tào Dục và Cao Cương nữa. Diệp Phàm nói. Sáng ra Diệp Phàm đã lo liệu lại mọi việc rồi đi lên kinh thành. Việc quan trọng như thế này hoàn toàn có thể bắt được Lô An Cương. Tuy nhiên, Lô An Cương là ủy viên thành ủy, đầu tiên sẽ báo cáo cho Hà Trấn Nam. Diệp Phàm sợ rút dây động rừng, thứ hai là cũng lo lắng biết đâu Hà Trấn Nam cũng có liên quan nên không thể nói với Hà Trấn Nam được, trực tiếp báo lên tỉnh. Diệp Phàm đến thẳng văn phòng của bí thư Dương Chí Viễn của Ủy ban Chính trị tỉnh, nghe nói đến vụ thảm án 88, Dương Chí Viễn ngay lập tức gặp Diệp Phàm, xem ra, vụ thảm án 88 đã lan tỏa ra cả tỉnh. Diệp Phàm mang tất cả chứng cứ, tài liệu trình lên trên, sau 2 giờ Dương Chí Viễn cảm thấy việc lớn. Lập tức gọi điện cho Triệu Sương Sơn, Triệu Sương Sơn nói rằng phải Diệp Phàm đích thân báo cáo, sau đó Diệp Phàm cùng Triệu Sương Sơn về văn phòng của Triệu Sương Sơn. Triệu Sương Sơn xem xong tài liệu, nghe xong thu âm khuôn mặt ngưng trầm. Ngẫm nghĩ rồi nói, Chí Viễn, việc này phải bắt tư lệnh quân khu, vì vậy, còn phải xem cả tư lệnh dư mới được. Việc này rất gấp, Thủ tướng đã để ý nên chúng ta không thể chậm trễ được, nếu kéo dài sẽ gây ra thay đổi. Có thể sẽ biết nhiều từ miệng Lô An Cương, anh ta sao lại nhằm vào Dương Điền, hơn nữa lại choàng cái Dương Điền vào người, trong việc này chỉ sợ có liên lụy đến ai mà không thể nói. Bí thư Triệu, việc này có chút rắc rối, tình hình của Dương Điền rất đặc biệt, phải làm sao? Dương Chí Viễn lo lắng. Thực ra, tập đoàn Dương Điền có vấn đề lớn, việc này tôi không nói nữa. Chỉ là việc về viên hóa thạch kia chưa điều tra rõ ràng, nếu những tình huống kia là thật thì đây chính là vụ án kinh thiên động địa. Diệp Phàm ở bên nói thêm. Điều tra, nhất định phải điều tra tận gốc, Thủ tướng đã để ý đến rồi không thể không điều tra. Triệu Sương Sơn phất nay quả quyết nói. Không lâu sau tư lệnh Dư vội vàng chạy đến văn phòng tỉnh ủy. Đồng chí Diệp Đông phó bí thư tỉnh ủy quản lý ủy ban kỷ luật cũng cho gọi Triệu Sương Sơn tới. Dư tư lệnh xem tài liệu, sau khi nghe Diệp Phàm nói xong, liền đánh một cái xuống bàn mắng chửi. Dã man, khốn nạn, bắt ngay, lập tức bắt ngay. Bí thư Triệu, tôi có trách nhiệm, Lô An Cương là cấp dưới của tôi còn tích cực đề bạt anh ta làm tư lệnh quân khu Ngư Đồng, vậy mà không thể ngờ tới, tôi. Đã quá mù quáng rồi, xin lãnh đạo cứ xử phạt tôi. Giờ không phải lúc trách phạt ai cả. Triệu Sương Sơn khua tay. Nhìn Dương Chí Viễn nói. Anh lập tức thông báo cho sở trưởng Trần Bố Hòa, nói anh ta phái cảnh sát cùng Diệp Phàm bí mật bắt giữ. Việc này, tư lệnh Dư cũng cho người cùng đi, dù gì cũng là một đội quân. Nói tới đây, ông ta nhìn Diệp Đông nói. Sự việc lần này liên quan đến rất nhiều vấn đề, có thể không ít cán bộ thất thế. Trong đó có thể ảnh hưởng đến giao dịch kinh tế, vì vậy ủy ban kỷ luật các anh phải điều tra các cán bộ lão thành, kết hợp cùng với Diệp Phàm tiến hành điều tra. Vâng, tôi lập tức sắp xếp. Diệp Đông gật đầu. Vâng, tôi về chuẩn bị ngay. Sẽ cho người kết hợp cùng với bí thư Diệp. Dư Thang nói, rồi vội vàng đi. Làm tốt lắm, sau khi phá được vụ án này, tôi sẽ báo cáo với Thủ tướng, việc gì đáng thưởng sẽ được trọng thưởng, đáng phạt thì không thể nương tay. Còn nữa, nhất định tìm ra nguyên nhân mà Lô An Cương làm, việc này rất kỳ dị, nếu không điều tra rõ ràng thì vụ thảm án này coi như không có hồi kết. Triệu Sương Sơn vỗ vai Diệp Phàm nói. Bí thư Triệu, tôi nhất định sẽ điều tra cụ thể, cho dù là có phải liên lụy đến ai đi nữa. Tuy nhiên, trong vụ án lần này có vài đồng chí có biểu hiện đích xác. Ví dụ như đồng chí Túc Nhất Tiêu của Ngư Đồng chịu được khuất nhục, ông ta không hề phân biệt công an đều giúp chúng tôi tìm ra những manh mối quan trọng, nếu không có nguyên bí thư huyện Vân Lĩnh thì vụ án này không biết kéo dài đến lúc nào. Những đồng chí này, Diệp Phàm nói đến đây. Triệu Sương Sơn khua tay nói. Nói đi, muốn tôi khen thưởng họ sao? Giờ chưa phải lúc, anh có thể trực tiếp đưa ra yêu cầu. Phó Bí thư Dư Chí Hải của Ban Kỷ luật Ngư Đồng bị điều động đi nên hiện nay đang chống một chức ủy viên thường vụ. Diệp Phàm cẩn thận nói, nhìn Triệu Sương Sơn. Tuy nhiên, Diệp Phàm phát hiện ra con mắt kia Phó Bí thư Diệp Đông ngồi bên cạnh có chút thay đổi,
chỉ nhìn lên rất nhẹ, nếu không có đôi mắt như Diệp Phàm thì không phát hiện ra. Chương 1266, tỉnh ủy ra tay mạnh. Biết biểu hiện vừa rồi của mình làm Phó Bí Thư Diệp Đông hài lòng, dù sao, Phó Bí Thư Diệp Đông cũng là cậu ruột của vợ Túc Nhất Tiêu. Chắc hẳn Túc Nhất Tiêu vì danh ngạch thường vụ, sớm đã triển khai hành động rồi. Chuyện này sao có thể? Túc Nhất Tiêu chỉ là một phó chủ tịch thành phố, không thể một bước lên trời ngồi vào vị trí phó bí thư thành ủy được, cần phải có một giai đoạn chuyển lên chứ đúng không nào? Cho dù tôi có là bí thư tỉnh ủy đi nữa thì cũng chẳng thể nào làm chuyện quá trái với nguyên tắc tổ chức. Triệu Sương Sơn nhíu mày. Ha ha, bí thư Triệu, đồng chí Diệp Phàm chỉ nói đến công lao lớn của người khác, bản thân cậu ấy mới là người có công lớn nhất. Kỳ thực, biểu hiện của đồng chí Diệp Phàm ưu tú như thế, thảm án 88 vừa phá xong, chúng ta đã có thể báo cáo kết quả với Thủ tướng rồi. Bằng không, cái ghế bí thư ủy ban chính trị và pháp luật của tôi cũng chẳng được ngồi yên, cảm giác dân chúng như đang đâm vào cột sống của tôi, có lúc nửa đêm còn nằm mơ giật mình tỉnh dậy. Cho nên, tôi thấy để đồng chí Diệp Phàm ngồi lên vị trí của đồng chí Vu Chí Hải là hoàn toàn có thể. Bí thư ủy ban chính trị và pháp luật Dương Chí Viễn ngồi cạnh tâm trạng cũng rất tốt. Thảm án 88 giống như một gánh nặng ép xuống làm ông sắp thở không nổi, cho nên, ông cũng muốn bán cho Diệp Phàm một tấm chân tình. Đồng chí Diệp Phàm là người có công lớn nhất, vừa báo lên với Thủ tướng đã khen ngợi rất nhiều. Đề bạt đồng chí Diệp Phàm cũng hợp với ý của cấp trên, thậm chí cũng nên vượt mức quy định một chút, tôi thấy cứ đưa thảm án 88 ra nói là đã chẳng có gì đáng chê trách rồi. Diệp Đông cũng ngồi một bên nói giúp, Diệp Phàm biết. Ông cũng chỉ đang đền đáp lại mà thôi. Chuyện này để sau hãng nói. Triệu Sương Sơn khoát tay nói, nhìn mấy người trong cuộc họp, lại nói. Diệp Phàm, cậu chuẩn bị một chút, lập tức đi xuống, chuyện bắt giữ lần này vẫn do cậu đảm nhiệm trọng trách thống soái. Các đồng chí Viện Kiểm sát tỉnh ủy và Sở tỉnh sẽ toàn lực phối hợp hành động với cậu. Trước khi đi tôi vẫn câu nói cũ, chẳng phải sợ gì hết, cho dù là liên quan đến kẻ nào, cứ bắt hết. Đây là do Triệu Sương Sơn tôi đại diện tỉnh ủy nói, cậu nghe rõ chưa? Triệu Sương Sơn toàn than khí thế mãnh liệt. Rõ. Diệp Phàm chào theo tiêu chuẩn nghi lễ công an bước ra khỏi phòng họp. Một tiếng sau, có 10 đồng chí của bên pháp luật tỉnh ủy và sở tỉnh tới, sở tỉnh do đồng chí sở trưởng Trần Bố Hòa đích thân dẫn người đến, còn bên pháp luật tỉnh ủy do một phó bí thư họ Trương đích than nắm thống soái. Hơn nữa, phó bí thư Trương có thâm niên rất cao. Cũng là một cán bộ cấp giám đốc sở. Cấp bậc không thể nói là không cao, mà hai vị cán bộ cấp giám đốc sở lại là tổ phó, còn Diệp Phàm một cán bộ cấp phó giám đốc sở lại trở thành tổ trưởng của tổ điều tra truy bắt thảm án 88. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng biết, Trần Bố Hòa và Phó Bí Thư Trương đến, chắc chắn là đến hái quả đào. Đây đều là một giai đoạn, bắt được người thẩm vấn, hai người bọn họ cũng là một trong những đồng chí phụ trách chủ yếu, đương nhiên. Công lao cũng tự nhiên rơi vào người, chuyện tốt thế này, những người đang tranh giành vị trí đều muốn làm rồi. Còn đối với hai vị ủy viên thường vụ tỉnh ủy Diệp Đông và Dương Chí Viễn mà nói, có thể phái hai đồng chí này xuống, cũng là muốn bày tỏ thái độ với Thủ tướng và Triệu Sương Sơn, bọn họ cũng quyết tâm điều tra đến cùng. Phu tư lệnh của quân khu tỉnh cũng phái đến một đại tá tên Cung Thanh Dân. Nghe nói là phó chủ nhiệm bộ chính trị quân khu tỉnh, mấy chiếc xe nhanh chóng đi về phía Ngư Đồng. Những người này dù cấp bậc cao hơn Diệp Phàm, nhưng, họ đều nhớ lời căn dặn của lãnh đạo, tương đối tôn trọng Diệp Phàm. Luôn có tư thế tất cả mọi hành động đều nghe theo chỉ huy. Vì, chức thống soái của Diệp Phàm lần này là do Triệu Sương Sơn cùng với các lãnh đạo tỉnh ủy bàn bạc và chính thức hạ lệnh. Mà chuyện này lại do Diệp Phàm nắm trách nhiệm chính, bọn họ đến hái đào mà còn muốn nghênh ngang kiêu ngạo thì đúng là chẳng còn gì để nói nữa. Xe vừa tiến vào bên trong Ngư Đồng. Đã có một tin đáng sợ truyền đến, Trần Cương đang ngầm theo dõi Lô An Cương đã bị ám khí tấn công, cả người nằm hôn mê bất tỉnh dưới tán cây lớn chỗ tòa nhà Lô An Cương đang ở. Vương Triều báo cáo là đã đưa Trần Cương đến bệnh viện, tình hình vẫn chưa rõ. Chỉ là, Lô An Cương đã biến mất một cách thần bí rồi. Đồng thời, mấy cảnh sát hình sự Vương Triều phái đến cũng bị đánh gãy chân hôn mê. Diệp Phàm lập tức bảo xe ngừng lại. May là phó chủ nhiệm bộ chính trị quân khu tỉnh Cung Thanh Dân lái xe quân chỉ huy, rất lớn, đám người Diệp Phàm đều ngồi trong đó, vừa nghe tin, biểu hiện của các vị lãnh đạo vô cùng ngưng trọng. Lập tức tập hợp cảnh sát,
cảnh sát hình sự toàn thành phố tiến hành truy bắt theo thế răng lưới. Bên sở tỉnh chúng tôi cũng rút một chi cảnh sát đến phối hợp truy bắt. Trần Bố Hòa đề nghị. Lão Hòa, chỉ sợ bên trong có chuyện thôi. Phó Bí Thư Trương thở dài, hỏi Diệp Phàm. Xem ra Lô An Cương là một cao thủ, giải quyết mấy cảnh sát hình sự chẳng là vấn đề gì. Nhưng có một thanh niên cậu gọi là Trần Cương, thân thủ của cậu ta như thế nào? Thân thủ không tệ, một mình có thể đánh lại 5 cảnh sát hình sự không thành vấn đề. Ngay cả cậu ấy cũng bị thương hôn mê, có lẽ không phải một mình Lô An Cương xuống tay. Nhưng, tôi hơi khó hiểu, làm sao Lô An Cương biết chúng ta sẽ ra tay sớm? Ở trong thị cục, tin tức này giới hạn bảo mật chỉ có 5 người biết. Hơn nữa, Lô An Cương rõ ràng hạ thủ lưu tình không hề lấy đi cái mạng nhỏ của bọn họ, điều này làm người ta yên tâm, bằng không, mất mát của chúng ta rất lớn. Diệp Phàm nói, nhướng mày rất cao. Có lẽ hắn ta không muốn gây ra tội ác nữa, cũng có thể mục đích của hắn ta không chỉ dừng lại ở đây. Bên thị cục bảo mật như vậy, chuyện này trong tỉnh nhiều nhất có mấy vị lãnh đạo biết, rốt cuộc là ai đã dò dỉ thông tin ra ngoài. Trần Bố Hòa nhìn xung quanh, cũng nhíu mày. Không bàn nữa, cứ bố trí trước rồi tính sau. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, lập tức gọi điện cho thị cục Ngư Đồng, sắp xếp mọi việc. Bên này, lại đem mọi chuyện báo cáo với Hà Trấn Nam. Hà Trấn Nam biết Diệp Phàm vượt quyền ông trực tiếp lên tỉnh xin viện binh, dù nói trong lòng vô cùng tức giận, nhưng không phải lúc phát tác, lập tức chỉ thị Diệp Phàm điều binh mã, không tiếc bất cứ giá nào bắt Lô An Cương về quy án. Xe vừa đi được mấy bước, Diệp Phàm đột nhiên tỉnh ngộ, lớn tiếng nói. Không hay rồi, tập đoàn Dương Điền xảy ra chuyện lớn rồi. Bí thư Diệp xin giải thích rõ một chút. Trần Bố Hòa hỏi. Tất cả những mục tiêu của Lô An Cương đều nhắm về phía tập đoàn Dương Điền, xem ra, gã ta hận tập đoàn Dương Điền tới tận xương rồi. Chỉ kỳ lạ là, dù hận tập đoàn Dương Điền, tại sao lại không trực tiếp xuống tay với tập đoàn Dương Điền mà lại đi giết những người vô tội vu oan cho tập đoàn Dương Điền thu hút sự chú ý của chúng ta? Chuyện này chỉ trong lòng Lô An Cương mới rõ, hiện nay mọi chuyện bại lộ, âm mưu mượn tay chúng ta cắt tập đoàn Dương Điền không thể nào thực hiện được nữa. Chắc chắn Lô An Cương muốn quyết chiến một trận, làm một trận sống mái, dù cuối cùng có cá chết rách lưới thì cũng phải tiêu diệt tập đoàn Dương Điền. Diệp Phàm nói, cũng có lý, nhanh chóng điều tra hiện nay những người đứng đầu tập đoàn Dương Điền đang ở đâu. Còn nữa, những bộ phận quan trọng của tập đoàn Dương Điền đều có thể là mục tiêu của Lô An Cương. Phó Bí Thư Trương đột nhiên nhận ra, hét lớn lên. Không kịp nữa rồi, huống hồ. Mục tiêu của Lô An Cương trong tập đoàn Dương Điền là ai chúng ta rốt cuộc đều chẳng biết rõ. Xe của chúng ta hiện nay cách Sơn Trang Đông Pha mà quản phi của tập đoàn Dương Điền không xa, chúng ta cứ chạy qua Sơn Trang Đông Pha một vòng trước, bên này, sắp xếp lực lượng trinh sát tan tích toàn bộ đám quản phi, Tào Dục, Cao Cương. Diệp Phàm nói, làm như vậy đi, lập tức chuyển hướng đến Sơn Trang Đông Pha. Trần Bố Hòa nói. Chắc hẳn chừng 10 phút nữa là tới Sơn Trang Đông Pha thôi. Diệp Phàm nhìn đồng hồ, vẻ mặt ngưng trọng. Điều tra được tâm tích của đám quản phi chưa? Trần Bố Hòa nói. Quản phi và Tào Dục đều đang ở Sơn Trang Đông Pha, Cao Cương đi Bắc Kinh chưa về. Diệp Phàm trả lời, cuối cùng xe cũng đã nhìn thấy Sơn Trang Đông Pha ở đằng xa, Diệp Phàm thở nhẹ một hơi. Đột nhiên, một tiếng đùng đoàng động trời truyền tới, trong nháy mắt. Dường như xảy ra một trận động đất nhỏ, xe lập tức rung mạnh. Đám Diệp Phàm vội vàng xuống xe, thấy phía Sơn Trang Đông Pha có đám khói dày. Không hay rồi, có chuyện rồi. Diệp Phàm hét lớn, tiến vào trong xe, kéo toàn bộ còi cảnh sát nhanh chóng chạy qua. 3 phút sau đã tới hiện trường, nhìn thấy vài người đàn ông áo quần rách dưới, hoảng loạn từ trong Sơn Trang chạy ra, nhìn thấy xe cảnh sát của đám Diệp Phàm thì vội chạy đến. Một người đàn ông giọng khàn khàn hét lớn. Tòa nhà của quản đồng bị sụp rồi, nổ sụp rồi. Bên trong có thể có nhiều người lắm. Ai làm? Diệp Phàm sau khi xuống xe lạnh lùng hỏi. Không rõ nữa, hình như còn có súng, đáng sợ quá. Người đàn ông ánh mắt sợ hãi kêu lên. Lên! Diệp Phàm ngoắc tay, mấy cảnh sát hình sự sở tỉnh và 7-8 chiến sĩ tinh anh của quân khu tay ai cũng cầm súng cẩn thận tiến lên. Ha ha ha! Đột nhiên, trong ống truyền âm bán dẫn truyền đến giọng điên cuồng của Lô An Cương, nói. Là Diệp Phàm à, anh đến thật đúng lúc, tôi đợi các anh một lúc rồi.
đám Diệp Phàm di chuyển về phía giọng nói, phát hiện âm thanh được truyền đến từ biệt thự ở sườn núi phía bắc. Biệt thự sập rồi, chắc hẳn đó là biệt thự quản phi chuyên dung. Diệp Phàm ngoắc tay, các cảnh sát hình sự ẩn nấp sát vào. Bản thân Diệp Phàm xông lên trước, Trần Bố Hòa cũng theo sau. Lô An Cương, anh còn muốn giết đến khi nào, còn chưa đủ sao? Diệp Phàm hét vào ống bán dẫn. Giết người, muốn giết người tôi đã giết từ sớm rồi. Tôi phải để quản phi nếm nỗi đau băm vằm trăm mảnh mới được. Cái thứ tạp chủng, đồ con rùa. Lô An Cương cười nói, nụ cười cay nghiệt, tàn khốc. Anh có thủ với quản phi, thì có thể nói ở tòa, nhà nước đâu phải không có pháp luật, anh hoàn toàn có thể giải quyết qua pháp luật. Làm một quan quân, anh cũng có một năng lượng nhất định, hà tất phải làm những việc điên rồ như vậy. Hại người vô tội, 10 người dân ở Ngư Đồng, họ chọc ghẹo gì anh, tại sao anh phải giết bọn họ? Diệp Phàm lạnh lùng hỏi. Đem ra tòa nói chuyện, cái rắm, cái xã hội này, có tiền có quyền có thế mới có tác dụng, những cái khác, đều là cứt chó. Nói đến pháp luật, đó chỉ là trò chơi của tầng trên, pháp luật là do họ chế định, bọn họ chịu tự trừng phạt mình không? Diệp Phàm, kể ra Lô An Cương tôi cũng khâm phục anh, có thể điều tra được tôi. Nhưng, anh được gì chứ? Lần trước không phải suýt chút nữa là bị ném đá chết rồi sao, điều đó chỉ chứng tỏ anh mạng lớn thôi. Anh xem, anh phí bao nhiêu tâm sức làm việc cho Tổ quốc, không tính toán mình được gì, họ cho anh cái gì? Hà Chấn Nam đường đường là người đứng đầu, là đại diện của tổ chức đảng, vì quyền lực, không phải ngày ngày làm khó anh sao? Mấy ủy viên thường vụ, ai là thứ tốt đẹp chứ, bọn họ đều vì phá án sao? Chẳng là cứt chó gì. Toàn vì lợi, chữ lợi đứng đầu, lợi, chữ lợi là thứ lớn nhất của họ. Diệp Phàm tỉnh lại đi, anh, chỉ là một con cờ đáng thương trong tay họ thôi. Lô An Cương khuyên Diệp Phàm, biểu hiện có chút kỳ lạ. Chương 1267, Lô An Cương điên cuồng. Chuyện của tôi không cần anh tới thuyết giáo, đây là tôi làm theo nguyên tắc. Mặc kệ bọn họ đối với tôi thế nào, tôi quyết trung thành với đất nước Trung Quốc. Quản phi sao rồi, anh không giết hắn chứ? Diệp Phàm hừ nói. Giết hắn ư, không, tôi sẽ không để hắn sung sướng như vậy đâu, tôi muốn hắn phải sống dở chết dở, quân chó chết, tôi nhổ vào, giết hắn chỉ tổ bẩn tay tôi thôi. Lô An Cương thốt ra những âm thanh nặng nề. Lô An Cương, tôi ở Trần Bố Hòa ở tỉnh, có chuyện gì thì tốt nhất là cứ trao đổi với nhau, không nhất thiết phải gây nên tổn thất như vậy. Anh làm tư lệnh phân khu Ngư Đồng, nhà nước đối đãi với anh không tệ, có nhà ở, có xe cộ, có lương, nhà nước cho anh vinh dự cao như vậy, anh còn cảm thấy chưa đủ ư. Anh ra đây đi. Trần Bố Hòa kêu gọi đầu hàng, gã đưa ra điều kiện. Giám đốc Sở Trần, ha ha. Thật đúng là quan to có khác. Quản phi này không có chuyện ác nào không dám làm, các anh quản lý được sao? Sở tỉnh, đó còn không phải là những kẻ có quyền có tiền sao? Quản lý cái chó gì, cút ngay đi, nói chuyện với anh còn không bằng nói hai câu với Diệp Phàm. Mẹ nó chứ, tất cả đều là một đống chứng thối như nhau. Lô An Cương gần như điên cuồng, nói mấy câu lung tung, thiếu chút nữa khiến cho Trần Bố Hòa tức điên lên, gã liền đưa micro cho Diệp Phàm. Nếu anh muốn nói chuyện với tôi thì ra đây nói đi, tôi đảm bảo sự an toàn cho anh. Diệp Phàm dịu giọng, nói với vẻ khuyên nhủ. Không phải anh nguyện trung thành với Tổ quốc sao? Ha ha, nếu không sợ chết như lời anh nói thì vào đây. Lô An Cương tôi muốn nhìn xem anh vì Tổ quốc như thế nào. Nếu không thì tất cả chỉ là đồ thối. Lô An Cương hét to. Không thể vào được, rất nguy hiểm. Bây giờ Lô An Cương đang trong tình trạng bị bao vây nên điên cuồng như lên cơn tâm thần, không chuyện gì là không dám làm. Vừa rồi anh cũng nghe mấy lời của hắn đấy, rất nguy hiểm. Phó Bí Thư Trương lập tiếng lên tiếng can ngăn, Giám đốc Sở Trần Bố Hòa cũng gật đầu, cho rằng không nên vào, thực sự rất nguy hiểm. Không đi không được, Quản Phi và Tào Dục đang ở trong tay hắn. Diệp Phàm lắc đầu, sửa sang lại quần áo, để giữ lời với Lô An Cương. Hắn cởi bỏ toàn bộ súng và vũ khí ra rồi cởi áo, toàn bộ áo quần ấm hắn cũng cởi ra, bây giờ hắn chỉ ăn bận áo quần bình thường. May mắn là trời không lạnh lắm, nếu không thì thật thảm. Đương nhiên Diệp Phàm tự tin như vậy thì chắc chắn là do hắn tự tin vào năng lực của mình. Trần Bố Hòa và Phó Bí Thư Trương không biết, tất nhiên là bị chấn động, ngay cả đồng chí đại tá Cung Từ Quân khu tỉnh xuống cũng ra vẻ khâm phục.
hiển nhiên là họ bị thuyết phục bởi hành động anh hùng vĩ đại không sợ chết của đồng chí Diệp Phàm, trong lòng họ đã sớm bái phục. Thật ra đồng chí Diệp Phàm đã nghĩ tới biện pháp công kích và trốn tránh cả rồi. Hơn nữa, hắn cũng phỏng đoán một chút về tâm tư của Lô An Cương. Nếu Lô An Cương có thái độ không đến nỗi tệ lắm với hắn mà hai người còn có thể nói chuyện được thì hẳn là y không thể mạo muội xuống tay được. Đương nhiên đồng chí Diệp Phàm cũng có chút mạo hiểm, Lô An Cương đang điên cuồng như vậy thì không có gì là không dám làm. Tuy nhiên Diệp Phàm cũng đã cân nhắc, cảm thấy khả năng mình bị giết là không lớn. Mặc dù là ở trong tình huống này, chỉ cần Lô An Cương không xuống tay trước, chính hắn có phi đao trong người thì hẳn là còn vớt phát được. Hơn nữa, lần này nếu có thể không chết thì hành động hết sức anh hùng của hắn từ nay về sau sẽ giúp hắn có được một trang công trạng rạng rỡ trong lý lịch. Cho nên đồng chí Diệp Phàm hết sức bình tĩnh xử lý tình hình. 3 phút sau, Diệp Phàm đi tới cửa phòng khách. Đứng lại. Từ bên trong vang lên giọng nói lạnh như băng của Lô An Cương. Tôi vào trong bộ dạng này thì anh sợ gì chứ? Trong tay anh có súng, nắm đấm của tôi có thể nhanh hơn đạn của anh sao? Lô An Cương, sao anh không nghĩ tới chuyện đó chứ? Ha ha! Diệp Phàm không ngờ thể hiện vẻ khinh miệt lên gương mặt. Đừng có giở trò trước mặt tôi. Đừng cho là Lô An Cương tôi ngu ngốc, anh có năng lực đặc biệt. Chuyện này tôi biết, bằng không, ngày đó Thanh Lang đã không khốn khổ đến cực điểm như vậy. Chói hai tay lại rồi hãy vào, nếu không tôi lập tức giết chết Quản Phi và Tào Dục. Đúng rồi, bên cạnh còn có hai cô gái xinh tươi này, anh muốn biến họ thành xác chết thì ra tay đi, tất cả họ đều muốn trở thành người cùng xuống mổ với anh. Không tồi đúng không, có con gái đẹp làm bạn, hai người hầu hạ hai bên, ha ha. Cùng với giọng nói của Lô An Cương là tiếng loảng xoảng của chiếc xích chân và cái còng tay. Diệp Phàm do dự một lúc, vẫn quyết định chụp lấy. Chuyện này đương nhiên không thể là biểu hiện rất quyết đoán được, có vẻ như là không hề sợ hãi, cho nên phải làm sao hợp với tâm trạng người bình thường mới được. Vì vậy, hắn giả vờ do dự một lát, cho Lô An Cương xem rồi mới đi vào. Hắn phát hiện ra phòng khách bị sập một nửa, phần còn lại vẫn khá rộng rãi. Lô An Cương đang ngồi trên một chiếc ghế bị chặt đứt lưng ghế, chiếc ghế dựa vào một phần của chiếc bàn. Bên cạnh phía dưới chân y là hai cô gái, đứng trước mặt y là Tào Dục, người này lúc này mặt trắng bệch như tờ giấy. Tuy nhiên, khuôn mặt gã nhún xuống như cái đầu heo ngâm lâu trong nước, máu mũi dính ở bên má y còn không thèm lau, cả thân hình y đang run như cầy sấy. Nhưng Lô An Cương đang chĩa súng vào sau lưng y nên y cũng không dám động đậy gì, chỉ có chân tay run lẩy bẩy. Về phần Quản Phi, trên người có nhiều vết máu. Gã đang nằm cuộn mình ngơ ngác như con rắn bị rút hết gân, giờ phút này thần phách như bay lên mây, mưu trí đi đâu hết cả. Thằng nhãi này há miệng mấy cái, máu từ trong miệng gã chảy ra. Hơn nữa, dường như máu từ trong miệng chảy ra là máu tươi, liệu có phải gã đang bị thương hay không, Diệp Phàm có chút nghi ngờ điều đó. Lô An Cương, trước tiên để băng bó cho Quản Phi cái đã, nếu anh ta chết thì thật phiền toái. Diệp Phàm nhíu nhíu mày, thương lượng. Băng bó cái chó gì chứ, loại cặn bã đó, chết sớm đi càng tốt, trừ họa cho xã hội. Lô An Cương quay sang Quản Phí nhổ nước bọt, một cục đờm lập tức dính lên mặt Quản Phi. Gã cảm thấy còn chưa hết giận. Gã lại tiếp tục tát mấy cái lên mặt Quản Phi, lập tức Quản Phi kêu lên khàn khàn, khuôn mặt nhăn nhó, khuôn mặt anh Tuấn lập tức biến thành sợ hãi, nhìn rất thảm. Ngay cả Diệp Phàm nhìn thấy cũng muốn nôn mửa. Tào Dục ở bên cạnh Diệp Phàm lập tức sợ run lên tè cả da quần không cách gì chống lại được. Cái đồ chó mày khá lắm, cho mày giống Quản Phi luôn, thành thái giám đại nội, đồ chó Nhật. Lô An Cương duỗi chân đá cho Tào Dục một cái, súng y đang cầm trong tay chạm vào mông Quản Phi. Dường như nòng súng đâm trúng Quản Phi khiến Quản Phi sợ run, khép chân lại, sợ không chừng Lô An Cương cho mình một phát súng thì nguy. Vừa rồi Lô An Cương dùng con dao nhíp thiến Quản Phi chỉ bằng một tay. Thủ pháp này tuyệt đối không thua gì các chuyên gia bệnh viện. Lúc này, cậu nhỏ của Quản Phi nhuyễn như bún, hơn nửa, phần phía trước còn bị Lô An Cương dùng châm dẫm tơi bời rồi. Quản Phi đời này đừng nghĩ có thể làm người được nữa. Tuy nhiên thủ pháp của Lô An Cương thật kỳ lạ, Quản Phi cũng không chảy máu nhiều. Hơn nữa, Lô An Cương hình như có chuẩn bị sẵn, lập tức lấy băng gạc băng bó cho Quản Phi. Nếu không thì chắc chắn Quản Phi đã chảy máu nhiều đến chết chứ dễ gì mà có thể nằm cuộn lại đau đớn trên mặt đất như vậy. Diệp Phàm vừa thấy như vậy tất nhiên là cũng cảm thấp xót thương.
hắn liếc mắt một cái, trong lòng thầm thở dài. Quản phi, anh chung đụng với quá nhiều phụ nữ đàng hoàng, có lẽ đây cũng là báo ứng. Nghe nói anh đam mê sắc dục, có lẽ đây là cái giá phải trả, anh phải cầu nhiều phúc vào. Không thể tưởng tượng được Lô An Cương có mối thù sâu đậm với quản phi như thế, rốt cục sao lại thế này, thật là không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, quản phi cũng thật là mạnh đó chứ, không phải là hàng giả mà hoạt động hết công suất như vậy. Lô An Cương, chuyện gì cũng phải từ từ, cần gì phải đụng tới súng ống. Nói đi, vì sao anh phải thảm sát tới 10 mạng người vô tội, khả năng còn không dừng lại ở con số 10 người, cha của Chu Bá Lâm là Thanh Lang huyện Vân Lĩnh cũng do anh giết phải không? Diệp Phàm hừ một tiếng nói. Ha ha, muốn biết vì sao ư? Đơn giản thôi, anh phải đáp ứng một điều kiện cho tôi. Lô An Cương đột nhiên cười gượng một tiếng. Điều kiện gì? Diệp Phàm hỏi. Nhìn cái gì, nằm xuống đây cho ông. Lô An Cương đá mấy phát vào Tào Dục, y trở nên hôn mê bất tỉnh. Về phần quản phi, đương nhiên là Lô An Cương cũng không tha, gã cũng đá y mấy phát. Quản phi cũng trở nên hôn mê bất tỉnh. Có bản lĩnh đấy. Diệp Phàm khen. Không được tốt lắm, không mạnh bằng thủ hạ của anh lợi hại hơn tôi nhiều lắm. Hắn phỏng chừng chắc có thân thủ ngũ đẳng, tôi chỉ là tam đẳng. Đối phó với loại người như quản phi, Tào Dục thì còn được chứ với Thanh Lang thì không được. Lô An Cương có chút cảm thán, y lắc lắc đầu. Nói đi, anh nói điều kiện của anh đi. Diệp Phàm hỏi. Nhà họ Quản có mối thâm thù với nhà họ Lô chúng tôi, cha tôi bị Quản Nhất Minh hãm hại mà chết, nguyên do là ông ấy hồi sống trong nhà tù bị Quản Nhất Minh sai người tra tấn đến chết. Tôi đã điều tra biết được cha tôi bị đánh gãy hai chân, kết quả là bọn họ vẫn không buông tha cho ông ấy, cuối cùng thế nào chứ, không ngờ rằng bọn này là một lũ chó Nhật. Không ngờ lại tra tấn nhúng cha tôi trong nước đến chết ngạt. Đồ loại chó lai, không phải là người. Cho nên, Lô An Cương tôi không muốn trực tiếp giết chết Quản Nhất Minh. Tôi muốn khiến cho hắn phải sống trong thống khổ, cả đời phải nhớ tới chuyện đó. Lô An Cương không rông dài mà nói thẳng. Y liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái rồi nói. Càng tra tấn lão đau đớn tôi càng khoái. Rốt cục anh nghĩ gì vậy? Tuy nhiên, chuyện Quản Nhất Minh làm thì có liên quan gì đến Quản Phi chứ? Quản Phi chỉ là cháu lão ta thôi. Anh làm như vậy có phải là hại chết người vô tội không chứ? Diệp Phàm lạnh lùng hừ một tiếng. Cháu ư, ha ha. Lô An Cương đột nhiên điên cuồng ngửa mặt lên trời cười phá lên, một lúc lâu sau mới ngừng lại được, y nói tiếp. Mọi người chỉ biết Quản Phi là cháu của Quản Nhất Minh, mà thằng chó lai Quản Nhất Minh lại không có con trai mà chỉ có hai người con gái. Cho nên lão ta hết sức yêu thương Quản Phi, thật ra chỉ có Lô An Cương tôi biết được. Quản Phi thật ra chính là con của Quản Nhất Minh. Còn chuyện tại sao thì anh có thể đi hỏi Quản Nhất Minh, hoặc là hỏi mẹ của Quản Phi, cũng chính là em dâu của Quản Nhất Minh, tại sao lại có chuyện như vậy? Chương 1268, đã chết. Sao lại có chuyện đó, Quản Nhất Minh đường đường là phó bí thư tỉnh ủy, sao lại thông dâm với em dâu kia chứ? Vẻ mặt Diệp Phàm có vẻ không tin, hắn liền thăm dò. Thật ra trong lòng hắn cũng khá ngạc nhiên. Mẹ nó chứ, sao lại quá đáng như vậy? Đúng lúc này bên ngoài có tiếng động khẽ, mặt Lô An Cương tối lại, y quát. Diệp Phàm, lập tức bảo bọn chúng cút ngay, không được đứng gần trong vòng 100 mét. Nếu không đừng trách tôi lòng lang dạ sói, ngay cả cảnh sát hình sự cũng dám bắn chết. Có thấy không, đây là cái điều khiển từ xa, chỉ cần tôi nhấn nút một cái, trong bán kính một dặm sẽ tan tành cả. Không cần nghi ngờ khả năng của Lô An Cương này. Đã tức giận thì tư lệnh phân khu đối với tôi chả là cái thá gì cả. Không cần nói nữa, ngay cả bom tấn tôi cũng có thể sử dụng đến chứ nói gì cái đồ chó này. Còn về chuyện trang bị, các anh sẽ không nghi ngờ năng lực của một tư lệnh xuất thân công binh như Lô An Cương này chứ. Toàn bộ rời khỏi đây cách xa một cây số, đây là mệnh lệnh, bên trong có gài sẵn mìn, người nào vi phạm lập tức giết chết. Nếu không tất cả mọi người cùng chết. Diệp Phàm vào tới bên cửa. Cầm lấy micro chĩa về bốn phía, nói. Có mấy tiếng di chuyển nhẹ nhàng, mười mấy đội viên cảnh sát hình sự rút lui hơn cách hơn một cây số. Diệp Phàm dùng đôi mắt chim ưng quan sát thì phát hiện thực sự không còn có động tĩnh gì. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Lô An Cương lạnh lùng hừ lên một tiếng. Anh muốn điều kiện gì có thể đề xuất đi. Diệp Phàm nói,
nhìn cái điều khiển từ xa trong tay Lô An Cương. Hơn nữa, anh có cái này trong tay thì có gì phải lo lắng chứ? Giúp tôi đưa quản Nhất Minh vào nhà lao. Tôi muốn lão phải ở trong nhà lao cả đời, hối hận đau khổ cả đời, lương tâm bị cắn rứt, cả đời bất an, cả đời. Lô An Cương hừ nói. Đưa ông ta vào đại lao ư, Lô An Cương, anh không cho tôi là thiên thần giáng thế không có gì là không làm được đấy chứ. Người ta là phó bí thư tỉnh ủy, không phải là bí thư chi bộ của một thôn, anh muốn đưa lão vào đại lao thì phải có chứng cứ xác đáng, nếu không, tôi dựa vào cái gì mà bắt lão vào đại lao được. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Ha ha, chỉ cần anh chịu điều tra cũng không có vấn đề gì. Anh có thân phận phó trưởng ban quân vụ bộ tổng tham mưu, chắc cũng không sợ gì quản Nhất Minh. Mấu chốt là ở chỗ anh có tận tâm không? Không phải anh vẫn quảng cáo dùm beng là mình luôn vì nước vì dân sao? Không ngờ Lô An Cương mỉm cười. Ý anh nói là anh cũng không có chứng cứ ư? Diệp Phàm nhíu mày. Có chứng cứ thì tôi đã sớm đưa lão ta vào đại lao rồi, cần gì phiền tới anh? Lô An Cương hừ nói. Thảm án 88 là do tay anh bày ra phải không? Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy, là tôi làm, bao gồm cả ba người Thanh Lang, Ôn Hòa, Nhất Phàm, đều do tôi làm cả. Xin hãy suy ngẫm lại vì sao tôi làm như vậy. Lô An Cương vừa mới nói đến đây thì Diệp Phàm đột nhiên hét lớn. Lô An Cương, mày hại người vô tội, có phải là người nữa hay không, bắt. Tiếng nói đó vừa vang lên thì toàn lực trong người hắn phát ra. Lô An Cương giật mình một chút, đang muốn hồi hoãn thì con dao trong tay Diệp Phàm vung lên, bịch một tiếng, chiếc điều khiển từ xa rơi xuống. Lô An Cương phản ứng lại, y duỗi chân đá, tuy nhiên đã bị chậm mất. Diệp Phàm đá Lô An Cương một phát khiến y ngã xuống đất cách hơn 3 mét. Dầm một tiếng, Lô An Cương cũng rất kiên quyết, tay cầm súng của y giơ lên, y không nhằm hướng Diệp Phàm mà chĩa vào Tào Dục, thằng nhãi này tỉnh lại kêu thét lên một tiếng, lập tức mông gã dính đầy máu. Chuyện này không thành vấn đề, đó không phải là chuyện mà bây giờ Diệp Phàm quan tâm. Ánh dao lóe lên một cái, Lô An Cương khó tin được rằng súng lục trên tay y bị rơi xuống, cổ tay y đầy máu. Tuy nhiên vào lúc súng lục trên tay Lô An Cương rơi xuống thì viên đạn sượt qua cánh tay Diệp Phàm, lập tức tay hắn chảy máu. Diệp Phàm một tay đau, cố gắng ra đòn, Lô An Cương lập tức bị khống chế, không mơ tưởng gì đến chuyện nhúc nhích được. Vào đi! Diệp Phàm quay ra ngoài hét to một tiếng. Trần Bố Hòa rất anh dũng, dẫn đầu nhóm cảnh sát hình sự tiến vào, lập tức ra tay bắt tội phạm. Lập tức thẩm vấn ngay tại chỗ. Trần Bố Hòa hừ một tiếng, nói. Diệp Phàm ngồi trên mặt cỏ, hai quân y chạy tới băng bó cho hắn. Lô An Cương bị Trần Bố Hòa và Phó Bí Thư Trương gọi người đưa tới một tòa nhà khác. Đi ngang qua Diệp Phàm, thằng nhãi này liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái rồi nói. Lô An Cương tôi đời này bất hạnh lớn nhất là gặp anh, tuy nhiên, đời này hạnh phúc nhất cũng là gặp được anh. Ha ha, nói cho anh một bí mật nữa. Nói xong y trừng mắt liếc nhìn xung quanh một cái rồi nói. Tôi có một bí mật muốn báo cáo với Bí Thư Diệp, các người cho tôi lại gần anh ta. Đưa hắn lại đây. Diệp Phàm ra lệnh. Lô An Cương bị người giám sát xoay tới trước mặt Diệp Phàm, y ghé tai Diệp Phàm nói. Phía dưới của quản phi có đặt ngòi nổ, anh cứ tự mình tìm đi. Anh nếu tự xưng là vì nghĩa, vì nước, vì dân, Lô An Cương tôi cũng là công dân đất nước Trung Hoa này, chuyện của cha tôi phải dựa vào anh. Anh có nghĩa vụ phải rửa sạch oan khuất, trả lại sự trong sạch cho nhà họ Lô tôi. Ở xung quanh chỗ ở của tôi có bí mật, tôi không nói cho anh biết, tự anh đi tìm đi, ha ha. Lô An Cương bước đi với vẻ mặt tươi cười, có vẻ rất quật cường không hề có chút khiếp đảm. Anh cũng ra đi bình yên. Diệp Phàm gật đầu, nhìn theo bóng dáng Lô An Cương, miệng lẩm bẩm. An Cương, thật tiếc là anh đã dùng sự thông minh của mình sai chỗ rồi. Ôi! Viên quân y đang khâu vết thương cho Diệp Phàm thì đột nhiên có một viên cảnh sát hình sự chạy bổ tới, đứng nghiêm chào rồi nói. Báo cáo Bí Thư Diệp, Lô An Cương đã tự sát. Tự sát ư, các cậu sao bất tài vậy, nhiều người như vậy sao có thể để cho hắn tự sát được chứ? Thật là ngu ngốc. Diệp Phàm giận dữ, đẩy viên cảnh sát hình sự sang một bên, nhằm phía tòa biệt thự chạy tới. Hắn vọt vào trong phòng khách thì thấy Lô An Cương đang bị trói trên ghế, không ngờ khuôn mặt đang hiện lên một nụ cười quỷ dị, khóe miệng y có chút máu, nước dãi xen lẫn máu chảy ra di dỉ, đầu y buông thõng xuống.
hình như y đang quay sang cười với Diệp Phàm. Lô An Cương mặc dù đã chết nhưng cũng chết rất hiên ngang. Diệp Phàm có cảm giác mình bị y cho vào bẫy. Nếu không điều tra được vụ cha của Lô An Cương thì lương tâm hắn khó mà bình an được. Chuyện này có lẽ trước khi chết Lô An Cương cũng đã nghĩ đến. Diệp Phàm không ngờ trước khi chết y đã tung ra một quân cờ công kích. Người này tâm cơ sâu khiến cho Diệp Phàm cảm thấy thật khổ não trong lòng. Sao lại thế chứ? Diệp Phàm tức giận, quay sang hỏi Lôi Ngư và Trần Bố Hòa và Cung Thanh Dân ở quân khu tỉnh. Hắn tự sát, rất xin lỗi bí thư Diệp, chúng tôi phát hiện quá muộn. Hắn đã nuốt độc từ sớm, tính đúng thời gian thì phát tác. Chúng tôi chỉ hỏi hắn có phải thảm án 88 là do hắn làm không, hắn cũng thừa nhận là do tay hắn bày ra. Mới nói có vài câu, nói là ba người Thanh Lang, Ôn Hòa, Nhất Phàm đều do hắn hãm hại. Bọn họ không giết người đâu, một lúc sau thì chất độc phát tác, chúng tôi không cứu được nữa, ôi! Vẻ mặt Trần Bố Hòa khó mà chịu nổi, gã tức giận đá một phát, tiếng rầm vang lên, chiếc ghế bên cạnh bay lên tận trên tường. Bắt đầu tiến hành thẩm vấn, chúng tôi đã kiểm tra ngay cả hàm răng của hắn, chính vì sợ hắn tự sát. Không thể ngờ là hắn đã nuốt vào rồi, hơn nữa phỏng chừng loại thuốc độc này chắc là phát tác nhanh. Phó Bí Thư cũng thể hiện vẻ mặt đáng tiếc, thở dài nói. Mang lên sở kiểm nghiệm. Diệp Phàm lạnh lùng nói, ngẩn ngơ nhìn người vào khiêng thi thể Lô An Cương đi. Trong lòng hắn không hề có chút sung sướng vì phá được án tử mà ngược lại càng cảm thấy nặng nề hơn. Bí thư Diệp, trên đời này có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ. Có lẽ chuyện này đối với Lô An Cương cũng như một sự giải thoát. Không tự sát cũng không thoát được chế tài pháp luật, so với việc phải lên đoạn đầu đài thì không bằng tự mình kết thúc. Tuy nhiên, trước khi chết, hắn có nói một câu, hy vọng chúng ta cứu kịp những người còn lại trong nhà. Trần Bố Hòa thở dài. Cũng phải điều tra xem, không có việc gì thì thôi, bây giờ lại không muốn trừng phạt gia tộc kia. Người này thật ra thân thể rất cường tráng, ôi! Phó Bí Thư Trương mặt tối sầm lại, hừ một tiếng rồi nói. Điều tra cũng có thể được, tuy nhiên, cứ âm thầm điều tra chứ đừng nên gây nên động tĩnh lớn, gây khó xử cho người nhà họ Lô. Bọn họ cũng không phải sai lầm, nếu để chuyện chết vì tai nạn xảy ra ở ngư đồng này cho người nhà họ Lô biết thì phỏng chừng nhà họ Lô khó có thể an bình được, ôi! Diệp Phàm khoát tay áo, mặt đăm chiêu rồi bước ra ngoài. Mọi người lập tức tổ chức khám xét biệt thự của quản phi. Đặc biệt là ở phía dưới có khả năng có bí mật. Còn nữa, Lô An Cương có khả năng cài mìn sẵn, bảo chuyên gia đến xử lý đi. Diệp Phàm ra lệnh. Mọi người tổ chức thi hành mệnh lệnh. Vì bên trong có chôn mìn nên việc kiểm tra được tiến hành hết sức thong thả. Hơn nữa, để rửa sạch được chất thải công nghiệp trong căn phòng bị nổ thì mất nửa ngày cũng chưa xong. 9 giờ sáng ngày hôm sau, Diệp Phàm vừa mới trở lại ngư đồng, hắn vội vàng tắm rửa rồi chuẩn bị đến thẳng văn phòng. Vừa mới xuống lầu hắn liền thấy một chiếc xe tải thương vụ đứng ở dưới lầu. Diệp Phàm cũng không để ý, hắn đi về phía xe mình. Tự nhiên từ phía sau vang lên một giọng nói ngọt ngào. Tôi chờ anh một ngày một đêm rồi. Hóa ra là cô, có chuyện gì không? Diệp Phàm xoay người lại thì thấy đó phải chăng là cô gái nhà họ Phí vốn đã từng tỉ thí tiếng đàn với hắn, tên là Điệp Vũ thì phải. Hôm nay cô diện bộ váy liền áo trắng muốt, chỉ có điều phần váy bên dưới có hình con bướm như đang bay lên, khiến cho cô có vẻ như đoan trang thùy mị hơn khiến người ta vô cùng thèm muốn. Trong xe còn có một người đàn ông với ánh mắt sắc bén đang ngồi. Diệp Phàm nhìn mấy lần thì phát hiện ra đó chính là đồng chí đã đến báo tin cho mình, phỏng chừng đó là vệ sĩ. Tôi tên là Phí Điệp Vũ, có một số việc muốn hỏi anh một chút. Liệu tôi có thể vào nhà anh ngồi một lát không? Phí Điệp Vũ hỏi. Bây giờ tôi không rảnh, có nhiều chuyện đang chờ tôi xử lý, tôi đi vắng đã mấy ngày rồi. Diệp Phàm nhíu nhíu mày, nói. Tôi chỉ xin anh cho tôi thời gian 30 phút thôi, ngay cả 30 phút cũng không được sao. Phí Điệp Vũ nói với vẻ hơi oán trách, nhìn Diệp Phàm hừ một tiếng. Thực sự tôi không rảnh, thảm án 88 ở ngư đồng cô chắc cô cũng đã nghe nói tới. Tôi nào có thời gian nói chuyện phiếm với cô, rất xin lỗi, để vài ngày nữa nhé. Diệp Phàm không muốn để ý gì đến cô gái nữa, hắn bước nhanh về phía xe mình. Hừ, từ trong xe thương vụ. Hai người thanh niên bước ra chặn trước mặt Diệp Phàm, họ bắt chéo tay trước bụng, lạnh lùng chăm chú nhìn Diệp Phàm với tư thế không nể nang gì hắn.
Phí Bát Độ, sự nhẫn nại của tôi là có hạn, đừng có chọc tức tôi. Diệp Phàm hừ một tiếng, liếc mắt nhìn Phí Bát Độ nói. Hừ, tôi cũng muốn nói tương tự như vậy với anh, tôi là Phí Nhất Độ của nhà họ Phí. Nếu không vì chị Điệp Vũ chiếu cố đến anh thì tôi đã sớm đánh cho anh gãy hết răng rồi. Phí Nhất Độ ngày đó không có mặt, chưa hề thấy Diệp Phàm, y là một trong những cao thủ người nhà họ Phí, tuổi chỉ hơn 30 một chút, nghe nói có thân thủ lục đẳng, cùng thời kỳ với Thiết Chiêm Hùng. Nhất Độ, anh, đừng! Phí Điệp Vũ la lên, cô vừa mới hé miệng thì thấy một tiếng thình thịch, bên cạnh nghe tiếng răng rắc như có gì bị chặt đứt. Chương 1269, Vĩnh Lạc ban tặng. Cô khẩn trương chạy vội lại thì phát hiện Phí Nhất Độ đã bị ngã xuống, người lăn thành một vòng, bộ dáng rất chật vật, quần áo hàng hiệu gã đang mang trên người bị bê bết hết, tóc rồi bù như tổ chim. Phi! Diệp Phàm hét lên một tiếng, nhằm thẳng mông Nhất Độ đá tới, miệng mắng. Đồ chó chết, thân thủ như cậu mà cũng dám kêu gào đánh gãy răng tôi rơi đầy đất ư, hôm nay vừa lúc tôi đây đang hăng máu, rút mấy cái răng của cậu chơi cho vui. Diệp Phàm cười khẩy, đá Phí Nhất Độ một cái nữa rồi bước đi. Dừng tay lại. Phí Điệp Vũ điên cuồng đánh Diệp Phàm, ôm hắn lại không cho hắn ra tay. Còn Phí Bát Độ đã sớm chạy ra đỡ Phí Nhất Độ dậy. Buông ra. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Tôi cầu xin anh. Phí Điệp Vũ từng nghe ông mình đoán là Diệp Phàm có khả năng có thân thủ thất đẳng. Phí Nhất Độ vừa rồi quá kiêu ngạo, trên xe hồi nãy cô cũng đã dặn dò gã không cần ra tay với Diệp Phàm. Không ngờ y lại quá kiêu ngạo, có lẽ là bị Diệp Phàm ra chiêu độc, thật không thể tin nổi Diệp Phàm có năng lực như vậy. Không thể ngờ Diệp Phàm mới ra một chiêu mà kết quả lại như thế. Đến đây mà ăn món lòng này chó Nhật. Phí Nhất Độ gạt tay Phí Bát Độ ra. Gã cho rằng vừa rồi mình khinh địch nên bị Diệp Phàm đánh lén. Cho nên gã tất nhiên phải lấy lại mặt mũi. Gã bèn hướng về phía Diệp Phàm với tư thế chống trả. Anh Nhất Độ, anh ta là đồ đệ của ông nội em. Phí Điệp Vũ khẩn trương la lớn, Phí Nhất Độ nghe vậy, chân kia lập tức đá từ trên không trung xuống. Là đồ đệ của ông nội ai chứ, mẹ kiếp. Diệp Phàm trả lời với vẻ khinh bỉ, tuy nhiên, hắn cũng không đẩy Phí Điệp Vũ ra nữa. Ông nội của em là Phí Thanh Sơn, anh dám nói không phải ư, nếu không, sao anh ấy lại có vòng cổ nhà em chứ? Phí Điệp Vũ sợ Diệp Phàm không tin liền lập tức nói to. Hơn nữa, cô còn tháo vòng cổ xuống đưa tới trước mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm vừa rồi thật ra cũng chỉ giả vờ, hắn làm ra vẻ cầm lấy chiếc vòng cổ lên xem xét. Hắn phát hiện ra cái này của Phí Thanh Sơn giống như của mình, chỉ có điều trên vòng cổ của hắn có khắc hình phượng ưng. Còn của Phí Điệp Vũ khắc hình hoàng ưng. Yến Hồng là gì của cô? Diệp Phàm hỏi, giọng hắn dịu đi nhiều. Yến Hồng là tên anh có thể gọi tên tùy tiện như vậy sao? Phí Nhất Độ và Phí Bát Độ đồng thanh hét lên. Yến Hồng là bà của tôi, bà ấy là vợ của ông nội Thanh Sơn. Phí Điệp Vũ đỏ mặt, nhanh chóng giải thích. Ừ, xem ra các người thật sự có quan hệ thân thích với bác Phí. Diệp Phàm gật đầu, nhìn lại rồi nói. Việc này tối nói sau, tôi bây giờ phải đi có việc. Đúng lúc này, Phó Cục trưởng Lỗ Đông Phong lái xe đến. Từ xa, y thò đầu ra khỏi cửa kính xe, hét to. Bí thư Diệp, Phó Bí thư quản ở tỉnh đến đây, nói muốn gặp anh. Quản Nhất Minh ư, ông ta gặp tôi làm gì? Diệp Phàm hừ, nói. Kẻ đến gặp thì không lương thiện. Bí thư Diệp à, anh phải chuẩn bị trước đi, ông ta có vẻ rất tức giận đó, thái độ rất hung hăng. Nhìn mặt đen xì lại như thiên lôi vậy, có vẻ như hét ra sấm. Bây giờ ông ta đang ngồi trong phòng hội nghị ở Cục Công an thành phố. Bí thư Hà đang ngồi cùng ông ta, tôi cũng lén chạy ra ngoài báo cho anh trước. Lỗ Đông Phong nói với vẻ lo lắng. Ừ, Diệp Phàm lạnh lùng nói, hắn nhìn Phí Điệp Vũ rồi leo lên xe đi cùng Lỗ Đông Phong. Quản Nhất Minh là ai vậy? Phí Điệp Vũ xoay sang hỏi Phí Bát Độ bên cạnh. Đêm qua tôi hỏi lão quản gia. Ông ấy nói đã điều tra tài liệu. Quản Nhất Minh là phó bí thư chuyện trách quản lý đảng và quần chúng tỉnh Việt Đông. Ở mảnh đất Việt Đông này thì ngoại trừ bí thư Triệu Sương Sơn, chủ tịch tỉnh Uông Chính Tiền thì người thứ ba trong nội bộ đảng là Quản Nhất Minh. Người này xuất thân từ cán bộ bản địa tỉnh Việt Đông, ở thủ đô ai ủng hộ ông ta thì không rõ. Ngày hôm qua nghe nói Sơn Trang cháu ông ta ở Đông Pha bị nổ. Sau đó nghe nói cháu ông ta bị tư lệnh phân khu thành phố Ngư Đồng là Lô An Cương biến thành người tàn phế,
không thể phục hồi được. Cuối cùng nghe nói là được vị bí thư Diệp này cứu thoát. Tuy nhiên hôm nay quản nhất minh đến đây, phỏng chừng là khởi binh vấn tội. Bí thư Diệp chắc gặp chuyện phiền toái rồi. Phí Bát Độ thở dài, từ khi biết Diệp Phàm có thể là đồ đệ của Phí Thanh Sơn thì thái độ của gã đối với Diệp Phàm thay đổi hẳn. Vô hình chung gã đã xem Diệp Phàm như người nhà họ Phí. Phải biết rằng Phí Thanh Sơn tuy đã mấy chục năm không quay trở về nhà họ Phí nhưng ở Trung Hoa vẫn hết sức coi trọng ông ta. Trong nhà họ Phí thì ngoại trừ lão thái gia Phí Trường Thiên, về phương diện võ công ở nhà họ Phí, Phí Thanh Sơn đích thực là người cầm lái. Trong chốn quan trường thì đương nhiên là phó bí thứ nhất đương nhiệm ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương Phí Nhất Hoàn, em ruột của Phí Thanh Sơn. Chỉ có điều hơn kém Phí Thanh Sơn khoảng mười mấy tuổi. Trong mắt người nhà họ Phí thì đời thứ nhất còn lại ông lão Phí Trường Thiên này. Thế hệ thứ hai, Phí Thanh Sơn là anh cả, Phí Nhất Hoàn là anh hai, sau đó còn có ba người con gái, cùng thế hệ với Phí Thanh Sơn có năm anh chị em. Đời thứ ba chính là thế hệ Phí Nhất Độ, Phí Nhất Độ là người con thứ hai của Phí Nhất Hoàn, người anh cả không có con. Đời thứ tư là thế hệ của Phí Điệp Vũ, trên thực tế thì Phí Điệp Vũ phải gọi Phí Bát Độ là chú. Chỉ có điều Phí Điệp Vũ rất được cưng chiều, thế nên hay gọi Phí Bát Độ là anh Bát Độ. Mà Phí Bát Độ cũng không hề so đo, bắt bẻ gì cháu mình chuyện này. Chuốc lấy phiền phức rồi, anh ta rất có dũng khí. Phí Nhất Độ không ngờ nói như vậy về Diệp Phàm. Phải biết rằng Phí Nhất Độ là công tử thứ hai của Phí Nhất Hoàn, phó bí thư thứ nhất Ủy ban Kỷ luật Trung ương, đương nhiên là rất kiêu ngạo. Vừa rồi gã bị Diệp Phàm đánh như vậy. Tất nhiên trong lòng thằng nhãi này không phục. Tuy nhiên, bây giờ gã cũng có biết chút ít về Diệp Phàm. Dù sao, nếu Diệp Phàm thật sự là đồ đệ của bác Phí Thanh Sơn thì cũng là người một nhà cả. Hơn nữa vừa rồi nghe Điệp Vũ nói rằng lão thái gia cho rằng hắn có thất đẳng. Huống chi Diệp Phàm lại đánh gã đến mức như thế này, Phí Nhất Độ cảm thấy khâm phục trong lòng, Diệp Phàm mà gia nhập nhà họ Phí thì thực lực của nhà họ Phí sẽ được tăng lên rất nhiều. Vừa rồi có chút kỳ lạ. Diệp Phàm hình như gọi bác Thanh Sơn là bác. Sao lại như vậy nhỉ, đó không phải là đồ đề của bác Thanh Sơn sao? Phí Bát Độ lúc này sực nhớ ra liền hỏi. Kể cũng có chút khéo léo, đáng lẽ phải gọi là sư phụ mới đúng chứ nhỉ? Phí Bát Độ lắc cằm có vẻ khó hiểu. Chẳng lẽ anh ấy là... Phí Điệp Vũ đột nhiên nhớ tới chuyện gì, vẻ mặt cô rất ngạc nhiên, hơi có vẻ phẫn nộ, tất nhiên là cô hiểu sai. Bởi vì đột nhiên cô nghĩ tới nhà thứ ba của họ Phí là Phí Phương Thành, Phí Nhất Hoàn nhà họ Phí ở ngay dưới mắt, không có khả năng thay đổi số phận. Mà Phí Mãn Thiên, nhà thứ tư của họ Phí, cũng là chủ tịch tỉnh Nam Phúc, cũng không có khả năng làm sư phụ người khác. Nhà thứ năm là cô Phí Hương Dục là phụ nữ thì càng không thể. Chỉ có Phí Thanh Sơn và tam đệ Phí Phương Thành đã lâu không gặp. Theo như Phí Điệp Vũ biết về Diệp Phàm thì đó như là đứa con bên ngoài của Phí Phương Thành. Phí Phương Thành và Tô Gia Lưu nhà họ Tô ở thủ đô có tình cảm với nhau đã từng là một giai thoại, chỉ có điều là không hề nghe kể gì về kết cục. Kết quả là hai nhà bất hòa, còn Phí Phương Thành và Tô Lưu Phương từ đó về sau không có tin tức gì. Tất nhiên, Phí Điệp Vũ cho rằng Diệp Phàm là con của nhị gia Phí Phương Thành. Thế nên hắn có gọi ông nội Phí Thanh Sơn là bác thì cũng là bình thường. Không có khả năng đó đâu, có lẽ là con nuôi của bác Thanh Sơn thôi, em đúng thật là. Điệp Vũ, em nhìn xem, nếu cái vòng cổ của em và của Diệp Phàm là một đôi, bác Thanh Sơn lại đưa vòng cổ của mình cho con nuôi Diệp Phàm cũng là chuyện thường tình. Cho nên Diệp Phàm gọi bác Thanh Sơn là bác chứ không phải là sư phụ, phỏng chừng chúng ta với anh ta còn chưa thân quen nên gọi là con nuôi thì ngượng miệng. Phí Bát Độ nhanh chóng dùng đầu óc phân tích tình hình. Ừ, Bát Độ nói có lý đấy. Phong tục đất nước ta như vậy, có địa phương con nuôi gọi cha nuôi là bác đấy. Phí Nhất Độ cũng gật đầu, đột nhiên, ánh mắt y đảo qua khuôn mặt Phí Điệp Vũ liền thấy khuôn mặt cô đang ửng hồng. Y hơi ngạc nhiên liền hỏi. Điệp Vũ, em sao lại đỏ mặt thế? Chẳng qua là bác nhận con nuôi thôi mà. Ha ha, anh Nhất Độ à, không phải là anh quá quê mùa đấy chứ, bình thường thì anh lợi hại là vậy, hôm nay sao lại ngốc nghếch như vậy? Phí Bát Độ đột nhiên cười phá lên, gã mở ám liếc mắt nhìn Phí Điệp Vũ một cái. Sao? Sao, rõ rồi, hóa ra là có chuyện như vậy, mình thì đang hỏi tại sao lại như vậy, bác muốn đưa vòng cổ cho Diệp Phàm, thì ra là thế, ha ha. Tốt tốt, đưa rồi thì tốt lắm. Phí Nhất Độ cố ý đưa giọng, hơn nữa,
gã không hề bỏ sót sự mờ ám trong ánh mắt Điệp Vũ. Các anh nói bậy bạ gì vậy, cứ nói lung tung thôi. Không nghe hai anh nói nữa, ra rồi mà chẳng nghiêm túc gì cả, em về nhà khách trước đây. Phí Điệp Vũ thẹn thùng quá đỗi, khẩn trương vào trong chiếc xe thương vụ, bảo lái xe nhanh chóng lái xe đi. Còn lại hai kẻ ngốc Phí Nhất Độ và Phí Bát Độ đứng ngẩn tò te nhìn nhau. Ha ha ha, tiếng cười rung trời vang lên khiến cho chim chóc trên cây cũng phải sợ hãi bay đi. Thật ra Phí Nhất Độ và Phí Bát Độ cũng không phải anh em ruột, chỉ có thể nói là anh em họ mà thôi. Nhà họ Phí từ lúc ban đầu đã rất quây quần, cho nên, con cháu nhà họ Phí đời sau rất thân thiết. Khi sinh ra con trai thì tất cả đều được sắp xếp địa vị, từ lớn đến bé, lần lượt là nhị độ, tam độ, tứ độ, ngũ độ, cho đến bát độ. Anh Nhất Độ, anh nói xem, liệu có khả năng đó không? Phí Bát Độ còn nghi ngờ, liền tán gẫu. Rất có khả năng, nghe nói bác Thanh Sơn có một đôi vòng cổ. Cậu có thấy không, chiếc vòng cổ Điệp Vũ đeo chính là Ưng Hoàng Điều, mà Diệp Phàm thì đeo vòng cổ Ưng Phượng Điều. Phượng Hoàng thành đôi. Nghe nói đây là vòng cổ thôi nhưng thím Yến Hồng vẫn xem như là báu vật, gọi là Phượng Hoàng Ưng Khiếu. Đó là bảo bối của tổ tiên Phí gia truyền lại từ thời Minh, nghe nói xuất xứ là Hoàng đế Vĩnh Lạc của Minh Triều. Năm đó tổ tiên nhà họ Phí chúng ta cử người bảo vệ cho Đại đế Vĩnh Lạc. Hoàng đế Vĩnh Lạc cao hứng liền ban, Phượng Hoàng Ưng Khiếu, cho tổ tiên chúng ta, thế nên nói đó là đồ gia truyền của nhà họ Phí cũng đúng. Bác Thanh Sơn là người đứng đầu Phí gia nên truyền lại cho bác ấy. Hơn nữa, đó là dấu hiệu của nhà họ Phí trong võ giới. Phí gia không phải có chữ danh là Phí Ưng sao? Vòng cổ sáng ngời, chỉ biết là Phí gia, Phí Ưng. Ôi, cậu và tôi công lực đều rất thấp, nên Phí gia không thể lưu truyền lại danh hiệu Phí Ưng. Bát Độ à, tôi thấy rất khổ sở trong lòng. Phí Nhất Độ cười đáp với vẻ buồn bực. Vậy ra vòng cổ này rất quý. Bác Thanh Sơn đồng ý tặng cho Diệp Phàm thì chẳng phải Diệp Phàm không phải như một đứa con nuôi bình thường sao? Tuyệt đối phải có thâm ý sâu sắc, chẳng lẽ ý của bác là bảo Diệp Phàm đến nhà họ Phí cùng ghép đôi với Điệp Vũ ư? Nếu không thì là ý gì đây? Phí Bát Độ cũng đoán mò. Chương 1270, con mắt của quần chúng. Có 8 phần khả năng, cậu chưa thấy à, cô bé Phí Điệp Vũ kia còn đang học đại học. Vừa nãy chúng tôi hỏi cô ấy mặt đỏ ửng. Phỏng chừng, cô ấy từ chỗ thím Yến Hồng đã biết được điều gì đó, tuyệt đối sẽ hấp dẫn đây. Phí Nhất Độ cũng nổi hứng thú, nói. Tuy nhiên, cái tay quản Nhất Minh kia hình như muốn tìm Diệp Phàm gây rắc rối, chúng ta có nên nói với bác hai một tiếng không? Diệp Phàm là nghĩa tử của bác Thanh Sơn rồi, chúng ta không thể bàng quan được. Phí Bát Độ hừ nói. Việc này đừng vội, chuyện Diệp Phàm còn chưa xác minh rõ ràng rồi tính sau. Nếu như nhầm thì làm sao, bây giờ những chiếc dây chuyền tương tự như vậy đâu thiếu gì. Diệp Phàm muốn bước vào nhà họ Phí chúng ta, nếu không có chứng cứ thuyết phục của bác Thanh Sơn thì tuyệt đối không được. Phí Nhất Độ khôi phục lại bình tĩnh nói. Lần này xuống, nghe Điệp Vũ nói là do cụ Cố hạ lệnh. Phí Bát Độ nói. Nghe nói tên đó rất lợi hại, buổi tối hôm đó đại náo Phí gia chúng ta. Thập diện mai phục của Điệp Vũ tôi cũng từng thử qua. Thiếu chút nữa thì bị lừa. Đó là bởi vì hắn biết, hóa âm mê thuật của Phí gia chúng ta, thuộc lòng, chiêu, của Điệp Vũ, nếu không thì chắc chắn sẽ bị đánh lừa. Tên đó không ngờ ép Điệp Vũ thiếu chút nữa thì té xỉu. Để cứu Điệp Vũ, cụ Cố đã dùng 3 quân cờ vây công kích lại, không ngờ Diệp Phàm tránh được. Người này rốt cục đã đạt đến cảnh giới gì rồi, hắn mới bao nhiêu tuổi. Cái này cũng không cần phải bàn đến nữa. Phí Nhất Độ có chút cảm thán. Lắc lắc đầu có chút không tin. Điều tra qua rồi, nghe nói mới có 23 tuổi, tuổi mụ mới 24. Nghe Điệp Vũ nói, ông cụ đoán hắn thất đẳng, tôi tuyệt đối không tin. Mới bao nhiêu tuổi mà thất đẳng, nói ngay như tôi đây, ở trong Phí gia Bát Độ là nhỏ nhất, cũng đã 24 rồi. Bọn họ nói tôi có căn cốt rất tốt, tiến bộ nhanh, nội công tăng mạng, nhưng đến hiện tại mới đạt tam đẳng luyện kinh. Cho nên, 24 tuổi lên thất đẳng. Ngay cả thiên tài trong thiên hạ cũng không thể. Đến ông cụ cũng có chút nghi ngờ. Mặc dù là dùng bí thuật, cộng thêm 10 năm tu luyện nữa cũng không thể khiến một người mới 24 tuổi lên được thất đẳng. Phí Bát Độ căn bản là không tin. Ừ, ông cụ thương nhất là Điệp Vũ, mất 7 năm truyền đạt mà nội công của Điệp Vũ mới đạt được tứ đẳng đỉnh bậc,
nhiều lần đột phá lên ngũ đẳng nhưng không thể được. Cho dù ông cụ cũng từng là cao thủ bát đẳng đỉnh bậc cũng không làm được. Chứng tỏ thủ pháp này cũng không có khả năng tạo nên tuyệt đại cao thủ. Nghe nói cô nàng Phượng Tứ ở Tân Cương cũng phải đến 28 tuổi mới đột phá lên thất đẳng được. 23 tuổi mà thất đẳng, tuyệt đối là không có khả năng, xem ra lần này ông cụ cũng có lúc nhìn nhầm. Tuy nhiên, vừa rồi tên kia đánh lén một chân của tôi, cảm giác trên chân đúng là rất có lực, cũng gần với thực lực của tôi. Có lẽ, Diệp Phàm ngũ đẳng thì đúng là được thật. Ừ, như vậy có lẽ là hợp lý hơn. Phí Bát Độ gật gật đầu, hai người liền đi lên trên. Phí gia chúng ta ở Ngư Dương có ai làm trong chính quyền không? Phí Nhất Độ hỏi. Có, chức vụ không cao cũng chẳng thấp, đó là cán bộ cấp trưởng phòng. Hôm qua lão quản gia nói cho tôi rồi, bây giờ chúng ta đến chỗ anh ta, bảo anh ta hỏi dò xem quản nhất minh đối với Diệp Phàm như thế nào. Phí Bát Độ cười nói. Diệp Phàm vội bước vào cổng cục công an thành phố, ngẩng đầu lên thì thấy tránh văn phòng an vệ dân, vừa trông thấy Diệp Phàm xuống xe, gã liền chạy tới, nhỏ giọng nói. Bí thư Diệp, bí thư quản đang tức giận, chúng tôi pha trà ông ấy cũng không uống, chúng tôi mời ngồi ông ấy cũng không ngồi. Đứng thở phì phò trong phòng hội nghị. Đứng thì cứ cho đứng đi, hừ. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, bước vào bên trong. Bụng nghĩ lão già này hỏi tội mình về chuyện quản phi đây. Sớm biết như vậy thì lúc trước cứ để cho Lô An Cương bắn chết đi cho xong. Bây giờ có khi lại hay, ông đây cứu quản phi, quản nhất minh lại hỏi tội. Tuy nhiên, Lô An Cương dùng chiêu này cũng thực là độc ác, phỏng chừng, còn đáng sợ hơn so với giết quản phi. Quản nhất minh trông thấy quản phi thảm như vậy, tự nhiên sẽ rất đau lòng. Bước vào phòng họp, thấy Hà Chấn Nam đang đứng cùng với quản nhất minh. Quản nhất minh đứng, chủ nhiệm Hoàng ở cục công an cũng không dám thở mạnh đứng cùng, cùng đi phòng chừng còn có mấy lãnh đạo trên tỉnh cũng đứng, Diệp Phàm không quen biết những người này. Cậu chính là Diệp Phàm. Quản nhất minh lên tiếng đầu tiên, bộ dạng không tức giận mà có uy. Đúng vậy, ông là bí thư quản có đúng không? Diệp Phàm bình tĩnh đáp. Cục công an các cậu chuyên ăn cơm khô thôi đúng không? Làm ăn kiểu gì vậy? Thảm án 88 tuy báo cáo là phá rồi, nhưng cậu xem, gây ra bao nhiêu tổn thất. Cả tỉnh đều chấn động rồi, ảnh hưởng quá xấu. Tỉnh Việt Đông chúng ta sắp biến thành nơi chiến loạn rồi. Quản nhất minh tức giận đập bàn, quát. Hà Chấn Nam khẽ liếc nhìn Diệp Phàm một cái, không lên tiếng. Lý Quốc Hùng vẻ mặt thản nhiên, cũng chỉ ngồi im. Bí thư quản, vì phá án mà cảnh sát trong toàn cục mấy tháng nay chưa được ăn một bữa cơm nào tử tế, chưa được ngủ được giấc nào tử tế, tất cả đều vì phá án. Hiện tại báo cáo phá án rồi, tuy nói là còn có một số việc chưa được như ý, nhưng đây là những việc xả ra đột ngột, cũng nằm ngoài tầm kiểm soát của cảnh sát. Chúng ta đều là người cả, đâu phải là thần tiên mà toàn mỹ được, có biện pháp nào, điều tôi muốn nói chính là cảnh sát cũng đã cố gắng hết sức rồi. Diệp Phàm thản nhiên phản bác nói. Hết sức ư, hết sức thì sao Lô An Cương lại nằm ngoài phạm vi giám sát của các người? Đừng nói với tôi là sau khi biết việc này do Lô An Cương làm thì các người không giám sát nữa nhé. Quản nhất minh hừ nói, nhìn mọi người một cái, nói tiếp. Nói trực tiếp một chút, cậu là người đứng đầu mà không làm tròn chức trách, không làm tròn chức trách cậu có biết không hả? Lô An Cương có nghi ngờ lớn. Nhẽ ra cậu phải cử những người giỏi nhất đi giám sát, hễ ông ta có hành động dị thường nào, liền bắt ngay. Nhưng các cậu đã làm những gì? Trơ mắt nhìn Lô An Cương mất tích, kết quả mới gây ra chuyện lớn như vậy. Đông Pha Sơn Trang tuy nói là tài sản tư nhân, nhưng Đông PS Sơn Trang là tài sản của nhân dân Trung Quốc, ở phương diện này, đó cũng là tài sản quốc gia. Lô An Cương cho nổ, đã chết 3 người, tổn thất tài sản lên đến vài trăm triệu. Thiệt hại tài sản là một chuyện, quan trọng là những phần tử xấu kia lợi dụng, nói tỉnh Việt Đông chúng ta xảy ra vụ án khủng bố, giết người liên hoàn, dùng thuốc nổ để làm loạn, cậu hiểu chưa? Hơn nữa, Lô An Cương thân phận là quân nhân, cấp bậc chức vị còn không thấp, còn gây nên hiện tượng quân nhân làm loạn nữa. Lúc này, không chỉ Việt Đông chấn động, mà cả nước chấn động. Đồng chí Diệp Phàm, cậu không những không nhận thấy sai lầm của mình, còn mạnh miệng giải thích như vậy. Xem ra, mặt tư tưởng nhận thức của cậu thật sự có vấn đề, cậu mới chính là kẻ đầu sỏ gây nên sự cố ở Đông Pha Sơn Trang. Tôi đã đề nghị lên tỉnh ủy, cho cậu thôi chức chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật và cục trưởng cục công an thành phố,
tạm thời để đồng chí Hà Chấn Nam là người có tác phong, có tố chất tốt lên thay thế. Quản Nhất Minh rốt cục cũng nổi bão lên rồi. Diệp Phàm tôi trải qua bao nhiêu vất vả, cuối cùng phá xong thảm án 88, không có công lao thì cũng có khổ công. Nói ngay như chuyện Đông Pha Sơn Trang, tôi cũng không quản nguy hiểm cứu mấy người ra. Cuối cùng cũng bắt được Lô An Cương. Dựa vào cái gì mà cách chức của tôi như vậy? Tôi không phục, tôi muốn phản ánh tình hình lên cấp trên. Diệp Phàm tức giận, giọng điệu cũng nặng thêm không ít. Đồng chí Diệp Phàm, chú ý lời nói của mình, đồng chí đang nói chuyện với bí thư quản, thái độ của đồng chí như vậy, tôi sẽ cho phê bình đồng chí. Hà Chấn Nam cũng mượn cơ hội, phê bình Diệp Phàm. Không cần phải nói với cậu ta, người như vậy không có tốt chất, không chút ý thức vì dân, cậu về đi, chờ tổ chức xử lý. Quản Nhất Minh khoát tay, đuổi Diệp Phàm giống như đuổi ruồi vậy. Được, ông đại diện tổ chức, đại diện tỉnh ủy. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn nhìn thấy thông báo chính thức của tỉnh ủy. Diệp Phàm không tin Quản Nhất Minh có thể làm được chuyện này, phỏng chừng chỉ là do ông ta tự quyết định. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng biết Quản Nhất Minh có quyền này. Chỉ có điều muốn làm khó dễ Quản Nhất Minh một chút thôi. Cầm lấy mà xem có phải Quản Nhất Minh tôi trả đũa cậu vì chuyện riêng không? Quản Nhất Minh tức giận, đập một văn bản lên trên bàn. Diệp Phàm liếc mắt nhìn qua, lập tức có chút choáng váng. Bởi vì có dấu của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, song Quản Nhất Minh được phân quản công tác quản lý tổ chức, có được con dấu này chắc không khó. Cái khó là gì? Đó là trên dấu không ngờ còn có chữ ký của Triệu Sương Sơn. Thấy rõ chưa? Phù hợp với trình tự của tổ chức chứ? Quản Nhất Minh châm chọc nói, trên mặt y hiện lên hai chữ khinh miệt. Tôi không phản đối, phục tùng quyết định của tổ chức. Diệp Phàm xoay người bước đi, bước chân vô cùng nặng nề. Đúng rồi, giao luôn cả súng và xe đi. Đồng chí Mã Bách Sinh đang chờ để bàn giao công tác đấy. Phía sau truyền đến giọng nói của Hà Chấn Nam. Biết rồi. Diệp Phàm quát to, rồi bước đi. Nhìn thấy chưa? Chỉ mỗi cái tính như vậy thôi là đáng mất chức rồi. Hà Chấn Nam hừ nói. Hoàng Minh Chí chạy theo sau Diệp Phàm, sắc mặt cũng khó coi, hỏi. Bí thư Diệp, chuyện này, mẹ nó chứ. Hoàng Minh Chí bình thường rất điềm đạm, vậy mà cũng thốt ra tiếng chửi thề. Cái gì cũng không cần phải nói nữa, cái này gọi là gì nhỉ, là mượn gió bẻ măng, được chim quên ná, đặng cá quên nơm, giết hay lắm. Diệp Phàm ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, bước vào phòng nhanh chóng bàn giao cho Mã Bách Sinh xong, Mã Bách Sinh không kìm nổi xúc động, nhưng vẫn giả bộ bình tĩnh nói. Đồng chí Diệp Phàm, cứ về nghỉ ngơi đi, tôi tin rằng tổ chức sẽ cho anh câu trả lời thỏa đáng, tôi chỉ tạm thời đứng ra quản lý giúp anh thôi, nơi này còn chờ anh về nữa. Vị trí này, ông ngồi đi, tôi không muốn ngồi nữa. Diệp Phàm thản nhiên lên tiếng rồi đi ra ngoài. Vương Triều, Lỗ Đông Phong và Hoàng Minh Chí đưa Diệp Phàm ra ngoài. Tuy nhiên, theo bước chân Diệp Phàm gần đến cổng cục công an, cảnh sát đi theo sau cũng nhiều lên. Toàn bộ đứng sau Diệp Phàm. Chương 1271, ông là cái thá gì mà đòi lên đứng đầu? Bí thư Diệp, anh mãi mãi là cục trưởng cục công an thành phố, mãi mãi là. Lúc này đội trưởng đội cảnh sát hình sự Điền Thất Hòa xúc động nói lớn. Mãi mãi là như vậy. Hơn 100 cảnh sát đồng thanh hô lớn. Đi ra ngoài xem thế nào. Không định làm việc nữa sao? Hà Chấn Nam và Quản Nhất Minh đứng ngoài cửa sổ trông thấy vậy, liền quay sang hỏi Mã Bách Sinh. Trong lúc làm việc, không được bỏ ra ngoài, mọi người là cán bộ của nhà nước, bây giờ là thời gian làm việc, chẳng lẽ không biết quy định của Cục Công an sao? Mã Bách Sinh đột nhiên từ cửa sổ nói lớn. Tuy nhiên không ai trở về cả, cũng chẳng ai thèm để ý đến ông ta. Mọi người còn đang mải nhìn theo Diệp Phàm. Chủ nhiệm An, ghi vào cho tôi, nếu ai không trở về làm việc, thì cứ xử phạt, trừ 2 ngày tiền lương. Vẻ mặt già nua của Mã Bách Sinh trở nên có chút đỏ, không ngờ đến ông ta cũng chẳng có chút tiếng nói nào, thật quá mất mặt. Ghi cái con khỉ ấy, ông là cái thá gì chứ? Ông làm được cái gì mà đòi lên đứng đầu ở đây, Vương Triều tôi là người đầu tiên không phục. Đúng lúc này Vương Triều xoay người. Ngẩng đầu lên hướng về phía Mã Bách Sinh mắng lớn. Tôi cũng không phục. Mã Đông Phong nói theo, tuy nhiên giọng cũng nhổ hơn một chút. Các anh em có phục hay không, dựa vào cái gì mà cách chức bí thư Diệp? Anh ấy là vị quan tốt nhất.
Vương Triều hô lớn. Không phục, không phục. Hơn 100 cảnh sát cùng hô lên. Tốt lắm, mọi người trở về đi, thảm án 88 kết thúc, chúng ta đã làm rất tốt. Chúng ta làm vì nhà nước, chứ không phải vì một cá nhân nào. Tôi đi đây, cảm ơn anh em đã tiễn. Diệp Phàm xoay người bước vào trong xe, rồi phóng đi mất. Ước chừng còn khoảng 10 người, Diệp Phàm đi rồi nhưng vẫn không muốn trở về làm việc. Nghe nói Mã Bách Sinh muốn mở một cuộc họp toàn cục, hội nghị được tổ chức ngay trong nhà ăn, phỏng chừng là ông ta muốn đốt lên ngọn lửa của người mới nhậm chức, mà nhắm vào đúng Diệp Phàm. Hơn nữa, còn tuyên bố là phải chấn chỉnh lại một số đồng chí bất chính, đương nhiên câu này là chỉ Vương Triều rồi, phỏng chừng là muốn lấy đồng chí Vương Triều để khai đao đây. Vương Triều, bí mật dưới lầu quản phi ở Đông Pha Sơn Trang đã điều tra rõ chưa? Diệp Phàm quay đầu hỏi. Thuốc nổ thì dọn sạch rồi, chỉ có điều muốn đi xuống để rửa sạch thì cấp trên không cho phép. Cho nên hiện tại Đông Pha Sơn Trang đã bàn giao cho tập đoàn Dương Điền rồi. Vương Triều thở dài nói. Tôi nói tại sao mà quản Nhất Minh đứng ngồi không yên, nguyên nhân chắc chắn là vì chuyện quản phi biến thành thái giám, nguyên nhân nữa là dưới nhà quản phi có bí mật. Nếu điều tra ra, có lẽ liên quan đến quản Nhất Minh. Không ngờ Triệu Sương Sơn cũng trở thành ô dù của ông ta. Hừ, lúc bảo mình phá án thì nói hay lắm, còn xong rồi thì. Diệp Phàm mắng. Tập đoàn Dương Điền, liên lụy nhiều lắm, mặt ngoài quá rộng, nếu điều tra tiếp, có lẽ sẽ chấn động cả Việt Đông. Cho nên Triệu Sương Sơn đồng ý ngừng điều tra cũng phù hợp với thân phận bí thư tỉnh ủy như ông ta. Việt Đông thật sự loạn, ông ta không thể nắm trong tay đại cục được. Yên bình cũng là điều mà nhân vật số một mong muốn. Vương Triều như thể đã nhìn thấu được, thở dài nói. Thôi được rồi, bọn họ không cho điều tra nữa rồi, chúng ta quản chuyện này làm gì nữa. Dù sao thảm án 88 cũng đã báo cáo rồi, cũng coi như là một tâm nguyện của tôi. Tôi không mắc tội với đảng với nhà nước rồi. Diệp Phàm nhắm mắt, nhỏ giọng nói. Bí thư Diệp, về sau nên làm thế nào bây giờ? Vương Triều hỏi. Làm thế nào ư, trước mắt cứ nghỉ ngơi cái đã, rồi tính sau. Tôi tin rằng, Triệu Sương Sơn còn có hậu thủ. Bất luận thế nào, vụ án phá xong rồi, công lao bọn họ có thể gạt bỏ sao? Vương Triều, cậu ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Bỏ về sở tỉnh thế nào? Diệp Phàm hỏi. Tôi đi theo anh, tổ đặc nhiệm này cũng chẳng có gì hay ho cả. Tất cả đều là anh hùng vô danh, chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh đi chỗ nào nhậm chức, tôi coi như là thủ hạ của anh, chúng ta ân đền oán trả, ha ha. Vương Triều mỉm cười, nói. Ha ha, vừa rồi cậu mắng Mã Bách Sinh, có lẽ Pong ta sẽ gây khó dễ cho cậu. Diệp Phàm thản nhiên nói, cũng là chẳng có gì lo lắng cả. Sợ cái chó gì? Chọc tức tôi thì tôi đập bàn với ông ta, dù sao thì tôi cũng là từ trên bộ xuống nhậm chức, Thứ trưởng Thiết nói một câu là có thể trở về được. Vương Triều cười nói, đương nhiên là rất thoải mái. Nói cũng phải, Mã Bách Sinh thì tính làm thế nào? Diệp Phàm hỏi. Nghe nói hắn bị mất chức rồi. Phí Nhất Độ trồi trên ghế sofa, nói. Vì sao lại cách chức của hắn? Trong thảm án 88 hắn có công lao như vậy, quản Nhất Minh dựa vào cái gì chứ? Trong nhà khách Ngư Đồng, Phí Điệp Vũ nổi giận, nói. Thì là do chuyện Đông Pha Sơn Trang, thực ra đây đều không phải là nguyên nhân chủ yếu. Lãnh đạo cách chức của mình không phải là dễ dàng sao? Lãnh đạo nói đúng thì là đúng, nói sai thì là sai. Mấu chốt là Diệp Phàm không hợp khẩu vị họ thì họ vùi dập, thế thôi. Phí Nhất Độ cười nhạt, nói. Thật là quá đáng, Nhất Độ, chúng ta giúp anh ta có được không? Phí Điệp Vũ hừ một tiếng, hỏi Phí Nhất Độ. Chuyện này, đừng nóng vội. Đã nhận thân đâu, em xem em sốt ruột kìa. Phí Nhất Độ cười mờ ám, làm hai má Phí Điệp Vũ trở nên đỏ ửng, liền hừ nói. Không giúp thì không giúp, có gì ghê gớm đâu, em sẽ tìm ba nói chuyện. Cô bé, không phải anh nói với em rồi sao? Trước tiên làm cho rõ ràng đã, bằng không, giúp chưa chắc người ta đã cảm kích đâu. Phí Bát Độ cũng mỉm cười nói. Đành đợi buổi tối vậy, bây giờ bị mất chức rồi, anh ta lại có thời gian. Phí Điệp Vũ quay lại cười nói. Hai, có lẽ thằng nhóc kia lại ngon, Điệp Vũ nhà ta xinh đẹp biết bao. Phí Nhất Độ trong lòng thở dài. Lúc ăn cơm tối, căn nhà của Diệp Phàm có mấy người đã đến. Chu Dục Minh và Túc Nhất Tiêu, Vương Triều, Lỗ Đông Phong,
Điền Thất Hòa liền mang một ít đồ nhắm đến. Lý Nguyệt và bà cô mà Diệp Phàm mời về cũng trở nên bận rộn chuẩn bị, còn đám đàn ông chỉ vắt chân lên sofa rồi nói chuyện phiếm. Vương Triều, buổi chiều Mã Bách Sinh đối với cậu thế nào? Diệp Phàm hỏi. Chỉ cằn nhằn mấy câu, cũng không dám nói thẳng tên tôi. Vương Triều thản nhiên tự đắc, nhả một vòng khói, nói. Hiện tại là thời kỳ bất thường, Mã Bách Sinh thông minh. Ở trong cục cũng ghê gớm, ngay cả Hoàng Chính ủy ít nói vậy àm cũng phải bực mình. Quản Nhất Minh và Hà Chấn Nam đúng là quá đáng thật, nhưng có vẻ cũng sợ sức mạnh của quần chúng, đừng nói đến một con gà mờ như Mã Bách Sinh. Lỗ Đông Phong nói. Lão Túc, chuyện của anh làm thế nào rồi? Diệp Phàm cười nói, nhìn Túc Nhất Tiêu một cái. Cảm ơn người anh em, chuyện hôm đó tôi nói với cậu tôi rồi, thật sự là cảm ơn anh. Cậu tôi nói, tuy ngày đó Bí Thư Triệu không chính miệng đồng ý, nhưng cũng đã lưu ý chuyện này. Chuyện đó, tám phần là có thể thành công. Túc Nhất Tiêu cười nói với Diệp Phàm, đám Vương Triều nghe như vịt nghe sấm. Thuận miệng nói thôi. Diệp Phàm cười nói, lại hỏi lại. Thảm án 88 trong cục kết thúc thế nào? Phỏng chừng còn phải mấy ngày nữa, án này liên quan nhiều lắm. Tuy nhiên, Lô An Cương vừa chết, chẳng có mấy người bị sa lưới. Ngày đó cùng Lô An Cương đi Đông Pha Sơn Trang còn có hai thủ lĩnh xã hội đen, đã bị chúng ta bắt giữ. Họ nói toàn bộ là nghe Lô An Cương sắp xếp. Vương Triều cười nói. Con người Lô An Cương này thật nhiều thủ đoạn, riêng chuyện làm lung lạc người khác cũng đã đạt đến cấp đại sư rồi. Túc Nhất Tiêu cười nói, có vẻ là rất khâm phục. Người đó, nói là một thế hệ kiêu hùng cũng chưa đủ. Đều là đấm trước rồi xoa sau, người như vậy không thể kết làm bằng hữu được, tuy nói ông ta cũng vì một số việc mà phải làm như vậy nhưng gây tổn thương đến nhiều người vô tội quá. Diệp Phàm lắc lắc đầu, ngẫm nghĩ một chút rồi nói thêm. Tuy nhiên người này cũng có chút đáng thương. Hai, cũng có chút đáng tiếc, nhớ ngày cùng ông ta kề vai chiến đấu, không tưởng tượng được. Chu Dục Minh và Lô An Cương cũng có mấy năm, đồng điện vi thần, nên cũng có chút cảm thán. Chắc chắn có thủ với Quản Phi. Túc Nhất Tiêu hừ nói, nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái. Ừ, việc này đều qua rồi, không nhắc lại nữa, mọi người ăn cơm uống rượu đi. Tham án 88 được phá, mọi người cũng nên thoải mái một chút, ngày mai tôi chuẩn bị đi câu cá, giải sầu đã rồi tính tiếp. Chúng ta cùng đi, câu lấy mấy chục cân về nướng ăn. Vương Triều cũng nổi hứng lên. Cậu không thể đi, kết thúc án đi rồi tính sau, nắm chắc thời gian, đem báo cáo nộp lên, Bí Thư Triệu còn chờ đấy. Diệp Phàm xa sầm mặt mày nói. Vậy được rồi. Vương Triều có chút tiếc nuối nói. Thực ra Vương Triều muốn đi giải sầu cùng mình, Diệp Phàm cảm thấy rất xúc động. Nghe nói khu chung cư nói Hoàng Triều đế đô Tiêu Thăng, người đến mua nhà chen chúc vỡ đầu rồi. Túc Nhất Tiêu cười quỷ dị nói. Ha ha, ban đầu người ta sợ ngư đồng không ổn, giờ án được phá rồi, giải phóng được nỗi lo, đương nhiên cũng làm sống lại Hoàng Triều đế đô. Diệp Phàm cười cười. Chương 1272, trò chơi của Bí Thư Tỉnh ủy. Không gọi là Hoàng Triều đế đô mà gọi ông chủ Diệp Cường của Hoàng Triều đế đô đã đổi tên thành Tập đoàn Bàn Đế rồi. Tuy nhiên, ông chủ Diệp và ông chủ Đồng đều rất lợi hại, đã làm tốt chuẩn bị rồi. Khu chung cư này tạm thời sẽ không bán đi có thể là đang treo giá. Ông chủ Diệp cũng rất có con mắt nhìn, ngay lúc sau có thể viết được. Nghe nói ban đầu không đầu tư vào Hoàng Triều đế đô thì giá cổ phiếu chỉ bằng một nửa bây giờ. Hôm qua vừa phá án xong, hôm nay giá cổ phiếu của tập đoàn Bàn Đế lại tăng lên hơn một nửa, gần như giá cổ phiếu của Hoàng Triều đế đô thời thịnh vượng nhất. Nghe nói ông chủ Diệp đầu tư vào Bàn Đế vài trăm triệu trong một thời gian ngắn đã thu được vài trăm triệu nữa. Quả thật kiếm ra tiền, không thể chê được, chỉ trong một đêm. Túc Nhất Tiêu thản nhiên cười nói, còn nhìn Diệp Phàm. Bởi vì trong những người ngồi đây chỉ có Túc Nhất Tiêu biết chủ tịch của Bàn Đế chính là Diệp Cường, anh trai của Diệp Phàm, vì Túc Nhất Tiêu từng đến nhà Diệp Phàm nên biết được. Ôi, đáng tiếc tôi không có tiền, nếu không cũng đã mua được một ngôi nhà rồi. Trong chớp mắt mà tăng lên hẳn một nửa, thật là quá nhanh. Chu Ngọc Minh có chút tiếc nuối, lắc đầu. Lời nói của Chủ tịch Chu tôi có thể nói lại cho Phó Chủ tịch Đồng Oanh Oanh biết, ở Hoàng Triều tôi cũng giúp đỡ không nhỏ. Ít ra tôi cũng giúp cô ấy báo thù cho cha mẹ, căn phòng này tuyệt đối sẽ có chuyện giảm 20%. Diệp Phàm nhìn Chu Ngọc Minh cười mà như không.
Thôi vậy, không phải phiền đến anh. Dù gì nhà nước cũng đã cấp cho một biệt thự cũng rất thoải ỉa mái. Con cái cũng đã đến kinh thành rồi, còn ngư đồng này chúng cũng chẳng muốn quay về đâu. Chu Ngọc Minh nhẹ nhàng cảm ơn ý của Diệp Phàm, tự nhiên lại sợ mang lại phiền phức cho Diệp Phàm. Ha ha, ai muốn thì nói với tôi một tiếng, chỉ cần nói với tôi một câu là được rồi. Đương nhiên, các vị ngồi ở đây đều là bạn bè cả mà. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, mặc dù các vị ngồi đây đều không thể mua, nhưng tấm lòng vẫn là biết hưởng thụ. Đây chính là điều hấp dẫn Diệp Phàm tôi, vô hình chung lại giữ một năng lực tuyệt vời. Hơn 10 giờ buổi tụ tập mới tan. Sau khi thím thu dọn xong thì phải nghênh đón đoàn khách thứ hai là Phi Điệp Vũ và Phí Nhất Độ cùng Phi Bát Độ. Ngồi đi. Diệp Phàm chào nói. Bí thư Diệp, sư phụ của anh tên là Phí Thanh Sơn sao? Phí Nhất Độ nghiêm nghị hỏi. Không phải. Diệp Phàm lắc đầu. Không phải, thế thì thật lì lạ. Sao anh lại gọi Phí Thanh Sơn là đại bá? Phải biết là Phí Thanh Sơn là anh em ruột của cha tôi và tôi cũng gọi ông ấy là bác. Phí Nhất Độ nói. Ha ha, thế này đi, hãy lấy sợi dây chuyền ra rồi nói sau. Nếu không phải thì cũng không sao. Diệp Phàm lấy chiếc dây chuyền ra. Sau khi mấy người so sánh tỉ mỉ, Phí Điệp Vũ chắc chắn khẳng định. Sợi dây mà anh đeo chắc chắn là của ông nội Thanh Sơn của tôi đeo. Và bà nội Yến Hồng cũng có một chiếc, trong tay tôi cũng có một chiếc, nhưng ông nội đã nhiều năm không về nhà rồi. Anh có thể nói cho tôi biết vì sao không? Bà nội ngày ngày trông ngóng, cha mẹ tôi hàng năm đều dọn đũa cho ông, chủ nhà đã trống bao nhiêu năm nay. Phí Điệp Vũ nói đến đây liền cay cay khóe mắt. Ông ấy chưa về nhà. Diệp Phàm có chút kinh ngạc. Có ý gì, lẽ nào gần đây ông nội tôi có về nước sao? Phí Điệp Vũ kinh ngạc đứng lên nói, không cẩn thận chợt bám chặt vào tay Diệp Phàm. Nhưng cô nhanh chóng phản ứng lại, khuôn mặt ngại ngùng, nhanh chóng bỏ tay ra. Phí Nhất Độ đứng bên cạnh cười tủm. Điệp Vũ, ông nội cô vì Haon thành một lời hứa bảo hộ một người tộc nước Thái 20 năm. Mấy tháng trước mới hết hạn, cô nên biết, ông nội cô ở trong nước là một nhân vật rất giỏi. Diệp Phàm nói đến đây. Phí Nhất Độ cười nói. Đương nhiên, Phí Thanh Sơn ngồi trên lưng cọp, là một trong 6 nhân vật nổi tiếng của Hoa Hạ, còn truyền cho nhà họ Phí chúng ta danh hiệu Phi ưng. Vì vậy mục tiêu của nhà họ Phí chúng tôi là một chú chim ưng dũng mãnh bay lượn. 20 năm trước ông đã là đại sư của Hoa Hạ, hiện nay cảnh giới của sư bá phải vượt qua cả cửu đẳng rồi, chúng tôi rất nhớ ông, khi ông đi tôi vẫn còn đang học cấp 2. Mấy tháng trước ông ấy có về nước, và tôi gặp ông ấy ở Phổ Hải. Sau đó tôi không gặp ông ấy nữa, có lẽ, ông ấy có việc gấp phải làm. Khi đó ở bên Thái Lan ông ấy đưa cho tôi chiếc vòng này dặn tôi mang về đưa cho người tên là Yến Hồng ở chân núi Hương Sơn. Có thể chính là bà nội của cô, hôm nay, dù gì thì các anh cũng đến thì giúp tôi đưa chiếc vòng lại cho bà ấy. Diệp Phàm mỉm cười, đưa sợi dây chuyền cho Phí Điệp Vũ. Anh còn chưa trả lời tôi, nếu ông nội của tôi không phải là sư phụ của anh thì sao anh lại gọi ông ấy là đại bá, còn nữa, có thể cho tôi biết sư phụ của anh là ai được không? Phí Điệp Vũ không nhận sợi dây đó, mà vừa run sợ, vừa nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Sư phụ của tôi nếu nói ra thì cũng là họ Phí, một người mặc chiếc áo choàng cổ thời nhà Thanh, tôi theo ông ấy học 10 năm, đến tên ông ấy là gì tôi cũng không được biết. Nhưng, sau này tôi gặp sư bá Phí Thanh Sơn, khi đó tôi còn tỉ thí với ông ấy. Sau những quyền thức, ông ấy nhận ra tôi học công phu ở đâu. Ông ấy nói sư phụ của tôi tên là Phí Phương Thành. Là em trai của ông ấy, cô nói xem, tôi có nhận ông ấy là đại bá không, ông ấy cũng nhận tôi như vậy. Lần trước khi đi Phổ Hải, ông ấy kiếm được 50 triệu, bảo tôi mang về cho bà Yến Hồng. Diệp Phàm nói xong đứng dậy lên trên lầu lấy sổ tiết kiệm đương nhiên tên chủ sổ là Phí Thanh Sơn. Chú Ba, sư phụ của anh là chú Ba. Phí Nhất Độ và Phí Bát Độ đều hét lên, nét mặt kinh ngạc, và Phí Điệp Vũ cũng như vậy nhìn Diệp Phàm. Việc này tôi không rõ, tôi chỉ biết là nghe lời đại bá thôi. Ông ấy nói có việc phải làm, có thể là lâu nữa mới về nước, nên mọi người không phải lo. Còn về công lực thì tôi cũng không thấy được, chỉ nhớ có một người giả câm điếc ẩn giật ở nhà họ Đỗ thành phố Phổ Hải tên là Trung A cô rất sợ ông ấy, không dám đấu lại ông ấy. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Trung A cô, Phí Nhất Độ nhắc lại tên này tôi như nghĩ ra được gì đó. Đột nhiên nhìn anh cả, thất thanh nói.
lão quái vật vẫn chưa chết sao? Chú Nhất Độ, Trung A Cô là ai ạ? Phí Điệp Vũ hỏi, và Diệp Phàm cũng cảm thấy người tên Trung A Cô lai lịch kỳ lạ. Một trong sáu vị nổi tiếng của Hoa Hạ không phải có người Vô Đao Bắc Sơn sao? Phí Nhất Độ cười bí hiểm. Đúng, có Phí Thanh Sơn ngồi trên lưng cọp, có Vô Đao Bắc Sơn, Hán Địa Phi Hồ Sương, có Mai Thiền Tuyết Tiên Sơn Thủy, Lạc Phiêu Phiêu và Quân Nhược Ly. Sáu vị này là đỉnh cao võ thuật Hoa Hạ, một trong số đó là Vô Đao Bắc Sơn, người này 3 năm trước tôi đã từng gặp, có thể đứng trên một cành cây và lướt nhanh. Hơn nữa vô đao trong tay có thể nhanh chóng chặt đứt cây đó, rất lợi hại. Diệp Phàm thở dài, khâm phục, nếu là trước mắt mình để chặt cây không cũng không dễ dàng. Đúng, Trung A Cô chính là xu thúc của vô đao đó, cùng thuộc tầng lớp với ông nội nhà chúng ta, các anh nói xem có lợi hại không? Phí Nhất Độ nói ra câu này khiến cho Diệp Phàm cũng nóng lòng, không ngờ ông ta lại có lai lịch như vậy. Đây, chiếc vòng này, sổ tiết kiệm này các anh mang về đi. Tôi đỡ phải đi một chuyến. Gần đây tôi bận, thật sự là không rảnh. Diệp Phàm nói thêm. Được lắm, ông nội nói anh tận tay đưa cho bà nội, vậy anh tự đi đi, việc này chúng tôi không lo được. Hơn nữa, anh đều bị mất chức rồi thì sao lại không có thời gian? Đừng nghĩ rằng chúng tôi không biết. Phí Điệp Vũ cố ý châm chọc Diệp Phàm. Việc này mà các người cũng biết sao? Đúng là miệng lưỡi thế gian ngồi lê đôi mách được mọi chuyện. Diệp Phàm chua xót cười. Tính ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát, bọn họ không công bằng với anh. Trừ khi là Triệu Sương Sơn chơi trò không muốn trực tiếp đắc tội với Quản Nhất Minh, chỉ cần hy sinh một quân cờ như anh là được rồi. Nhưng anh cũng không cần phải qua lo lắng điều gì, nhanh chóng đi trao chiếc vòng, biết đâu lại có điểm may thì sao? Phí Nhất Độ cười nói, vẻ mặt rất thần bí. Việc này, gần đây tâm trạng tôi không tốt, chỉ muốn đi câu cá giải sầu, chứ không muốn đi kinh thành. Diệp Phàm thoái thác nói, anh còn phải là nam tử Hán nữa không, quân tử nhất ngôn. Anh đã hứa với ông nội tôi rồi, lẽ nào lại không dám gặp bà nội tôi sao, anh lo cái gì chứ? Phí Điệp Vũ không hài lòng nói, nhìn Diệp Phàm, rồi lại nói. Còn nữa, ông cố chúng tôi muốn gặp anh. Ông cố, có phải là người cùng hàng với Trung A Cô không? Diệp Phàm trong lòng cũng có chút chấn động, có hứng rồi. Nếu cùng thời với Trung A Cố chắc chắn sẽ là một cao thủ. Đương nhiên, anh còn nhớ không, ngay khi tôi mới đánh đàn hướng 3 quân cờ của anh thì ông cố chúng tôi đã cách đó cả 100 mét. Mấy chục năm trước ông là cao thủ bát đẳng, nhưng... Phí Điệp Vũ nghĩ giờ ông như tàn phế, cảm thấy thật buồn. Ha ha, lúc đó tôi chỉ là giúp cô thôi, nhưng không ngờ ông cố nhà cô hiểu nhầm rằng tôi ra tay với cô nên ra tay lại. Nhưng thật là thơm. Diệp Phàm thản nhiên trêu chọc. Buồn nôn. Phí Điệp Vũ nhìn Diệp Phàm nói. Ha ha ha. Phí Nhất Độ và Phi Bát Độ đều cười tủm. Cha, Diệp Phàm bị Quản Nhất Minh cho mất chức rồi, Triệu Sương Sơn cũng gật đầu. Kiều Bảo Quốc nói điện thoại với cha. Chỉ là đùa giỡn thôi, việc này là Triệu Sương Sơn làm ám chuyện của Trần Thương thôi. Không cần phải lo, có thể anh ta đang thử phản ứng nhà họ Kiều chúng ta. Kiều Viễn Sơn thản nhiên nói. Ám qua Trần Thương, qua cái gì? Kiều Báo Quốc không hiểu. Con cứ chờ đi, 10 ngày sau sẽ biết. Quản Nhất Minh cho rằng Triệu Sương Sơn bán đứng ông ta nhưng thực ra không phải. Con ngựa ơi, Triệu Sương Sơn có ý đồ thâm hiểm, thể hiện rất rộng rãi giống y như cha ông ta Triệu Bảo Cương, nhưng thật ra ông ta còn nhiều trò hơn cha mình. Bảo Quốc, nay con ở Việt Đôn hãy quan sát thủ đoạn của Triệu Sương Sơn, cân nhắc kỹ, sẽ có lợi đó. Kiều Viễn Sơn gác máy. Không hiểu gì cả, cha nói gì thế? Việc này tốt nhất không cho Viên Viên biết không thì phiền phức chết. Kiều Báo Quốc nghĩ, nhìn ra xa phía trường Trung Sơn. Tên kia đang chửi anh, ha ha ha. Triệu Bảo Cương cứ oi tỏng điện thoại. Chương 1273, anh cũng đã gắn với nhà họ Triệu rồi. Không sao, chẳng chửi được lâu đâu. Ông ta chỉ nhớ được những cái tốt của tôi thôi. Triệu Sương Sơn lấy lại nụ cười, trong lòng thấy thoải mái. Ừ, tiểu tử thật là có tính kiên trì, mặc dù phá được vụ thảm án 88. Con cũng có thể nói cho toàn dân và cả thủ tướng. Nhưng Quản Nhất Minh cùng với Sơn Trang Đông Ba không phải về vấn đề này, lẽ nào ông ta không nhúng tay vào, chỉ vì Quản Phi là cháu của ông ta. Triệu Bảo Cương nghi hoặc. Việc này con cho rằng Diệp Phàm biết được,
Hôm đó Lô An Cương bắt cóc con tin xong, Diệp Phàm đi vào đàm phán với hắn, nhưng nói về cái gì thì không ai biết cả. Sau đó, Lô An Cương bị bắt, trước khi bị giam ở nhà phỏng vấn cũng bị Diệp Phàm nói vào tai câu gì đó chắc chắn là có liên quan đến Quản Nhất Minh. Có thể Quản Nhất Phi đã thấy được nguy hiểm gì đó, vì vậy liều lĩnh tự mình ra tay. Ông ta muốn trực tiếp đá Diệp Phàm ra khỏi cục, khiến anh ta cả kiếp này không thể xoay sở được. Để lần này bắt được Diệp Phàm mà ông ta tiêu hao bao nhiêu, đến việc cho những vị trí quan trọng cũng ám chỉ cho con, trong cuộc họp ngày mai còn ủng hộ con. Triệu Sương Sơn vui vẻ nói. Chỉ có điều, Diệp Phàm cũng là tay bay vạ gió. Người nhà họ Kiều sẽ nghĩ việc này ra sao, liệu có làm khó dễ cho nhà họ Triệu chúng ta không, hoặc là sẽ nói điều kiện gì đây? Còn nữa, nếu lọt đến tai Lão Phượng thì ông ta sẽ nghĩ thế nào? Tên tiểu tử này sức lan tỏa càng ngày rộng, ít ra cùng lứa với hắn như Thiết Chiêm Hùng, Lang Phá Thiên sẽ oán hận nhà họ Triệu chúng ta. Triệu Bảo Cương nói, không sao, con đã nghĩ đến nơi Diệp Phàm đến, sẽ căn dặn sao? Có những thứ chỉ có thể tạm thời như vậy, vì việc này mà con cũng khốn đốn. Triệu Sương Sơn nói, ừ, cha nghĩ con cũng không đến nỗi hồ đồ vậy. Nhưng người nhà họ Kiều và Lão Phượng kia đều không phải loại ngu xuẩn. Tuy nhiên cũng không phải lo lắng quá, chỉ khi tên tiểu tử này suy nghĩ không ra đâu mới khó nói, muốn đoán ra dụng ý của con cũng khó. Nếu đoán chúng thì thành tinh rồi, ha ha ha. Triệu Bảo Cương gác điện thoại, cười rất to. Nháy mắt đã đến tháng 8. Diệp Phàm đã hoàn thành lời hứa của mình, nửa năm sẽ phá được vụ thảm án này. Còn Chu Ngọc Minh đã thành công tiếp nhận vị trí phó chủ tịch thường vụ. Thôi Minh Khải cũng đã tiếp nhận vị trí phó bí thư thành ủy của Dư Chí Hải, mà đã được điều đi thành phố Hải Châu nhận chức. Đương nhiên, thành phố Hải Châu là đặc khu, thành phố cấp phó tỉnh, Thôi Minh Khải được đến bạt đến sở, còn vị trí của đồng chí Vu Chí Hải từ được đồng chí Hàn Đông ở tỉnh tiếp nhận. Túc Nhất Tiêu là ủy viên thường vụ thành phố, tiếp nhận vị trí của Chu Ngọc Minh làm phó chủ tịch thường vụ thành phố. Không lâu sau có tin tới, đồng chí bí thư huyện ủy huyện Dương Điền An Hồng Thành bị đồng chí phó bí thư ban kỷ luật Hàn Đông bắt bị tội tham ô, ăn hối lộ. Từ An Hồng Thành có thể tra ra thêm An Lôi phó ban tổ chức thành ủy, An Lôi ở Ngư Đồng hãm hại không ít phụ nữ, cuối cùng cũng không thoát khỏi lưới trời. Không lâu sau, dưới sự điều tra của Hàn Đông, bí thư Hà Trấn Nam cũng lui về làm phó chủ nhiệm không quản gì cả. Một trong những điều đó là thuyết phân vân, có người nói Hà Trấn Nam bao che cho An Lôi. Bên trên muốn xử lý anh ta vì vậy tự động ẩn giật. Lại có người nói Hà Trấn Nam có liên quan đến vụ thảm án 88. Kỳ thật trong việc này chỉ có Diệp Phàm hiểu rõ bởi vì người khởi xưởng tìm hiểu việc này là Diệp Phàm. Những bằng chứng đưa ra Triệu Sương Sơn cũng đã xem qua, vì vậy nói Hàn Đông theo sát Hà Trấn Nam, Hà Trấn Nam đến mức đường cùng nên phải rút lui để lo về già. Vẫn luôn theo Hà Trấn Nam là Mã Bách Sinh đã thấy hoang mang, cả ngày lo sợ, hoảng loạn. Ngồi vào vị trí bí thư ban chính trị mà cũng không yên. Còn Diệp Phàm nhà nhã lại khiến Mã Bách Sinh bực bội khó chịu. Ông ta không dám trêu chọc Diệp Phàm nữa, bởi vì ông ta cho rằng việc này chắc chắn sẽ liên lụy đến Diệp Phàm. Vụ thảm án 88 là một vụ kinh hoàng như vậy mà còn dám phá, thì còn việc gì mà người họ Diệp kia không dám làm. Bằng không Hàn Đông mới đến không lâu sao có thể lập nhiều chiến tích như vậy. Phải chuyển đến bí thư thành ủy, khó như thế nào. Ngày mùng 3 tháng 8, tin vui truyền đến, đồng chí Diệp Phàm vừa nhận được thông báo từ ban tổ chức tỉnh ủy, nói rằng anh ấy sẽ đến học tại trường đảng Trung ương. Nghe nói lớp của trường đảng lần này toàn là những cán bộ được đề bạt, trẻ nhất cả nước, đây cũng là yêu cầu cần thiết để xây dựng tương lai đất nước, từ những cán bộ giỏi, trẻ tuổi, bồi dưỡng để tổ chức các hoạt động cống hiến cho đất nước. Người ở mỗi tỉnh còn rất ít, chỉ 2-3 người. Vì hai người này mà phải thảo luận ở cuộc họp thường vụ. Bởi vì còn có tin tức khác là những cán bộ đi bồi dưỡng này là do Chủ tịch nước Trấn Sơn Hà đích thân giảng bài. Đương nhiên, đại bộ phận cán bộ đều cho rằng đây là tin vịt, hoặc nói đến Chủ tịch Trấn để thể hiện thôi. Ông ấy là nguyên thủ quốc gia làm gì có thời gian mà giảng bài được chứ, có thể giả vờ đi lướt qua một lần cũng được rồi. Nhưng, cho dù Chủ tịch Trấn có đến một lần thì cũng là thể hiện sự coi trọng đối với lớp cán bộ này rồi. Cho nên, từ kinh thành cho đến các tỉnh, chỉ cần là một cán bộ có tư cách sẽ có thể tham gia để chọn ra hai nhân vật chính. Có lẽ, những thành viên của lớp này cũng sẽ là hạt nhân cho nước nhà trong tương lai.
thậm chí còn có người dự đoán, trong số những thành viên của lớp học này ít nhất có một vị có thể bước vào vị trí một trong 9 vị ủy viên quốc gia. Còn những người khác, sẽ đảm nhiệm những chức lớn ở các tỉnh. Vì thế, có thể vào được lớp này ít nhất cũng có nhiều bạn, mà những bạn này đều là cán bộ cao cấp. Nhiều bạn học tức là nhiều con đường chọn lựa, không thể tiến lên mới là lạ. Bởi vậy lớp học cán bộ này khi vẫn còn chưa chính thức khai giảng nhưng đã khiến không khí nhốn nháo khắp nơi. Khắp nơi đều thể hiện khả năng thần thông của mình. Tuy nhiên, Triệu Sương Sơn lại thấy lạ. Diệp Phàm phá được vụ thảm án 88 khiến cho Ngư Đồng hồi phục lại sắc màu xưa, còn được cả thủ tướng ca ngợi hàng đầu, trực tiếp được chọn ra như vậy cũng là để danh Diệp Phàm rồi. Nghe nói bí thư suýt chút nữa bị quản nhất phi trở mặt, nhưng về việc này, một phó bí thư tỉnh ủy khác đồng chí Diệp Đông kiên quyết ủng hộ việc Triệu Sương Sơn đề bạt Diệp Phàm. Mà khi Uông Chính Tiền gặp Diệp Phàm cũng tỏ ra kiên quyết như vậy, liếc nhìn quản nhất minh một cái cuối cùng, cũng không hé răng, không ủng hộ cũng chẳng phản đối. Đồng chí quản nhất minh không hơn 4 người kia nên việc nà coi như thông qua thuận lợi. Nghe nói phó bí thư quản sau khi về phòng, câu đầu tiên là chửi. Mẹ kiếp, đùa giỡn với lão Triệu sao, chó cái. Phó bí thư quản nói lời thô tục, ánh mắt bạo nhân. Còn Diệp Phàm thực ra cũng không biết sự thể ra sao. Khi có điện thoại của ban tổ chức tỉnh mới ngạc nhiên, sau khi đặt điện thoại xuống mới nói. Lão Triệu này làm cái gì thế? Lại cho Minh đi học bồi dưỡng, thật là phiền phức, cái lớp trường đảng này thật chán phèo. Tuy nhiên, những lời vừa nói bị Chu Ngọc Minh nghe thấy, nói. Chúc mừng bí thư Diệp, trường đảng trung ương mà, cả đời tôi không thể tiến vào đó, ai. Có gì đáng chúc mừng chứ, ngày ngày phải nghe lý luận, sự học là vô cùng, thật là phiền. Diệp Phàm lắc đầu, thực ra trong lòng có chút đắc ý. Vậy anh không biết sao, nghe nói. Mỗi tỉnh chỉ được 2 người, vì 2 vị trí này mà chút nữa thì vỡ đầu. Biết người nữa là ai? Chu Ngọc Minh thần bí nói. Ai? Diệp Phàm cũng hiếu kỳ, nhìn Chu Ngọc Minh, thấy ông ta đỏ mặt trong lòng cũng đoán được ông ta đang vui, xem ra Phó Chủ tịch Thường vụ Thành ủy đang rất thoải mái. Cháu trai Phượng Quốc Hưng của đồng chí Bí thư Phượng Bảo Sơn. Người này đang là Phó trưởng Ban Tổ chức tỉnh chúng ta. Lần này nếu tham gia vào lớp học của trường đảng trung ương này có thể sẽ lên chức phó ban tổ chức thường vụ. Phượng Bảo Sơn đã dự tính cả rồi. Phó ban tổ chức tỉnh chúng ta là đồng chí Cố Canh có thể 3 tháng nữa sẽ về hưu. Khi đó cũng vừa là lúc Phượng Quốc Hưng tham gia học trở về, đúng lúc để nhận chức này. Người ta chưa đến 30 tuổi, mà đã là cán bộ cấp tỉnh. Trên thế gian này, có người làm quan lợi thế đấy. Không như chúng ta. Sắp 50 rồi mà vẫn dậm chân chức phó sở. Chu Ngọc Minh có chút xót xa. Không phải Phượng Bảo Sơn sắp về hưu sao? Diệp Phàm hỏi. Chính vì sắp về hưu nên mới nhanh chóng sắp xếp cho cháu một vị trí, nếu không về hưu rồi thì sao mà tiến hành được? Người đứng đầu tỉnh chúng ta là Triệu Sương Sơn, một gia tộc uy thế, nếu như ông ta không nể mặt Phượng Bảo Sơn thì ông ta cũng không còn mặt mũi nào cả. Không lâu sau thì bí thư Triệu sẽ thành ủy viên ban chính trị, tiềm lực để thăng tiến còn rất lớn. Chu Ngọc Minh thản nhiên nói. Ha ha, có thể người nhà họ Triệu có thể tham gia vào vị trí hàng đầu quốc gia. Diệp Phàm cười nói, trong lòng nghĩ cái danh như vậy mà Triệu Sương Sơn lại cho mình. Điều đó là đương nhiên, nhưng, muốn ngồi vào vị trí đó không phải chỉ có nhà họ Triệu mà còn có cả những lực lượng yếu nữa. Người của Bộ Chính trị cũng sẽ là do Triệu Bảo Cương tiêu tốn để đẩy lên, muốn đi thêm bước nữa thì khó. Chu Ngọc Minh lắc đầu nói. Để ý làm gì, chẳng liên quan gì đến chúng ta. Diệp Phàm khua tay. Như thế cũng chẳng ích gì, bí thư Triệu giao cho anh tổng trách này, là khiến cho Uông Chính Tiền phải tức đỏ mắt, và khiến cho quản nhất minh hoảng loạn. Hiện nay anh cũng đã gắn với nhà họ Triệu rồi. Nhưng cũng tốt, có sự giúp đỡ của bí thư Triệu ít ra người ta muốn đối xử với anh thế nào thì cũng phải nể mặt nhà họ Triệu đúng không? Chu Ngọc Minh cười nói. Có chút cao hứng. Ai? Diệp Phàm than dài, đầu tối kịt lại làu bầu lại bị nhà họ Triệu dẫn rồi, mình lại không thắng nổi nhà họ Triệu rồi. Nhưng, nhà họ Triệu đừng quá đắc ý, cái danh này là các người tặng tôi cũng là cái tôi nên được nhận. Không phải nhận không, hơn nữa, đâu là của tôi, do tôi nghĩ. Ngày 15 tháng 8 Diệp Phàm lặng lẽ rời khỏi Ngư Đồng, sau khi đến ban tổ chức tỉnh ủy báo cáo, trưởng ban Cổ Hoài mới nhận chức chính thức gặp anh ta.
Chương 1274, không hiểu người này. Cổ Hoài cũng không nghiêm túc giống sự tưởng tượng của Diệp Phàm, mà là khá hòa nhã, một người trung niên ước chừng chưa đến 50 tuổi. Ngồi đi, nhìn Diệp Phàm rồi chỉ vào ghế đối diện nói, còn nói thêm. Uống trà gì? Có trà ô long không? Diệp Phàm nói. Vậy pha trà ô long. Cổ Hoài nhìn thư ký gật gật đầu, không lâu, một chén trà ô long thơm ngát được mang vào. Đây là Thiết La Hán chứ, ha ha. Diệp Phàm nhấp một ngụm cười nói. Cậu đã từng uống. Cổ Hoài thản nhiên cười. Thiết La Hán rất có danh tiếng, được ví là một trong bốn loại nổi tiếng nhất, hương rất đậm và lâu, hương cũng khác các loại trà khác, không quá lộ, vi thuần khiết, có vị trong miệng rất đặc biệt, hơi nồng một chút. Lá cây cũng đặc biệt, đây là tôi nghe người ta nói, bảo sao biết vậy, vừa rồi đoán, không ngờ được là đoán đúng. Diệp Phàm cười nói. Ha ha ừ, Thiết La Hán thật sự đúng là một chén trời sinh. Con người khi còn sống, khi nhìn lại quá khứ, không phải cũng nghĩ về chỗ cũ sao? Chúng ta đều là cán bộ đảng, làm quan một lần, tạo phúc một phương. Anh mang đến rất nhiều ưu đãi, thay đổi cho địa phương từ khi nhậm chức, mặc dù rời đi rồi, người ở đó cũng nhớ kỹ anh. Mà khi anh ngẫu nhiên nhớ lại, anh mới có thể cảm nhận được việc làm quan một lần tọa phúc cho dân chúng, bọn họ nhớ tên anh cảm giác này nghĩ lại rất sảng khoái. Đời người có đôi khi đây chính là sự thích thú. Cổ Hoài vừa nói vừa nhìn mông lung, thật sự ẩn chứa triết lý nhân sinh sâu sắc. Ừ, cảm giác này tôi đã từng trải qua. Đầu tiên là khi mới tốt nghiệp được phân đến thị trấn Lâm Tuyền huyện Ngư Dương thành phố Mặc Hương tỉnh Nam Phúc, lúc đó khu kinh tế Lâm Tuyền là do tôi tạo nên. Vì bốn bên của Lâm Tuyền đều có đường giao thông thông suốt, tôi đã bỏ hết sức lực gom góp trên 100 triệu tiền vốn. Hiện tại nghĩ lại, ở đó mọi người gọi tôi là Lộ Thần, nhớ lại thì có chút xấu hổ, một chuyện nhỏ như vậy mà bọn họ mãi mãi nhớ đến tôi. Nghe nói có bà lão còn đem tôi lên thờ ngày ngày hương khói cũng khó chịu. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, nhìn Cổ Hoài liếc mắt một cái. Nói thêm, vừa rồi nghe trưởng ban Cổ nói chuyện, cảm nhận được rất nhiều. Có người nói chúng ta làm chính trị để kiếm tiền, điểm này tôi không phản đối. Thật ra làm quan một lần, vừa là làm chính trị vừa là kiếm tiền, không phải cũng là thay đổi cuộc sống dân chúng sao? Nếu một cán bộ vừa không muốn chiến tích cũng không muốn thành tích, mà anh ta vì cái gì cũng không làm, lãnh đạo như vậy thì dân chúng đối đãi với anh ta như thế nào? Xem chừng là xem thường và mắng mỏ, cho nên, tôi làm việc mà mình nên làm. Nói tốt lắm, làm việc mà mình nên làm. Tôi làm bí thư thành ủy thành phố Hải Châu cũng thường thường nghĩ như vậy, làm việc mình nên làm. Giống như có người nói, đi con đường của mình để cho người khác đi cùng. Đương nhiên, chúng ta không thể nhìn chính mình. Cũng muốn quan tâm đến cảm nhận của người khác. Nhưng, chúng ta làm đúng, khi có người khác ngăn cản, chúng ta phải kiên trì với mục tiêu và lý tưởng của mình mới được. Lần này, vì sao tôi nói với cậu chuyện đó, thật ra, huyện Ma Xuyên là địa phương không xa lạ với cậu. Cổ Hoài thản nhiên cười nói. Tôi đương nhiên không xa lại, thậm chí có thể nói, Ma Xuyên thường xuyên ở trong đầu tôi. Diệp Phàm cười tự tin nói. Ừ. Mấy ngày trước chúng ta đã đi khảo sát trấn Kim Đào của huyện Ma Xuyên. Ừ, đúng rồi, không gọi là huyện Ma Xuyên, mà gọi là thị trấn Ma Xuyên. Nơi đó, hiện tại quả đào rất nhiều, ở giữa những ngôi nhà giả cổ, mà thị trấn Ma Xuyên lại có đường giao thông thuận tiện đến ba tỉnh. Điều này cũng thúc đẩy kinh tế Ma Xuyên phát triển nhanh. Trong kế hoạch của Ma Xuyên, năm tới Ma Xuyên quyết tâm xây dựng thị trấn. Hết thảy việc này đều là vì cậu đã tranh thủ mọi phương diện. Nghe nói tôi từ Việt Đông đến công tác, các hộ dân trồng đào đến chỗ tôi, nhất định bảo tôi mang mấy giỏ đào làm phần thưởng cho cậu. Bọn họ coi cậu là một thần thoại của Ma Xuyên, có giác quan tưởng tượng tốt, ôi! Cổ Hoài thở dài, không lâu sau người thư ký thật sự mang đến một giỏ đào. Cảm ơn, điều này anh còn nhớ. Diệp Phàm cảm ơn. Đây là tấm lòng của nhân dân, đào này tôi sợ hỏng rồi, đã để lạnh. Không riêng gì giỏ đào. Hẳn là tấm lòng của người trồng đào ở Ma Xuyên. Cán bộ đi cùng tôi đều từ Việt Đông đến, toàn bộ đều nhận được một giỏ đào đỏ tươi. Mọi người ăn quả đào nhưng không nên quên người như quả đào như cậu. Cổ Hoài cười nói, rất vui mừng. Quay người còn nói thêm. Lần này bí thư Triệu đích thân chọn cậu đến đi học nâng cao tại trường đảng Trung ương, nhớ kỹ,
lần này nói là nâng cao cũng không phải là bồi dưỡng. Cậu phải quý trọng cơ hội, đến chi không đổi. Cậu đi đến đó chính là đại diện cho tỉnh Việt Đông, tin tưởng cậu có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, nâng cao năng lực các mặt. Vì là đại diện cho Việt Đông chúng ta, vì bí thư Triệu cố gắng cho nên, cũng có ba người, thể hiện ban tổ chức trung ương coi trọng tỉnh Việt Đông. Về chức vụ của cậu, cậu cũng không cần quá lo lắng. Tuy nói vì một chút hiểu lầm mà rút lại chức vụ của cậu, đến hiện tại cũng đã khôi phục. Thật ra, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đã gửi công văn. Cậu hiện tại đã là cán bộ quy hoạch, không phải mất chức cán bộ. Sau khi học xong về tỉnh ủy sẽ sắp xếp công việc khác cho cậu. Hy vọng cậu có thể quẳng cục nợ, nhẹ nhàng ra trận, tranh thủ lấy bằng ưu trở về. Cố Hoài thở dài, nói rất nhiều. Cảm ơn bí thư Triệu và ngài đã nhắc nhở tôi sẽ nhớ kỹ chỉ thị của lãnh đạo tỉnh ủy, học tập tốt xong trở về tiếp tục xây dựng Việt Đông chúng ta. Giọng Diệp Phàm không lớn nhưng thái độ rất quyết đoán, Cố Hoài gật gật đầu. Cậu còn có yêu cầu gì, có thể đề xuất. Tôi biết, chuyện chức vụ của cậu lần này là cậu bị oan, tổ chức dù sao cũng phải cho cậu một lời giải thích. Cố Hoài nói, mặt trở nên nghiêm trọng. Không có, tôi rất hài lòng, chỉ cần tổ chức tin tưởng tôi, chứng minh cho tôi không còn có yêu cầu gì. Diệp Phàm nói, vậy cầu chúc cậu trở về tốt đẹp. Cố Hoài cười đứng lên, hai người bắt tay. Diệp Phàm tâm trạng có chút xúc động đi ra khỏi ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Tuy nhiên, đối với Cố Hoài, Diệp Phàm cảm giác có chút nghi ngờ. Nghe nói người này khi còn làm bí thư thành phố Hải Châu rất mạnh mẽ cứng rắn. Tuy nhiên, hôm nay gặp mặt, cũng khiến cho Diệp Phàm thay đổi suy đoán đối với ông ta. Nếu hôm nay Cố Hoài như thế thì nghi ngờ kia là không có căn cứ. Nếu Cố Hoài với mọi người như vậy thì bình thường, rốt cuộc chính mình mới không bình thường. Diệp Phàm cười thoải mái, không thèm nghĩ nữa. Vốn định đến chỗ phó trưởng ban thư ký Kiều Báo Quốc, tuy nhiên nghĩ đến tên đáng giận kia, Diệp Phàm bỏ luôn suy nghĩ này. Còn về quan hệ với nhà họ Kiều, Diệp Phàm xác định đối nhân xử thế như người trên cao, chờ chính mình ra hàng. Tuy nhiên, Diệp Phàm tạm thời không nghĩ chuyện này, cứ như vậy nước sông không phạm nước giếng. Buổi tối, Diệp Phàm lên máy bay đến Bắc Kinh. Trực tiếp đến khách sạn, rửa mặt xong nhìn mới là 4 giờ, chuẩn bị ngủ một giấc mới làm việc cho nên không đi thăm hỏi bất cứ ai. Tuy nhiên, vẫn có người đến làm phiền. Em trai Diệp Tử Kỳ và vợ sắp cưới Tống Thiến Thiến đang ở đây, Diệp Phàm đến đây Tống Thiến Thiến đương nhiên biết. Mà anh trai cô, Tống Ninh Kiệt dẫn cha là Tống Bạch An tự mình đến thăm Thông Gia. Thông Gia đến đây, Diệp Phàm đành phải xốc lại tinh thần, hai bên ngồi trong phòng trò chuyện không mặn không nhạt một ít chuyện không quan trọng. Tổng thể mà nói, Diệp Phàm thái độ là chủ nhân, mà người nhà họ Tống nhìn thấy năng lượng của Diệp Phàm lúc này có vẻ có chút cẩn trọng. Tống Ninh Kiệt thậm chí có vẻ khá cung kính. Ông Thông Gia, chuyện của cậu quyết định rồi phải không? Diệp Phàm hỏi Tống Ninh Kiệt. Phó Bí Thư Mai làm việc năng suất rất cao sau nửa tháng mới phê xuống dưới. Tôi hiện tại đảm nhiệm chức Phó trưởng ban tổ chức cán bộ quận ủy, chức vị cấp bậc đều lên. Tuy nhiên. Tống Ninh Kiệt nói xong nhìn em gái Tống Thiến Thiến một cái, giống như có lời khó nói. Chỉ là Tống Ninh Kiệt ngại mở miệng nhờ người khác, dù sao không thể chuyện gì cũng nhờ người ta. Anh hai, anh trai em làm phó cục trưởng làm hay không làm cũng không khác lắm. Lúc này Tống Thiến Thiến mặt dày mặt dạn nói ra nguyên nhân. Diệp Phàm cũng rất ít đến Bắc Kinh, mất cơ hội này sẽ không có cơ hội khác nữa. Điều này có ý gì? Diệp Phàm cau mày, nhìn Tống Ninh Kiệt một cái, hỏi. Có phải Mai Tòng Vân đang đùa, cấp bậc chức vị đều giúp cậu nâng lên, cuối cùng chuyện gì cũng không cho cậu làm. Việc này không phải Phó Bí Thư Mai làm, có một người khác làm. Tống Ninh Kiệt vẻ mặt có chút buồn bực. Ai? Diệp Phàm nhấp một ngụm trà hỏi. Ban đầu tôi không được thăng chức đến vị trí phó cục trưởng, đối thủ mạnh mẽ duy nhất là Trương Kình, người này giống tôi, ban đầu đều làm trưởng phòng ở ban tổ chức cán bộ. Tôi là trưởng phòng cán bộ 1, y là trưởng phòng cán bộ 2. Chỉ có điều công việc quản lý khác nhau mà thôi. Tôi phụ trách mảng xây dựng bộ máy lãnh đạo cấp cục, nghiên cứu cải cách chế độ, đề xuất nâng cao việc xây dựng bộ máy, các vấn đề liên quan đến quy hoạch. Phụ trách việc thành ủy sát hạch cán bộ, khảo sát bổ nhiệm và miễn nhiệm, phụ trách kiểm tra bộ máy lãnh đạo công ty do thành ủy quản lý, liên quan đến chế độ đãi ngộ, điều chỉnh cán bộ, thưởng phải, nghỉ hưu, thôi việc và đề xuất kiến nghị.
mà Trương Kình phụ trách xây dựng bộ máy lãnh đạo cấp phòng, chế độ cải cách cán bộ, đề xuất nâng cao tư tưởng chính trị cán bộ cấp phòng, đưa ý kiến xây dựng tác phong, các vấn đề liên quan đến quy hoạch, tổng kết mở rộng kinh nghiệm, phụ trách cán bộ trực thuộc thành phố. Lần này tôi lên rồi, Trương Kình vẫn ở tại chỗ. Một chuyện là xảy ra, y không ngờ lại lên thay vị trí cũ của tôi, trưởng phòng cán bộ 1. Thay đổi này cũng không có gì ngạc nhiên, điều lạ chính là, quận chúng tôi có 4 vị phó cục trưởng, tôi vừa mới lên, đương nhiên xếp cuối cùng. Mà lần thay đổi này còn có một tình huống, đó là nguyên trưởng ban tổ chức cán bộ Thái Hồng Sinh đã được điều đi, phó trưởng ban thường trực Ngô Minh Huy tiếp nhận chức vụ này. Chương 1275, quân đoàn trưởng cấm. Tống Ninh Kiệt nói đến đây, nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, còn nói thêm. Ngô Minh Huy lên chức liền thay đổi mấy trưởng phòng liên quan đến chọn cán bộ, những cái khác không có tác động gì. Tuy nhiên, quận ủy chúng tôi có 3 trưởng phòng liên quan đến cán bộ, toàn bộ đổi thành người ủng hộ Thái Hồng Sinh. Việc này ban đầu không liên quan gì đến tôi, tuy nhiên hiện tại thì không thế. Phòng cán bộ chính là phòng trung tâm của ban tổ chức cán bộ. Phòng như vậy ngoài trưởng ban hoặc phó ban thường trực phụ trách còn một người nữa chính là phó trưởng ban Hầu Phương Băng được phân công quản lý. Hơn nữa, người này khả năng sẽ tiếp nhận chức phó trưởng ban thường trực của Ngô Minh Huy, chỉ có điều chức vị hiện tại còn không rõ ràng thôi. Tuy nhiên, Ngô Minh Huy rất khác thường, đem 3 người quản lý các phòng trong tay Hầu Phương Băng chia lìa ra, để tôi quản lý. Tống Ninh Kiệt nói đến đây miệng khô, nhấp một ngụm trà. Diệp Phàm thản nhiên nói. Ông ta muốn khơi mào xung đột giữa cậu và Hầu Phương Băng để làm ngư ông đắc lợi có phải không? Chắc chắn là có ý này, tuy nhiên, Ngô Minh Huy càng lạ. Ông ta công khai bảo tôi quản lý 3 phòng quản lý cán bộ quan trọng, thật ra bằng không. Tống Ninh Kiệt sắc mặt khó coi. Có phải lấy hết quyền lực của cậu, hơn nữa, vẫn là trưởng phòng cán bộ một Trương Kình làm. Diệp Phàm thản nhiên nói, đoán cũng có thể đoán được. Tống Ninh Kiệt buồn ở chỗ này. Ừ. Bên ngoài cho tôi là phó trưởng ban hạng cuối có quyền lực lớn nhất, khơi mào cuộc chiến giữa tôi và Hầu Phương Băng. Trên thực tế là tôi không có quyền, 3 trưởng phòng quản lý cán bộ do Trương Kình cầm đầy, tất cả đều là thân thiết của Ngô Minh Huy, chỉ thị mệnh lệnh của tôi căn bản là không ai nghe. Đến tổ chức cuộc họp cũng 3 người lần nữa, đều phải đến giữa buổi mới đến. Tôi rốt cuộc không kìm nổi, phản ánh tình hình với trưởng ban Ngô, ai biết còn trúng một gậy của y. Nói tôi không có năng lực lãnh đạo. Ngay cả cấp dưới của mình cũng không quản lý được. Trưởng ban Ngô bảo Trương Kình làm khó cho tôi, bảo tôi làm thế nào. Sau tôi lại tìm đến phó ban Mai, y chuyên trách quản lý công tác tổ chức ở quận. Tuy nhiên, y vẻ mặt lãnh đạm, hừ nói là vì đề bạt tôi lên, y phải đắc tội với Ngô Minh Huy và cái gì đó. Việc này y không giúp được tôi, bảo tôi trở về tìm Ngô Minh Huy. Hơn nữa còn lạnh lùng châm chọc tôi nói. Cậu không phải có thông gia rất có năng lực sao? Có bản lĩnh bảo hắn giải quyết là được. Tống Ninh Kiệt nói có chút căm tức, nhìn Diệp Phàm một cái nói thêm. Anh cũng biết, nói thật, lão lãnh đạo trước kia còn ở ban tổ chức cán bộ thì khác, tuy nhiên, khi lão về hưu hiện tại nói chuyện ai còn để ý đến ông ấy. Cho nên, tôi cũng không sợ mất mặt, hiện tại ở ban tổ chức cán bộ đã kiên cường lên. Trương Kình thân thích với Ngô Minh Huy, phòng cán bộ này. Nghiễm nhiên ông ta mới là đại đương gia, mặt khác 2 trưởng phòng chỉ nghe y, mà y đương nhiên nghe theo Ngô Minh Huy. Tôi cũng không phải muốn tranh quyền gì, chỉ có điều họ cũng không nể mặt, rất giận. Ngô Minh Huy mặc kệ, Mai Tòng Vân lạnh như băng châm chọc, trong lòng thật sự có chút khó chịu. Tôi vô dụng đã làm mất mặt thông gia. Ngô Minh Huy là người hướng đến anh, y nghĩ anh đoạt vị trí của Trương Kình, hơn nữa, cũng là làm cho Mai Tòng Vân xem. Mai Tòng Vân là vì tôi chạy đến, là muốn mát mẻ cho tôi xem, ha ha, có ý cả. Diệp Phàm ngược lại thản nhiên cười cười, quay người hỏi. Khu ủy và chủ tịch quận thế nào? Bọn họ đều có chút mâu thuẫn, anh phải kể lại tỉ mỉ cho tôi nghe một chút, có lẽ tôi có thể có cách. Quận ủy là Lã Bột Toàn, chủ tịch quận là Củng Phàm, bí thư đảng quần chúng Mai Tòng Vân, phó Từng Lương, phó Phí. Phó chủ tịch thường trực quận Lục Thế Huân. Trưởng ban tổ chức cán bộ Ngô Minh Huy, tổng cộng có 12 ủy viên thường vụ. Tống Ninh Kiệt nhớ rất rõ, không hổ làm công tác tổ chức cán bộ. Nói về quan hệ của bọn họ. Diệp Phàm gật gật đầu. Quan hệ của bọn họ, tôi đương nhiên không thể biết quan hệ bên trong của bọn họ, chỉ là tin đồn nghe được một chút.
dù sao chức vị của tôi cấp thấp, không thể tiếp xúc với trung tâm. Tống Ninh Kiệt vẻ mặt xấu hổ nói. Nghe tới đâu thì tới, trước tiên là nói. Diệp Phàm tiếp tục hỏi. Lão Bột Toàn người này danh tiếng không tốt lắm, quan hệ với chủ tịch Củng Phàm bên ngoài cũng không tệ lắm, cũng không nghe nói hai người có mâu thuẫn gì lớn. Nhưng thật ra Mai Tòng Vân ỷ vào có nhà họ Mai ở Bắc Kinh làm chỗ dựa, có chút lên mặt nạt người. Tống Ninh Kiệt vì cấp bậc thấp, căn bản là không cung cấp được tin tức có liên quan. Diệp Phàm có chút thất vọng, thản nhiên nói. Việc này cứ như vậy đi, có rảnh tôi sẽ đi giải thích một chút, anh cũng đừng vội, dù sao cấp bậc chức vị cũng lên rồi, bọn họ có thể khống chế nhất thời tuyệt đối không thể khống chế cả đời. Người nhà họ Tống có vẻ không hài lòng, Tống Thiến Thiến hơi ngượng ngùng nói. Anh hai, lại phải làm phiền anh, việc này xem ra rất khó, không có cách thì thôi. Dù sao anh em cấp bậc và chức vị cũng lên rồi, tiền lương cũng đã cầm được, về chuyện phân công quản lý, sau này từ từ sẽ đến. Chuyện chắc chắn muốn xử lý, từ từ sẽ đến. Tuy nhiên, Mai Tòng Vân muốn cười chê tôi, việc này không thể nhẫn. Làm người phải có nguyên tắc, có người ra tay với chúng ta đương nhiên cũng muốn phản kích. Quá yếu chỉ làm cho người khác càng bắt nạt. Diệp Phàm gật gật đầu vừa nằm xuống không ngờ nhận được điện thoại mời hắn đến thế giới giải trí Kim Đô. Diệp Phàm nghe xong hơi trầm ngâm rồi đồng ý, đang muốn biết chuyện Dương Khu, người nhà họ Phí có lẽ biết chút ít tin tức có liên quan đến chuyện này. Thế giới giải trí Kim Đô đương nhiên là thiên đường của kẻ có tiền. Bên trong phương tiện giải trí gì để có, chỉ có là anh không thể tưởng tượng được, không có gì là bọn họ không làm được. Mặc dù anh muốn một người nước ngoài to lớn, bọn họ có thể tìm cho anh, điều kiện tiên quyết là anh có thể chịu được bảng giá. Một câu lạc bộ giải trí rất lớn, kỳ lạ chính là không có cảm giác ồn ào như tưởng tượng của Diệp Phàm. Phong cảnh tuyệt đẹp, giống như đi dạo trong công viên Tô Châu, hơn nữa, ngẫu nhiên mới có thể nghe thấy một chút âm nhạc. Xem ra khu giải trí này tốn nhiều tiền vốn, phòng riêng và nhiều khu đều có trang bị cách âm, khó trách chi phí cũng rất cao. Khi tới nơi mới phát hiện phí một lần không phải là phòng riêng mà là trong một quán rượu lớn. Tuy nhiên, bên trong cũng không nhiều bàn, giờ này đang có 4-5 bàn có người ngồi, trên bàn bày đều là rượu Tây, brandy hay cái gì đều có. Ở giữa phòng là một sàn nhảy, bản nhạc trữ tình dịu dàng làm người nghe đứt từng khúc ruột gan, trở nên hiền hòa. Mấy đôi nam nữ đang ôm nhau nhảy say mê, du dương hòa cùng nhau, mềm mại uyển chuyển như không có xương. Động tác phối hợp vô cùng ăn ý, chính Diệp Phàm cũng âm thầm khâm phục không ngừng. Phí Nhất Độ ngồi cạnh một cô nàng xinh đẹp, tóc búi cao trông rất giản dị. Diệp Phàm thầm nói Phí Nhất Độ thích của lạ, thích cô gái nông thôn. Bên cạnh chính là Phí Bát Độ, bên cạnh cũng có một cô nàng, một kiểu tóc công chúa, có vẻ cao quý thanh lịch. Ngược hoàn toàn với cô gái bên cạnh Phí Nhất Độ, thật là buồn cười. Đối diện là một đôi nam nữ Diệp Phàm không biết, nam mặc kiểu áo tôn trung sơn, nữ mặc váy quân trong, là một nữ quân nhân, có lẽ là Đoàn Văn Công, khuôn mặt đương nhiên không thể chê, rất xinh đẹp. Cuối cùng là cô nàng Phí Điệu Vũ, một chiếc váy liền màu phấn hồng, đoan trang nhưng sống động. Bên cạnh cô có vị trí giống, xem ra chính là dành cho Diệp Phàm. Diệp Phàm vừa mới ngồi xuống, người mặc áo tôn trung sơn cười nói. Anh Phí, đây là khách của anh. Vừa nghe y hỏi mọi người đều chú ý đến đây. Ha ha, Diệp Phàm, bí thư đảng ủy công an thành phố Ngư Đồng. Phí Nhất Độ thản nhiên cười, lại chỉ vào người đàn ông mặc áo tôn trung sơn nói. Khương Hạo Nhiên, đừng nghĩ còn trẻ mà khinh. Anh ta hiện đã là quân đoàn trưởng đoàn một quân khu cảnh vệ thủ đô, chỗ bọn họ được gọi là cấm quân thủ đô, bảo vệ chính là thủ đô. Xin chào Thượng tá Khương. Diệp Phàm giơ tay ra, Khương Hạo Nhiên cũng giơ tay, vẻ mặt bình thản nắm một chút. Thượng tá Khương trẻ như vậy đã là đoàn trưởng của cấm quân, thật sự làm người ta nể phục. Diệp Phàm cố ý nói. Ha ha, không bằng cậu Diệp, nếu đối chiếu cấp bậc thì cậu Diệp sẽ là cán bộ cấp phó sư. Khương Hạo Nhiên vẻ mặt rất bình tĩnh, trên mặt tuy có cười nhạt nhưng cũng không nhiệt tình, cũng không ngạc nhiên, giống như ở Bắc Kinh lễ phép khi tiếp xúc với con cháu cán bộ cao cấp. Ôi, nói thì có chút mất mặt, tôi hiện tại đã không phải là bí thư đảng ủy công an thành phố Ngư Đồng, bị mất chức. Diệp Phàm chua xót cười cười. Mất chức, vì sao? Phí Điệp Vũ cố ý có chút kinh ngạc hỏi, thực ra cô đã biết. Lần trước ở Ngư Đồng đã biết.
xem ra bởi vậy tăng mạnh ấn tượng trong lòng chú Đường và Phí Nhất Độ. Đơn giản là muốn nhà họ Phí ra tay giúp đỡ Diệp Phàm một chút. Đối với Diệp Phàm, Phí Điệp Vũ chẳng qua là hơi có thiện cảm. Hơn nữa ông nội cho hắn biệt hiệu Phi Ưng, cảm tình của Phí Điệp Vũ cũng dần tăng lên. Còn không phải là thảm án 88 gây nên. Diệp Phàm hừ nói. Không phải nghe nói đã phá sao, theo lý thuyết anh hẳn là phải lập công lớn. Phí Điệp Vũ lại hỏi tiếp. Việc này có chỗ sơ suất nên đã đánh mất mũ. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Quá đáng, có phải một số lãnh đạo ở Việt Đông lợi dụng việc công để trả thù cá nhân? Phí Bát Độ không kìm nổi hừ nói, việc này Phí Bát Độ cũng biết. Ha ha! Diệp Phàm cười không nói, xem như thừa nhận. Cậu Diệp, cậu là con nuôi của chú Phương Thành, chúng ta là người một nhà. Ông anh tôi hơn cậu trên dưới 10 tuổi, người một nhà không nói hai nhà, có gì cần chúng tôi ra sức, cứ việc nói. Lãnh đạo Việt Đông này cũng không thể một bàn tay che trời đúng không? Phí Nhất Độ lên tiếng, cũng có chút tức giận. Không cần anh Phí, việc này tỉnh ủy đã có cách nói, sửa lại án sai. Hiện tại tuy nói không sắp xếp chức vụ liền bố trí tôi đến đây học tập. Diệp Phàm thản nhiên nói, thầm nghĩ cậu đã biết trước, bây giờ còn giả vờ. Học tập cái gì, có phải nghiên cứu sinh không, chắc chắn là Đại học Bắc Kinh. Tốt rồi. Chúng ta là bạn học. Phí Điệp Vũ ánh mắt lấp lánh, liếc Diệp Phàm một cái, có vẻ tự đắc, cười nói. Hơn nữa, tôi hiện tại đã học năm thứ ba đại học, khai giảng tới chính là năm thứ tư, anh còn phải gọi tôi một tiếng chị, gọi một tiếng nghe xem ha ha. Chương 1276, Hào Phú phẫn nộ. Cái gì vậy, ai nói với cô là tôi đến Đại học Yến Kinh đào tạo chuyên sâu? Đúng thật là, tiểu cô nương ra ra. Diệp Phàm liếc mắt nhìn cô nàng một cái, cố ý mỉm cười trêu chọc. Không phải Đại học Yến Kinh, thế thì, đáng tiếc quá, nếu là Đại học Yến Kinh thì tôi có thể giới thiệu giúp anh vài giáo sư. Phí Điệp Vũ có chút tiếc nuối, lắc đầu, nhìn Diệp Phàm, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, bĩu môi một cái hử giọng nói. Ai là tiểu cô nương ra ra chứ, tôi là đại cô nương. Anh cũng chẳng lớn hơn tôi bao nhiêu, đừng làm ra vẻ, cứ như mình là ông lão không bằng ấy. Bí thư Diệp e là không phải đến trường đảng đi học chứ. Lúc này, Khương Hạo Nhiên ngồi một bên vẻ mặt thoáng hiện tia kinh ngạc, hỏi. Ha ha, thực sự anh Khương đoán đúng rồi, chỉ là lớp nâng cao cán bộ cấp sở của trường đảng thôi. Diệp Phàm thản nhiên gật đầu. Lớp nâng cao cán bộ cấp sở mà còn thôi nữa sao? Anh đúng là kiêu ngạo, lớp này tôi cũng nghe nói rồi, tương đối khó vào đấy. Phí Nhất Độ nói. Chẳng phải chỉ là một lớp học thôi sao? Làm gì mà khó vào chứ? Phí Bát Độ không phải người trong thể chế, mở miệng phản đối. Bát Độ, anh sai rồi, lớp này đích xác khó vào. Anh họ tôi cũng muốn vào lắm, nhưng kết quả không kiếm được danh ngạch. Khương Hạo Nhiên nói. Không phải chứ anh Khương, cha anh là tư lệnh quân khu Liêu Thẩm. Ở Trung Quốc chúng ta số người cầm lái các quân khu lớn chỉ đếm được trên đầu ngón tay, đường đường là ủy viên quân ủy. Một danh ngạch ở trường đảng mà không kiếm về được, cái này, đúng là làm người ta khó mà tin được. Phí Bát Độ kỳ thực thâm ý sâu sắc, giả bộ ngạc nhiên, nhưng kỳ thực là đang làm rõ thân phận của Khương Hạo Nhiên. Để Diệp Phàm hiểu được rằng, đừng coi thường gã ta. Đúng là chẳng nghĩ tới, Cố Thiên Long bị mình hạ bệ, không ngờ cha của người ngồi ở đây lại là người tiếp nhận chức vụ, trong lòng Diệp Phàm cảm thấy hơi buồn cười. Thằng nhãi trong lòng đột nhiên bừng tỉnh ngộ. Khó trách Phí Nhất Độ lại đối đãi với Khương Hạo Nhiên như vậy, chắc hẳn là tình bạn một phần, lợi ích chiếm một phần rồi. Trong quân giới Phí gia cũng chẳng có bao nhiêu năng lượng, còn Khương gia ắt hẳn là thế gia của quân đội Trung Quốc, quan chức chính giới như Phí Nhất Hoàn phải có được sự ủng hộ của vững chắc của quân đội thì mới có thể được đẩy lên vị trí chủ nhiệm ủy ban kỷ luật trung ương của cửu đảng. Không có quân đội ủng hộ, Phí Nhất Hoàn muốn lên chức, trở thành lãnh đạo cấp quốc gia chân chính của nước Cộng hòa, tuyệt đối không có khả năng. Anh Phí, tình hình mấy vị lãnh đạo khu Triều Dương anh có biết không? Diệp Phàm hỏi, chuyển đề tài. Khu Triều Dương, cũng có biết một chút, nhưng, anh hỏi chuyện này làm gì? Phí Nhất Độ liếc nhìn Diệp Phàm, có chút kinh ngạc. Có chút việc nhỏ phải làm ấy mà. Diệp Phàm nói. Việc nhỏ gì, nói thử đi nào, anh ở Ngư Đồng, cách khu Triều Dương cả 18.000 dặm, theo lý thuyết chính phủ bên đó không thể cùng lúc xảy ra chuyện gì. Đúng là kỳ quái.
Phí Nhất Độ không kìm nổi hỏi. Tôi có một người thân làm phó trưởng ban tổ chức ở khu Triều Dương, nói ra thật mất mặt, toàn bị trưởng ban Ngô Minh Huy cho đi tàu bay giấy, cấp dưới chẳng ai nghe lời cậu ấy. Người thân của tôi đã phản ánh lên trên nhưng chẳng ai nghe cậu ấy, cho nên, cũng tương đối buồn bã. Diệp Phàm thản nhiên nói. Ngô Minh Huy, người này tôi có nghe nói rồi, một con chó của Trung Hưng Điền thôi. Phí Nhất Độ thô tục nói. Trung Hưng Điền. Diệp Phàm không rõ, nhìn Phí Bát Độ. Trung Hưng Điền là phó chủ tịch thành phố ủy viên thường vụ thị ủy Bắc Kinh, chính là người đứng sau của Ngô Minh Huy. Nghe nói khoảng thời gian trước Trung Tiểu Xuân con trai của phó chủ tịch thành phố Trung cùng với Lã Phong con trai của bí thư khu Triều Dương Lã Bột Toàn hai người đến Đại Tử Lâu Hải Vương Tinh trình diễn một màn võ thuật với nhau. Phí Nhất Độ thản nhiên cười nói. Vậy không phải chứng tỏ bí thư Lã với phó chủ tịch thành phố Trung có chút không hợp sao? Diệp Phàm giật mình, cảm thấy có chút manh mối. Nguyên nhân rất đơn giản, Lã Bột Toàn muốn làm công trình minh tinh, làm quảng trường thế hào gì đó, cho nên muốn giải phóng mặt bằng lớn. Mà căn nhà cũ của phó chủ tịch thành phố Trung lại nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng của thế hào, cha của Trung Hưng Điền sống chết không chịu nhượng bộ, Lã Bột Toàn dùng tiền bồi thường đến gõ cửa, cha của Trung Hưng Điền, Trung Vệ Căn vẫn không chịu, nhất định không chịu nhả ra. Chuyện này cứ rằng coi như vậy, nhưng, chính quyền khu đã đầu tư xuống trước hơn 30 triệu, không thể nào ngừng được. Tổn thất đó, sẽ đánh mất hoàn toàn thể diện. Lão Bột Toàn chẳng còn cách nào khác, đích thân đến nhà muốn nói chuyện thuyết phục ông lão Trung Vệ Căn này, nào ngờ, chưa nói được nửa câu, Lão Bột Toàn mồm mép cuối cùng cũng chẳng thuyết phục được Trung Vệ Căn. Khi bỏ đi thực sự không kìm được nữa đã nói một câu lão già này, ba chữ này đã làm ông lão nổi giận, phun một cục đờm vào mặt Lã Bột Toàn. Việc này lập tức chọc cho đồng chí lão Lã tức giận, mấy nhân viên công tác lúc này để thể hiện, toàn bộ đều xông lên trước, nhắm vào Trung Vệ Căn lôi kéo mấy cái. Nhưng, xui xẻo là ông lão này ngã xuống, hơn nữa, còn nằm bệnh viện mất mấy tháng, quảng trường thế hào bên này đành phải đình công. Cháu của nhà họ Trung. Trung Tiểu Xuân thời gian trước vừa hay gặp phải Lã Phong cháu nhà họ Lã ở Hải Vương Tinh, hai người vừa thấy đã bắt đầu đấu rượu, cuối cùng thì phát triển lên đấu cái gì, đấu các cô em, chỉ để phô bày sự giàu sang. Sự việc càng lúc càng không thể cứu vãn được nữa, cuối cùng hai bên đều có 7-8 người, cùng đánh nhau ở sàn nhảy Hải Vương Tinh. Chuyện này suýt chút nữa thành trò cười của cả thủ đô, phó chủ tịch thành phố Trung với bí thư Lã, chắc chắn khó Tiểu Trung một bô rồi. Khương Hạo Nhiên tin tức cũng nhanh nhạy, thản nhiên kể lại sự việc. Ồ, Diệp Phàm gật đầu, trong lòng cũng có được chút manh mối. Nếu phó chủ tịch thành phố Trung và Lã Bột Toàn đấu nhau như vậy, nếu như bản thân mình có thể giúp được Lã Bột Toàn lấy được ngôi nhà cũ của Trung Hưng Điền, giải quyết được chướng ngại vật lớn nhất của việc xây dựng quảng trường thế hào. Thì Lã Bột Toàn kia còn không cảm động đến rơi nước mắt sao, có ông ta ra tay, Ngô Minh Huy lẽ nào dám đấu với bí thư quận ủy. Nếu có dám đấu thật, Ngô Minh Huy bị đưa xuống thì càng có trò hay để xem. Nhưng, vừa nghĩ đến Trung Hưng Điền là phó chủ tịch thành phố lại thêm ủy viên thường vụ thị ủy Bắc Kinh, người ta là quan lớn cấp thứ trưởng, chuyện này đúng là khó giải quyết, muốn thuyết phục ông ta chắc chắn không được. Người này hiện nay chắc chắn đang ghi hận Lã Bột Toàn, cho nên, muốn hàng phục phó chủ tịch thành phố Trung, chỉ có cách tìm đến ông ta. Anh Diệp, anh cũng ở đây à? Đột nhiên. Đằng sau truyền đến giọng nói quen thuộc. Tham mưu trưởng Trấn, là anh à? Diệp Phàm còn chưa trả lời, Khương Hạo Nhiên ngồi cạnh đã đứng dậy, nhiệt tình nói. Khương Hạo Nhiên là một đoàn trưởng quân đoàn một quân khu cảnh vệ thủ đô, còn con trai Trấn Trung Lương của Trấn Đông Hải là phó tham mưu trưởng thượng tá của quân khu cảnh vệ. Hai người quân hàm bằng nhau, nhưng chức vị lại sai biệt lớn. Tính ra Trấn Trung Lương vẫn là cấp trên của Khương Hạo Nhiên. Anh Lý cũng đến à? Diệp Phàm gật đầu với Lý Long con trai của Lý Khiếu Phong. Anh Diệp, anh về Bắc Kinh khi nào thế, cũng chẳng đem gọi điện. Tối nay tôi chủ chi, ha ha. Lý Long vô cùng thân thiết, đối với Diệp Phàm còn có chút cung kính, khiến đám người nhà họ Phí và Khương Hạo Nhiên có chút khó hiểu, lờ mờ quan sát thằng nhãi Diệp Phàm này. Tham mưu trưởng Trấn, vị anh em này là... Khương Hạo Nhiên liếc mắt nhìn Lý Long, cố ý hỏi. Nếu tôi đoán không lầm thì người anh em này tên Lý Long, hiện đang đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm phòng giám sát thứ 5 Ủy ban Kỷ luật Trung ương, là con trai của Lý Khiếu Phong phó bộ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng trước đây. Ha ha!
Phí Nhất Độ vì có cha là phó bí thư thường trực ủy ban kỷ luật, cho nên, cũng có biết một số cán bộ trong ủy ban kỷ luật trung ương. Lý lịch của Lý Long anh ta thuộc như trong lòng bàn tay. Ha ha, không thể ngờ được đại công tử của bí thư Phí Nhất Hoàn cũng ở đây. Anh Diệp, các anh quen nhau à? Lý Long cố ý cười nói, trong lòng thì thầm, sao Diệp Phàm lại ngồi uống rượu chung với Phí Nhất Độ, hình như cũng khá thân thiết. Vừa mới quen không lâu. Diệp Phàm nhiên gật đầu, chào hỏi xong mấy người đều ngồi xuống với nhau. Tôi cảm thấy thật kỳ lạ, đồng chí Diệp Phàm nhậm chức ở Ngư Đồng, cách Bắc Kinh cũng tương đối xa, sao mọi người lại quen được nhau? Khương Hạo Nhiên giả bộ mơ hồ, dĩ nhiên là thấy Diệp Phàm tương đối thần bí, muốn thăm dò gốc gác của thằng nhãi này. Ha ha, bạn bè quen nhau trọng ở chữ thành, có liên quan gì đến khoảng cách? Còn không phải là một chữ duyên thôi sao? Trấn Trung Lương thản nhiên cười, miệng đóng rất chặt, đương nhiên là không muốn phun ra chuyện gì. Đối với gia thế của Trấn Trung Lương, Khương Hạo Nhiên đương nhiên cũng biết được chút ít, biết đây là một gia tộc đáng sợ. Tuy nói Trấn Đông Hải chỉ treo cái danh hiệu ủy viên quân ủy không làm chính sự gì, nhưng, Khương Nhất Công cha của Khương Hạo Nhiên luôn nhắc nhở gã phải chú ý dựa vào Trấn Trung Lương, tôn trọng anh ta gì đó. Dù cha chưa từng nói rõ nguyên do, nhưng Khương Hạo Nhiên không ngốc. Tham mưu trưởng Trấn tuổi trẻ đầy hứa hẹn, chúng ta lần đầu quen nhau, cạn một ly được không? Lúc này, Phí Nhất Độ cười nâng chén lên. Phí gia thiếu bên quân đội ủng hộ, gần đây luôn tìm đồng minh bên khối quân đội. Từ ánh mắt của Khương Hạo Nhiên có thể thấy, anh ta vô cùng tôn kính Trấn Trung Lương, thậm chí còn có chút kính sợ. Những chi tiết này Phí Nhất Độ có thể quan sát ra. Suy nghĩ có phải là gia thế của vị tham mưu trưởng Trấn Trung Lương này rất lớn không, cho nên, cứ làm quen trước đã. Có thể giúp cha lôi kéo thêm vài đồng minh dĩ nhiên càng tốt rồi. Ha ha, Phí công tử, được. Trấn Trung Lương đương nhiên cũng chẳng có lý do gì đắc ội với một gia tộc có người có khả năng tiến vào cửu đảng. Hai bên hàn huyên, uống rượu, tán gẫu những chuyện vui, vì là lần đầu tiên quen biết, cũng không thể đề cập đến những chuyện nội dung quá sâu. Dĩ nhiên, cuối cùng thì cũng tan tiệc chia tay trở về. Khi đi, Diệp Phàm được Trấn Trung Lương và Lý Long mời ngồi vào xe cùng đi. Diệp Phàm cũng đang có chuyện muốn nhờ Lý Long. Thật là đúng lúc. Đành phải cáo lỗi nói với Phí Điệp Vũ. Chờ tôi báo danh xong có thời gian sẽ đến nhà thăm vậy. Trong xe, Lý Long có chút kỳ quái hỏi. Anh Diệp, báo danh gì, có phải anh lại đi học đào tạo chuyên sâu không? Không phải, lần này đến trường đảng học lớp nâng cao cán bộ cấp sở, chắc là cũng phải mấy tháng. Diệp Phàm nói. Không tệ, danh ngạch này ai kiếm cho anh đó, để tôi đoán xem. Lý Long cười nói, trên mặt hiện lên một tia hâm mộ, anh ta cũng là bộ cấp phó giám đốc sở, cho nên, đương nhiên cũng muốn có được cơ hội lần này. Nhưng, vì ủy ban kỷ luật trung ương cũng chỉ có 3 danh ngạch, nhân tài xuất hiện lớp lớp, cán bộ cấp phó giám đốc sở trẻ ở đâu cũng có, ai nấy ra thế đều rất cao. Còn Lý Khiếu Phong không hứng thú chuyện này, cho nên, kết quả là không tranh về tay được, Lý Long buồn bực mất mấy ngày. Dĩ nhiên là đại tiểu thư Kiều xuất mã rồi. Có cô ấy xuất mã, muốn danh ngạch gì mà chẳng đến tay. Lớp nâng cao lần này vốn là do ban tổ chức trung ương xử lý mà. Trấn Trung Lương ười gượng một tiếng, trên mặt lộ tia mờ ám. Chương 1277, giai thoại báo danh. Không phải, tôi cũng cảm thấy buồn bực rốt cuộc sao lại thế này. Nghe nói hình như là bí thư Triệu ở Việt Đông đưa tên lên. Chắc hẳn là thấy tôi phá được thảm án 88, còn được thủ tướng ca ngợi. Cảm thấy không có công lao thì cũng cực khổ quá đúng không? Cho nên, bèn đem danh ngạch này đập xuống đầu, thăm hỏi một chút, xem ra cũng chỉ là gặp may thôi. Diệp Phàm vẻ mặt bình tĩnh, không chút sao động. Ông ta đề cử anh, việc này thực sự có chút kỳ quái. Quả thực là Kiều gia không ra tay, người anh em, có phải anh với đại tiểu thư Kiều có gì đó không? Hay là anh với cô nàng Phượng ra đi với nhau bị cô ấy phát hiện, cuối cùng, biển ghen nổi sóng. Đã giận dỗi rồi. Lý Long vẻ mặt vui vẻ vì người khác gặp họa. Đầu óc anh nghĩ đi đâu thế? Các cô ấy cũng không biết việc này. Hoàn toàn không liên quan gì, tuy nhiên, đối với chiếu cố của bí thư Triệu, tôi cũng cảm thấy hơi khó hiểu. Diệp Phàm trên mặt lộ tia nghi ngờ. Đúng là kỳ lạ. Trấn Trung Lương vừa lái xe, vừa có chút khó hiểu, miệng lẩm bẩm nói. Triệu Sương Sơn tốt bụng như vậy từ khi nào?
tôi thấy người anh em nên cẩn thận một chút, thiên hạ, không có bữa trưa nào là miễn phí đâu. Cái này tôi cũng cân nhắc rồi, mặc kệ sơn đến rời sơn thủy đến ngăn thủy, đi một bước tính một bước. Dùng thuật ngữ võ học chính là kiến chiêu sách chiêu phàm hữu ta khổ sáp đích tiếu liễu tiếu. Khá lắm gặp chiêu hủy chiêu, nói hay lắm. Đời nam nhi tôi cũng không sợ hùng phong của hổ báo, cho dù gia tộc lớn của ông ấy là quan lại biên cương, chúng ta vẫn có cuộc sống của chúng ta. Nếu có ai muốn nắm lấy chúng ta, thì những con cờ nhỏ chúng ta cũng lật mình nổi sóng, ha ha. Trấn Trung Lương đột nhiên hào hứng, cũng có chút dáng dấp của Trấn Đông Hải. Hổ phụ vô khuyển tử, trong lòng Diệp Phàm chợt lóe lên những chữ này, liếc mắt nhìn Lý Long một cái, xoay người nói. Anh Lý, có chút chuyện tôi muốn nhờ cậy anh. Chuyện gì, anh cứ nói đi. Lý Long hỏi. Diệp Phàm đem chuyện ở khu Triều Dương kể lại, Lý Long trầm mặc hồi lâu, mới nói. Việc này mấu chốt ở Phó Chủ tịch thành phố Trung. Nếu muốn thuyết phục Phó Chủ tịch thành phố Trung thì không được rồi, chắc hẳn, vấn đề của ông ta với Lã Bột Toàn rất khó hóa giải. Cho nên, chỉ có thể dùng lợi ích để làm động lòng ông ta. Nhưng, lợi ích của anh đưa cho ông ta chỉ ít phải lớn hơn gút mắc của ông ta với Lã Bột Toàn mới được. Cách này đối với những quan nhỏ cấp giám đốc sở chúng ta mà nói độ khó quá lớn. Muốn chúng ta đem lại lợi ích lớn cho quan lớn cấp thứ trưởng còn là ủy viên thường vụ, thì giống như người si nói mộng. Tuy nhiên, cũng không phải là đã ở góc chết, còn có một cách có thể thử được. Chẳng hạn như con trai của Trung Hưng Điền và Lã Bột Toàn, chẳng lẽ bọn họ không có điểm yếu để chúng ta bới móc sao? Nắm lấy điểm yếu xuống tay, ép anh ta đi vào khuôn khổ, đương nhiên, chúng ta làm bí mật một chút, mượn tay người khác làm việc này, chỉ cần có thể đạt được mục đích là được. Vô ý một chút, rất khả năng sẽ có một lúc hai kẻ thù, có chút không đáng. Tôi cũng nghĩ vậy. Anh điều tra trước giúp tôi một chút. Anh làm việc ở bộ phận đó, dễ điều tra những tài liệu liên quan. Tôi chỉ cần anh cung cấp một ít chứng cứ hữu dụng là được, còn những chuyện khác tự tôi sẽ dàn xếp. Diệp Phàm bình tĩnh thong dong, nói. Được. Lý Long thận trọng gật đầu. Kỳ thật, việc này Lý Long còn ló chút lo lắng, dù sao, cái này, rất có khả năng sẽ đắc tội với cả hai bên, cuối cùng làm cho cả hai chẳng phải người. Trung Hưng Điền và Lã Bột Toàn hai người đó, ở thủ đô đều là những người có chút năng lượng. Tuy nhiên, nếu Diệp Phàm đã nhờ, Lý Long dĩ nhiên sẽ không chối từ. Trường Đảng Trung ương. Đây là nơi các quan viên của nước Cộng Hòa cảm thấy thần bí nhất, đây là ngôi trường có cấp bậc cao nhất huấn luyện những cán bộ đảng viên quyền uy nhất, có cán bộ nào mà lại không muốn được đến đây học nâng cao một lần. Trường Đảng Trung ương là trường học cao nhất của cán bộ luân phiên huấn luyện các cán bộ lãnh đạo cấp cao. Và lý luận chủ nghĩa Mác là một bộ phận quan trọng trực thuộc Trung ương Đảng, là trận địa quan trọng và là lò tăng cường rèn luyện cho các cán bộ đảng viên học tập, nghiên cứu, tuyên truyền chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông và hệ thống lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học đặc biệt Trung Quốc, là cơ cấu nghiên cứu khoa học xã hội triết học của Đảng. Hơn nữa, quan trọng nhất là ám chỉ những quy chế ngầm trong thể chế. Trên cơ bản nhiều vị chủ tịch nước kế nhiệm đều tới trường Đảng Trung ương kia chức hiệu trưởng trước, đương nhiên đây chỉ là một chức danh treo lên vậy thôi. Hiệu trưởng đương nhiệm trường Đảng Trung ương Đường Hạo Đông là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương, Bí thư Ban Thư ký Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đứng ở cánh cổng lớn của trường Đảng, nhìn vẻ thần bí đó, các cán bộ trang nghiêm của nước Cộng hòa đang đổ xô vào cung điện thần bí, tâm tình Diệp Phàm cũng có chút xúc động. Tuy nhiên, lúc báo danh đã xảy ra một chuyện náo loạn. Diệp Phàm tuy nói trải qua mấy năm mài giũa trong chốn quan trường, người cũng trưởng thành hơn rồi, nhưng, tướng mạo nhìn vẫn hơi non một chút, chỗ báo danh lần này có tấm bảng viết, lớp nâng cao cán bộ cấp sở. Có 3 nhân viên công tác, 2 nữ 1 nam. Trong đó đồng chí nam trung niên trên chóp mũi có cái nút ruồi vừa thấy Diệp Phàm đến, trên mặt lập tức lộ vẻ tức giận, hừ lạnh một tiếng nói với Diệp Phàm. Anh tới làm gì, lãnh đạo của các anh đâu? Một chút quy củ cũng không hiểu. Chỗ này là ở đâu chứ? Đúng là làm ăn bừa bãi. Diệp Phàm bị ông ta làm cho chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào, chẳng biết có chuyện gì. Trong lòng thầm khó hiểu, còn chưa mở miệng đã bị người ta mắng cho một trận rồi. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng không căng thẳng, nháy mắt đã khôi phục bình tĩnh. Nhớ tới lần đầu tiên mình đi trường Đảng tỉnh ủy huấn luyện cũng được tiếp đãi thế này, đơn giản là do mặt mình non quá, người ta nghĩ mình chỉ là thư ký gì đó thôi.
Tuy nhiên, trường đảng trung ương có chế độ gác cửa nghiêm khắc, những thư ký bình thường không được vào, cho nên, vị nốt ruồi đen kia mới làm khó một chút. Đồng chí, tôi đến báo danh. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Báo danh gì, lãnh đạo của các người thực sự nghĩ rằng nơi này là chợ à? Có thể hù dọa được người gác cửa sao, nghĩ ra thế của mình rất cao, có thể muốn đến thì đến muốn đi thì đi à? Gọi lãnh đạo các người lập tức chạy bộ đến đây, giải thích rõ ràng mọi chuyện. Lần này chỉ cảnh cáo, còn tái phạm lập tức hủy bỏ tư cách tham gia huấn luyện nâng cao lần này, kỳ cục. Một đồng chí nữ khách gương mặt cũng khó chịu, nói. Còn tưởng Diệp Phàm là thư ký của vị lãnh đạo có xuất thân cao quý nào đó, được đặc quyền tiến vào trường đảng gì đó. Rất xin lỗi đồng chí, lãnh đạo của tôi ở Việt Đông, sao chạy bộ đến đây được? Diệp Phàm cũng hơi tức giận, bọn người kia tự coi mình làm việc ở trường đảng là có thể cao cao tại thượng. Nhưng nhầm người ta còn chưa tính, lại còn thay phiên nhau công kích người ta. Cho nên, cố ý nói. Ở Việt Đông, lãnh đạo các anh là ai, kênh kiệu quá nhỉ? Trên thông báo không phải có nói rõ ràng sao? Sáng sớm hôm nay báo danh, buổi chiều 2 giờ còn phải cử hành nghi thức khai giảng đơn giản. Đến lúc đó có khả năng lãnh đạo trung ương cũng đích thân tới. Người trung niên có nốt ruồi đen lại tức giận, thiếu chút nữa giống lên. Hơn nữa, còn nhấn mạnh 4 chữ lãnh đạo trung ương, đương nhiên là muốn tăng độ uy hiếp. Lãnh đạo của chúng tôi tên Triệu Sương Sơn. Diệp Phàm rõ ràng lưu loát, trực tiếp đáp. Triệu Sương Sơn, ai là Triệu Sương Sơn? Người đàn ông nốt ruồi đen hơi ngạc nhiên, đương nhiên cũng nghe nói qua đại danh bí thư tỉnh ủy Việt Đông Triệu Sương Sơn. Chẳng qua lớp nâng cao cán bộ cấp sở lần này, không phải là lớp huấn luyện luân phiên cán bộ cấp tỉnh, dĩ nhiên là tuyệt đối không thể có Triệu Sương Sơn đại công tử lão Triệu ra thủ đô, cho nên còn cho rằng gặp phải người cùng tên. Bí thư tỉnh ủy Việt Đông Triệu Sương Sơn đấy. Diệp Phàm nói. Xem ra anh thật sự là muốn quấy rối. Lãnh đạo Triệu Sương Sơn của các anh công tác ở bộ phận nào, chuyện lần này tuyệt không thể bỏ qua như vậy. Người đàn ông nốt ruồi đen cho rằng bị Diệp Phàm đùa giỡn, sắc mặt đen như mực tàu. Không phải đã nói với ông rồi sao, lãnh đạo của chúng tôi chính là đồng chí bí thư tỉnh ủy Việt Đông Triệu Sương Sơn. Tôi tên là Diệp Phàm, nguyên đảm nhiệm bí thư đảng ủy công an thành phố Ngư Đồng Việt Đông, hiện tại đã giải nhiệm, tạm thời vẫn chưa sắp xếp công tác mới. Cho nên, đến đây huấn luyện nâng cao trước. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói, đem toàn bộ giấy chứng nhận và tài liệu có liên quan đẩy tới. Anh, là anh tham gia lớp nâng cao. Người đàn ông nốt ruồi đen hiển nhiên bị nghẹn, trừng mắt nhìn Diệp Phàm, hai đồng chí nữ khác cũng hơi sửng sốt, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, trong đó một đồng chí nữ tiếp nhận tài liệu trong tay Diệp Phàm, cẩn thận xét rồi đưa qua cho người đàn ông nốt ruồi đen. Người này cũng là cẩn thận thẩm nghiệm. Trên mặt tươi cười có chút chua xót, nói. Thật sự là không ngờ, 23 tuổi làm cán bộ cấp phó giám đốc sở. Cả đời Lý Chí Ngư tôi chưa từng gặp qua. Sau khi nói xong liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, còn nói thêm. Nói với anh một chút, tôi là Lý Chí Ngư, lãnh đạo bảo tôi phụ trách lớp nâng cao cán bộ cấp sở các anh. Tôi muốn làm quen trước với các anh nên mới đến phụ trách chuyện báo danh ở đây. Ông ấy là phó chủ nhiệm giáo vụ trường đảng Lý Chí Ngư, cũng là thành viên ban tổ chức đảm nhiệm lớp nâng cao cán bộ cấp sở các anh lần này. Một trong hai đồng chí nữ mỉm cười, giới thiệu nói, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, lại nói thêm. Tôi là Lâm Tuyết, lại chỉ vào cô nàng trẻ tuổi hơn ngồi bên cạnh nói. Cô ấy tên Đường Phương, vì trường đảng thấy lớp các anh lần này hầu hết còn trẻ, để không khí sinh động. Cho nên... Đặc biệt điều cô Đường của Khoa Kinh tế Đại học Bắc Kinh vào ban giáo vụ hỗ trợ chủ nhiệm Lý tiến hành dạy học, phụ trách mảng kinh tế. Chủ nhiệm Lý chào ngài, Lâm Tỷ xin chào, cô Đường xin chào. Diệp Phàm nhiệt tình chào hỏi, tuy nhiên, người phụ nữ Lâm Tuyết này không biết chức vụ gì, cho nên, Diệp Phàm gọi là Đại Tỷ. Tuy nhiên, Diệp Phàm vừa gọi như vậy, đã chọc cô nàng kia, Đường Phương ngồi bên cạnh có chút bất mãn nói đùa. Đồng chí Diệp Phàm. Anh gọi Lâm Tuyết là Lâm Tỷ, tại sao lại gọi tôi là cô? Cái này, do vừa rồi Lâm Tỷ không giới thiệu chức vị, cho nên, tôi không biết xưng hô như thế nào. Nếu gọi là gì Lâm thì bảo Lâm Tỷ già quá, thực sự Lâm Tỷ còn rất trẻ. Hơn nữa, tôi không có chị gái, cảm thấy Lâm Tỷ làm chị tôi cũng khá thích hợp, cho nên mới gọi như vậy, ngại quá cô giáo Đường. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Hết tập 70.